Tập 193 chẳng qua Bạch Cảnh còn là cực kỳ bội phục người này, hoàn toàn, chịu được đại trượng phu một xưng. Hơn nữa vị này binh ra ban đầu tổ giã tâm bừng bừng, thế nhưng là không che giấu chút nào đấy, trực tiếp mở ra đến, không có đùa bỡn bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, lật bàn. Vì vậy lần này Bạch Cảnh nhìn như bỏ gánh, một mình rời khỏi man hoang, tìm kiếm tiểu mạch kết thành đạo lữ, đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu rồi, kỳ thật ngoài ra Bạch Cảnh còn cất giấu một phần không thể cho ai biết tư tâm nếu là vị này binh ra ban đầu tổ một lần nữa rời núi, còn có cùng loại đánh nhau, nhất định tiếp tục tính nàng một phần. Sau đó chính là tiểu phu tử ra tay, tuyệt địa trời thông. Nhưng mà làm hậu thế hệ thiên hạ tu sĩ chuyên môn để, lại một đạo vô hình cửa chính, hoặc là nói là một cái thông đạo, tiến thân chi dài. Chính là luyện khí sĩ ngoại trừ luyện ngày bái trăng chi lưu, còn có thể thông qua bản thân mệnh lý cùng thuật pháp, dẫn dắt vốn là thần linh phủ du thiên ngoại thi hài thiên ngoại quần tinh, từ trong hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng lớn mạnh điều tòa thiên hạ chính là cái kia một. Mà từ đạo tổ lĩnh đầu, tam giáo tổ sư tại bờ sông, năm đó đính lập vạn năm chi thời kỳ, chính là đạo tổ sớm thấy được cái này một, đang không ngừng khoách trương sau đó, bọn hắn ba vị thân là 15 cảnh tu sĩ, tại từng người thiên hạ, cuối cùng sẽ xuất hiện một loại không thể tránh khỏi đạo hóa. Nói cho đúng đến, chính là một loại đồng hóa. Sau lần đó lễ thánh liên thủ mưu phản yêu tộc bạch trạch, cùng chung chế tạo cửu đỉnh, lại có đời sau hầu như có thể nói là tràn lan sưu sơn đồ, lại về sau chính là mười tam sơn cửu hầu tiên sinh rời núi cùng chung chế định mới lễ bạch cảnh quay đầu nhìn về phía thiên ngoại mênh mông ở chỗ sâu trong thổn thức không thôi nói ra bao la bát ngát thiên ngoại thái hư ở bên trong kỳ thật lơ lửng vô số nhật nguyện mê hoặc cũng đồng dạng trần bình an gật gật đầu bạch cảnh tiếp tục nói nhưng đồng dạng là nhật nguyệt chi thuộc là có phẩm chất cao thấp đấy tựa như hôm nay bảo bình châu các quốc gia cảnh nội quá nhiều quan lại nhỏ chỉ có số rất ít người có thể trở thành đại tướng nơi biên cương. Ta chọn chúng cái kia vầng mặt trời, chính là xuất thân mới tốt, phẩm chất tương đối cao đấy. Vạn năm trước, ta liền tâm tâm niệm niệm, sáng lập vì đạo tràng, dựa theo năm đó quy củ, chính là thuộc về của ta tư nhân địa bàn. Tiểu mạch rốt cuộc mở miệng phản bác là như muốn luyện hóa làm bổn mạng vật đi. Bạch cảnh tu hành tư chất thật sự quá tốt, thế cho nên nàng tại trên con đường tu hành, chưa từng tham thì thâm băn khoăn, nói cách khác, đồng dạng là một ngày thời gian, tiểu mạch cả ngày chuyên tâm luyện kiếm, khả năng bạch cảnh tiêu phí cả buổi thì có đồng dạng hiệu quả, sau đó còn lại cả buổi, bạch cảnh cũng sẽ không nhàn rỗi, liền chạy đi học hoa lan kỹ như vậy luyện vật, hoặc là tu hành những cái kia xa cổ địa tiên ý đồ đưa thân trong đó, bằng môn tài đạo. Khả năng trước mắt cái này cười đùa tí từng tạ cẩu, chính là bạch cảnh cố ý chóc bong đi ra cái kia phần. Cạn bã, mũ lông trồn thiếu nữ mới tốt giống như lộ ra mỗi ngày chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng bạch cảnh cười ha ha nói còn là tiểu mạch hiểu ta sau đó nàng oán giận nói tiểu mạch đừng đánh xóa a à, cái này vâng bị ta chọn lựa ngàn vạn lần đi ra mặt trời là có cơ hội thông suốt luyện hình thành làm một đầu kim ô đấy ta dù là không ăn rơi nó làm cái sủng vật dưỡng tại bên người giống như cái kia vương vưu vật cưỡi đầu kia bạch lộc không phải là thoát thai tại một vòng trăng sáng tu hành ngoài trêu chọc việc vui bớt khó chịu cũng là vô cùng tốt vô cùng tốt đấy đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ta ở bên kia tu đạo mấy trăm năm lâu, kết quả nó còn là cho trận kia nội chiến lan đến gần rồi, bị đạo tổ một tay áo dẫn phát vẻ này tràn đầy đạo khí cho xa xa đập chúng, đùng chít chít một cái, liền rơi trên mặt đất rồi, may mà ta khẽ cắn môi, cả gan, đánh bạc tính mạng không muốn, vì nó hộ đạo đoạn đường, mới miễn đi sụp đổ kết cục, sớm cùng nó đã hẹn ở, về sau hữu duyên gặp lại. Trần Sơn Chủ, ngươi là người đọc sách, đến giúp đỡ bình luận phân xử, bằng lương tâm nói, cái này vầng mặt trời, Thuộc sở hữu người phương nào, đại ly triều đình bằng cái gì cùng ta đoạt, đã biết rõ bắt nạt một cái xa xứ, thế đơn lực bạc, yếu đuối tiểu cô nương, không biết xấu hổ. Trần Bình An nói ra, chất thắng văn tức thì giã, môn si ung chất tức thì lịch sử. Hào hoa phong nhã, sau đó quân tử, mũ lông chuồn thiếu nữ vẻ mặt ngây thơ, cái gì cái ý tứ, là đang khen người sao. Tiểu Mạch thấy nàng cố ý giả ngu, liền giúp đỡ giải thích nói, công tử đang khuyên người ít nói lời vô ích, ngôn ngữ tinh luyện vài phần nhiều lời điểm chính sự. Trần Bình An cười nói, các ngươi đã hiểu lầm, nhưng thật ra là tự xét lại. Bạch Cảnh dùng sức gật đầu, hiểu được hiểu được, các ngươi huyện hòe hoàng phong tục nha, mắng chửi người trước mắng mình, cãi nhau thắng một nửa. Trần Bình An không so đo nàng nghĩa mai, nói ra, đừng chạy đề rồi, ngươi xử trí như thế nào cái kia vầng mặt trời. Bạch Cảnh nói ra, còn có thể như thế nào, học Trần Sơn Chủ, hòa khí sinh tài quá, đi ra bên ngoài cười ha hả thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người nha nguyên lai like bạch cảnh cùng đại ly tống thị làm một khoản giao dịch coi như là nàng tạm cho mượn đại ly triều đình đấy tất cả về bạch cảnh quyền sử dụng thuộc về đại ly tống thị bị gác lại ở đằng kia tòa mới phúc địa bên trong chẳng qua nàng có thể tại mặt trời bên trong sáng lập đạo tràng còn lại bất luận cái gì tu sĩ cũng không được nhúng chàm mà chỗ này đạo tràng thuê kỳ hạn là một ngàn năm mỗi hơn trăm năm kết toán một lần đệ nhất bút tiền đặt cọc cùng đến tiếp sau tiền lãi đại ly triều đình đều cần lấy một khoản bút kim tinh đồng tiền kết toán được đúng hạn đưa đến trên tay nàng. Nếu là nàng không ở núi Lạc Phách, ví dụ như đã phản hồi man hoang, đại ly tống thì đồng dạng cần tìm cơ hội cùng nàng bí mật gặp mặt, dù sao không được quá hạn, nếu không cũng đừng trách nàng trở mặt. Trần Bình An nói ra, tạ cô nương nếu không ở núi Lạc Phách, đưa cho tiểu mạch không là giống nhau, ngươi có cái gì lo lắng đấy, chẳng lẽ còn sợ tiểu mạch tham ô đây? Bạch cảnh kéo ra cái mũi, ủy khuất nói, cũng không phải đạo lữ, không danh không phận thật không minh bạch đấy, trộn lẫn cùng một chỗ, dạy người chế diễu ta cũng không phải là cái loại này tùy tiện nữ tử. Không để ý cái này gốc, Trần Bình An ra vẻ hậu chi hậu giác giật mình bộ dáng. Như thế nói đến, tạ cô nương chẳng phải là đỉnh đầu có chút đầy đủ, tùy tùy tiện tiện xuất ra ba năm trăm khối kim tinh đồng tiền, không nói chơi. Đã đến đã đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch cảnh thò tay vuốt vuốt mũ lông trồn, bắt đầu giả ngu, thậm chí thổi lên huyết sáo. Chỉ cần ta so với Trần Sơn chủ càng không biết xấu hổ trần sơn chủ ngươi liền không có biện pháp bắt ta kỳ thật có chuyện bạch cảnh cố ý không đáng kể rồi chủ yếu là lo lắng bị bụng dạ hẹp hòi trần sơn chủ xong việc mới tính sổ chuyện đã qua sẽ không có chuyện xưa nhắc lại cần phải nha dù sao lại không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng nguyên lai like ở đằng kia địa mạch ở chỗ sâu trong làm bạch cảnh cho phép lý hy thánh mở ra hộp trả thù lao nàng lúc ấy đưa ra một cái điều kiện nếu như như vậy ưa thích ôm sự tình trên thân bạch cảnh khiến cho cái kia tự xưng là vượt qua thiên hạ mà đến trẻ tuổi người đọc sách, tiếp được nàng nhẹ như lông ngỗng một kiếm. Đối phương vẫn thật là ngu ngơ đã đáp ứng. Không chỉ như thế, đối phương vẫn thật là lông tóc không tổn hao gì mà tiếp nhận một kiếm kia. Tuy nói Bạch Cảnh lo lắng cho mình dốc sức một kiếm xuống dưới, đối phương liền xong đời. Nàng phải bị Trần Bình An liên thủ tiểu mạch đem nàng đuổi ra núi Lạc Phách, có thể mặc dù hắn không có sử xuất toàn lực, nhưng mà một vị phi thăng cảnh viên mãn kiếm tu tiện tay một kiếm, một cái mới 50 đạo tuổi luyện khí sĩ, tiếp được ở không chết cũng phải rơi nửa cái mạng đi không ngờ một kiếm đưa ra thấy kia lý hy thánh như cũ vui vẻ nhảy nhót đấy điều này làm cho bạch cảnh lớn bị nhục gãy sao tùy tiện đụng phải người trẻ tuổi cứ như vậy chịu đòn chẳng lẽ nàng cái này phi thăng cảnh kiếm thuật tại vạn năm sau đó cũng đã trở nên như thế không đáng giá sao còn là nói hôm nay hạo nhiên thiên hạ tu sĩ tùy tùy tiện tiện có thể đạt được không cảnh hai chữ chân ý vì vậy tại thiên ngoại vừa thấy được cái kia cùng lý hy thánh không sai biệt lắm con đường ly cấu nàng liền khí không đánh một chỗ đến. Bạch cảnh ở đâu rõ ràng chính mình chứng kiến trẻ tuổi nho sĩ, cùng vị kia bạch ngọc kinh đại trưởng giáo quan hệ. Dùng chi thánh tiên sư mà nói nói, khấu danh nếu sinh ra ở viễn cổ trong năm tháng, không nói nhất định có thể đưa thân viễn cổ mười hào liệt kê, ít nhất vớt cái dự khuyết là không hề lo lắng đấy. Mà mười hào cùng dự khuyết phân biệt, kỳ thật cũng không lẻ chỉ cảnh giới tu vi cao thấp, càng nhiều là một loại sáng lập con đường công lao lớn nhỏ. Giống như cái kia khai sáng luyện vật một đạo hoa lan kỹ, chỉ nói nàng chém giết đấu pháp bản lĩnh, tuy rằng pháp bảo trồng chất thành núi, nhưng thật ra là không bằng mấy vị kia dự khuyết đấy. Nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng nàng trở thành được kính trọng mười hào một trong. Trần Bình An hỏi, tạ cô nương, nghĩ kỹ đi đầu nào hợp đạo đường rồi hả? Tạ cầu mắt nhìn tiểu mạch, vẻ mặt tràn đầy u oán, ủy khuất vô cùng, loại sự tình này, người cũng đúng ngoài nói. Người nào là người một nhà ai là người ngoài, tiểu mạch đều phân không rõ ràng lắm sao? Trần Bình An phối hợp nói ra, một hạt kiếm quang vô cùng bé, liền đã định, trước không tránh được tìm được cái kia tạo thành thiên địa nhỏ nhất chi một quá khó khăn, Bạch Ngọc Kinh Lục Trầm chính là cái phản diện ví dụ, dẫn đến hắn đến nay không thể tìm ra một cái tại lập giáo xưng tổ bên, ngoài 15 cảnh con đường, vì vậy ta cảm thấy được truy cầu vô cùng lớn, khả năng thành công xác suất càng lớn. Không phải không thừa nhận, tại Trần Bình An ở sâu trong nội tâm, Lục Trầm kỳ thật nếu so với vị kia chân vô địch, càng có cơ hội đưa thân 15 cảnh. Dù sao đến nay còn không có ai dám nói mình đã đã tìm được mọi sự vạn vật nhỏ nhất một trong. Đạo tổ khả năng đã đã tìm được, nhưng mà đạo khả đạo phi thường đạo, nói tức là không chúng. Nhưng mà truy tìm vô cùng lớn rộng lớn thiên địa, nhìn như trống rỗng, nhưng vẫn là tương đối đơn giản, đương nhiên chỉ là tương đối mà nói. Hai thanh bổn mạng phi kiếm, trong lồng tước cùng miệng giếng trăng, trước mắt tức là tại đi này tăng lên phẩm chất con đường. Đến nỗi tương lai có thể hay không sáng lập bước phát triển mới đường, đạt được nào đó mới tinh thần thông, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trần Bình An cười nói, hơn nữa này gắng đạt tới rộng lớn vô lượng kiếm đạo, cùng tạ cô nương tính cách là phù hợp đấy. Tạ cầu do dự một chút, lắc đầu nói, Trần Bình An, ngươi còn là nghĩ đến rất đơn giản. Nói như thế nào? Rất nhiều rất nhiều năm trước, ta đã từng trong lúc vô tình đi vào qua một tòa đại điện, gặp qua cái loại này bị bộ tượng hóa tưởng tượng đó là một loại căn bản, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cổ quái cảnh giới. Ngươi chỉ cần cảm tưởng, giống như nên cái gì cũng có thể thực hiện, thật thật giả giả, hư hư thật thật, hoàn toàn là điên đảo đấy không đúng đều không thể nói là điên đảo chân thật cùng hư ảo đã lẫn lộn không rõ căn bản cũng không có giới hạn không biết có bao nhiêu địa tiên bị nhốt trong đó một viên đạo tâm như hãm sâu vũng bùn không thể tự kìm chế như vậy dần dần mục nát chết đi nghe đến đó tiểu mạch rốt cuộc mở miệng nói ra nghe nói chỉ có phật đà có thể hoàn toàn áp chế này cảnh nếu không coi như là đạo tổ cùng trí thánh tiên sư đều chỉ có thể là toàn thân trở lui phật đà ôi là một vị duy nhất chính thức thoát ly tất cả ngăn cách siêu nhiên tồn tại nha, đích đích sắc sắc, lợi hại được không thể càng lợi hại rồi. Tạ cầu vẻ mặt tràn đầy hâm mộ thần sắc, dùng sức gật đầu nói, nghe nói Phật đà Pháp tướng, nhiều như sông hàng chi xa, có thể khắp trước kia, hiện tại, tương lai. Chúng ta kiếm tu càng lợi hại, đều là không cách nào so sánh được đấy. Trần Bình An cười nói, tạ cô nương, người thật giống như còn không có nói mình là như thế nào rời khỏi này, tòa đại điện đấy. Tạ cầu thỏ tay gãi gãi mặt, ít thấy có vài phần thẹn đỏ mặt thần sắc tai nạn xấu hổ một môn không nói cũng được sau đó trần bình an liền khiến tiểu mạch giúp đỡ cưỡi gió tốc độ tăng vọt trong lúc đi ngang qua tuế tinh phụ cận mạnh mẽ nước chảy xiết cùng tràn đầy gió mạnh chỉ sợ địa tiên tu sĩ một khi không cẩn thận cũng sẽ bị liên lụy đi tới xé thành vỡ nát nhưng là cái chỉ cảnh vũ phu chịu đựng thể phách tuyệt hảo địa điểm hiệu quả tốt như là đánh chiều chỉ có điều trở ngại văn miếu quy củ thuần túy vũ phu phải không có thể tùy tiện cưỡi gió thiên ngoại đấy chắc hẳn cùng cái kia binh ra ban đầu tổ tọa chấn mê hoặc có quan hệ. Vừa mới cùng viên này tuế tinh xa xa gặp thoáng qua, nhưng vào lúc này, Trần Bình An đột nhiên phát giác được một tia khí tức, lập tức quay đầu nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được có một vị nho sam nam tử xa với thân hình. Thiên cổ ung dung, không biết người phương nào thổi sát địch, thanh vang phá không minh. Trần Bình An lập tức khiến tiểu mạch dừng lại ngự kiếm, cùng vị kia không biết tên nho ra thánh hiền chắp tay thì lễ hành lễ. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đợi đến lúc Trần Bình An chắp tay thi lễ đứng dậy, đạo kia thân hình cũng đã tiêu tán tại thiên phong vòng xoáy ở bên trong, không có muốn cùng bọn họ khách sáo hàn huyên ý nghĩ. Tại Trần Bình An một đoàn người tiếp tục chạy đi về sau, lễ thánh hiện thân tuế tinh một chỗ vòng xoáy biên giới, có thư sinh ngồi ở vòng xoáy chỗ giữa, trước người có một khối bệ đá, bày đặt hai chồng chất sách vở, chia phần cùng 9 bản cùng 14 bản, trên nhất bên cạnh hai quyển sách vở, phân biệt ghi lưu Hà Châu cùng Chứ Châu vị này thư sinh nhìn thấy lễ thánh, không có đứng dậy đón chào, chỉ là xưng hô lễ thánh vì tiểu phu tử. Thư sinh hỏi, sau 10 năm, tìm tốt trợ thủ. Lễ thánh gật đầu nói, lần sau liền nhân thủ đầy đủ rồi, còn có thể kêu lên một đám người trẻ tuổi. Thư sinh mắt nhìn xa xa, nói ra, vạn năm thời hạn thi hành án gần kết thúc. Lễ thánh nói ra, lễ thánh cười hỏi, chạm mặt qua rồi hả? Thư sinh gật đầu nói, không ngoài sở liệu, chúng ta vị này văn thánh nhất mạch quan môn đệ tử, không ngại cực khổ trở về một chuyến thiên ngoại nhặt mót đúng là khối buôn bán tốt nguyên liệu lễ thánh nói ra phục thăng đã từng đề nghị khiến trần bình an bí mật tiến vào văn miếu là một đoạn thời gian thần tài phát huy ưu điểm chuyên môn chịu trách nhiệm phân phối toàn bộ hạo nhiên thiên hạ tiến vào man hoang vật tư chỉ là bị lão tú tài mắng một chàng mới thôi nơi đây khách tới thăm giải rác nho ra bên ngoài luyện khí sĩ cũng chỉ có ngay ngay châu lưu tài thần nhà buôn phạm tiên sinh tới gần hạo nhiên tạ cầu thuận miệng nói ra trần sơn chủ vị kia thuần dương chân nhân cái kia mấy tay kiếm thuật tiết lộ đấy nhìn tương đối không tầm thường a à, với ai học bản lĩnh trần bình an nói ra là thuần dương tiền bối tự học cũng không trên núi sư truyền tạ cầu bĩu môi hiển nhiên không tin lại hỏi ngươi hình như rất sợ cái kia họ trịnh hay sao trần bình an cười nói ta khuyên ngươi một câu về sau ngày nào đó cùng núi lạc phách phủi sạch quan hệ rồi nếu như tạ cô nương còn có thể ở lại hạo nhiên thiên hạ tùy tiện lắc lư, trêu chọc người nào có thể, chính là đừng đi khiêu khích vị này trịnh tiên sinh. Tạ cẩu cười ha hả nói, 14 cảnh, ai dám trêu chọc. Tiểu mạch trầm giọng nói, bạch cảnh, mặc dù trịnh tiên sinh chỉ là phi thăng cảnh, người đồng dạng không thể tùy ý gây sự. Tạ cẩu tự nhiên cười nói, ra vẻ thẹn thùng ngượng ngùng nói, tiểu mạch, ta đổi tên rồi, về sau gọi ta là hoa mai là được. Không thèm nhìn cái này một đôi vạn năm oan ra liếc mắt đưa tình, Trần Bình An đột nhiên nói ra, chúng ta đường vòng, đổi một chỗ màn trời cửa chính, đi trước một chuyến trung thổ thần châu. Tiểu mạch gật đầu mà thôi, tạ cầu trà sát tay nói, làm cái gì? Đập phá quán. Nhớ kỹ lúc trước cái kia đạo hiệu thuần dương chân nhân, liên thủ vu huyền, tìm hiểu nguồn gốc, hướng trung thổ thần châu bên kia rơi xuống một kiếm. Chẳng lẽ là muốn vội vã tới cửa đòi hỏi cách nói đi? Không có cách đêm kẻ thù. Trần Sơn chủ ngươi cái này tính khí, kém đến có thể à? Trần Bình An cười nói, còn có thể làm cái gì? Ta đây cái nho nhỏ nguyên anh cảnh luyện khí sĩ, cáo mượn oai hùm mà thôi. Trông giữ trung thổ thần châu màn trời một trong vị này bồi tự thánh hiền, là một cái dáng người khôi ngô dâu rậm lão giả. Nghe nói một đoàn người muốn bởi vậy tiến vào trung thổ, cũng không nói gì thêm, liền mở ra cửa chính. Trẻ tuổi ẩn quan ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, tiểu mạch đuổi kịp, tạ cầu vậy mà cầm lên làn váy, thi lễ vạn phúc. Lão giả chỉ cảm thấy không được tự nhiên, cái kia mũ lông trồn thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng. Ha ha, chính mình thật sự là hiền thục, tiểu thư khuê cát, có này lương phối, tiểu mạch thật sự có phúc khí, chính mình có. Diễm phúc. Đi vào sau cửa lớn, ba đạo sáng trói kiếm quang đều một đường rơi xuống, bay thẳng trung thổ thần châu âm dương ra lục thị. Ba vị không mời mà tới khách không mời mà đến, hai vị phi thăng cảnh kiếm tu, một đỉnh cao một viên mãn, cái sau tương đương đã đứng ở cửa ra vào, dù sao khoảng cách 14 cảnh, chỉ thiếu chút nữa đương nhiên tiểu mạch đã từng ngắn ngủi đưa thân loại này viên mãn hoàn cảnh trần bình an cùng tiểu mạch đều là cái loại này ngã lộn nhào lao xuống xu thế duy chỉ có tạ cầu là khoanh tay trước ngực ôm lấy cái kia đỉnh vừa mới tháo xuống mũ lông trồn tùy ý thiên phong quét tóc hãy cùng bung dù bình thường lộ ra trơn bóng sung mãn cái chán tiểu mạch hỏi công tử phía dưới lục thị đại trận trần bình an híp mắt mỉm cười nói có trận phá trận có người đánh người tạ cầu nhếch miệng cười nói Trần Sơn chủ, Trần Sơn chủ, ta cảm thấy cho ngươi càng hợp khẩu vị rồi." Trần Bình An trêu chọc nói, "Ta thế nhưng là có ra có thất người, Tạ cô nương cũng đừng đứng núi này trông núi nọ, dạy tiểu Mạch đau lòng a." À. Tạ Cẩu gãi gãi mặt, "Tiểu Mạch, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không đấy, ta phát qua thề, ít nhất còn muốn thích ngươi một vạn năm đâu." Tiểu Mạch nghiêm mặt, ngoảnh mặt làm ngơ. Ước chừng là tâm tình thật tốt nguyên nhân, Tạ Cẩu đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp lấy hai chân đánh vỡ này tòa Lục thị tầng tầng đại trận không trung vang vọng từng trận ngọc lưu ly nứt vỡ tiếng trần bình an cùng tiểu mạch bay xuống ở đằng kia tòa cao nhất lục thị cấm địa ti thiên thai thời điểm tạ cẩu đã đem nguyên bản liền còn sót lại nửa tòa ti thiên thai tạc ra cái lỗ thủng toàn bộ người nghiêng cắm xuống mặt đất mũ lông trồn thiếu nữ côi côi đầu vai đem hai chân trước sau rút ra mặt đất sau đó ai ui một tiếng một cái ngửa ra sau ngã xuống đất không dậy nổi hai tay ôm lấy đầu gối cất cao giọng chỉ hô đau bắt đầu đầy đất lăn qua lăn lại đứng lên Trần Bình An mặt không biểu tình, không khỏi nhớ tới trước kia du lịch bích họa thành trên đường trận kia đụng gốm xứ, nhìn lại một chút cái kia tạ cẩu, đồng dạng diễn kỹ vụng về một chút. Một bộ màu xanh trường bào, hai tay lồng tay áo, đứng ở nửa tòa ti trên sân thượng, quan sát chiếm diện tích quy mô to như một tòa vương triều cự thành lục thị gia tộc. Mũ vàng dày xanh tiểu mạch, cầm trong tay gậy trúc xanh, lấy tiếng lòng nhắc nhở Bạch Cảnh đứng giả bộ, ngươi có thể cùng lục thị đòi hỏi mấy cái tiền thuốc men. Trần Bình An duỗi ra một cái tay, chỉ hướng ti thiên thai phụ cận một chỗ, để phòng xâm nghiêm, tạ cầu liên tiếp phá trận, tất cả kiếm khí đều bị ngăn. Cản bên ngoài, hơn phân nửa là này tòa chi lan thự rồi. Lục thị tổ tiên, từng là văn miếu sáu quan một trong quá bói. Nho giáo nhiều lần đảm nhiệm quá bói, một cái trong đó cực kỳ trọng yếu chức trách, chính là trông giữ cái kia bộ được xưng vạn kinh chi tổ kinh thư. Ngoài ra còn có hai bộ bí mật không gặp người phụ kinh, một bộ đặt ở công đức rừng lân đài, kinh sinh hy bình chịu trách nhiệm hàng ngày trông giữ mặt khác một bộ lớn kinh ban đầu khắc ban đầu bản liền dấu ở âm dương ra lục thị chỗ này chi lan thự bằng vào cái này bộ kinh thư châu tử tán phiếm lục thị nói đất lục thị mới có thể diễn sinh ra làm trọng yếu chi nhánh mà kính một quyển sách hay bởi vì cái này quyển sách mà sách lục thị cao nhân cách khác lối tắt cùng châu tử đưa ra ngũ hành tương khắc học thuyết bất đồng con đường lấy cấn quẻ làm bắt đầu người chi mệnh lý như núi liên miên ẩn núp tại ly châu động thiên nhiều năm tiên nhân lục vĩ mới có thể trợ giúp gia tộc lấy thăm dò tam nguyên chín vận, lục giáp gia trị phù bí pháp, đính lập cái nào đó đem Trần Bình An làm tọa độ một bức nguyên vẹn phong thủy đồ. Sau đó một nắm thân phận ẩn nấp lục thị xem trời người cùng thiên thai ti thần sư, có thể thông qua Trần Bình An sông núi lộ tuyến cùng trưởng thành quỹ tích đến quan đạo. Lục thị ti thiên thai cùng chi lan thử hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu mạch cười nói, không biết vị kia lục tiền bối tối nay có thể hay không lộ diện. Trần Bình An nói ra, tại nhà mình địa bàn, đến bên này thấy hai cái bằng hữu cũ dũng khí, tóm lại vẫn phải có đi. So với ta, chúng ta lục tiền bối khẳng định lại càng không bằng lòng gặp ngươi. Xác thực, lần trước đại ly kinh thành hoàng cung một trận ôn chuyện, lục vĩ tại tiểu mạch trên tay có thể nói chịu nhiều đau khổ. Bị tiểu mạch một tay kiếm thuật, như một chương trắng như tuyết mạng nhện trải rộng cả tòa kinh thành, lại khám phá thủ thuật che mắt, thành công đem độn địa lục vĩ bắt được, nhéo ở cổ, đem thả lại bên cạnh bàn. Lục Vĩ còn bị Tiểu Mạch một tay cắt quay đầu sọ, liền như vậy đặt lên bàn. Sau đó Trần Bình An mới có tiết lộ một tay lôi cục cơ hội, đem Lục Vĩ hồn phách vây khốn, tiên nhân bị ép tâm thần ngưng làm một hạt, gặp được không ít kỳ quái quang âm trường quyển. Cuối cùng chịu đựng không được dày vò, triệt để tâm thần thất thủ, Lục Vĩ nguyên bản một viên một số gần như không tì vết đạo tâm ầm ầm nứt vỡ, nguyên bản có hy vọng đưa thân phi thăng cảnh tiên nhân như vậy ngã cảnh vì ngọc pháp. Tiểu Mạch nói ra, giống như Lục thị triệt bỏ vài tòa công phạt trận pháp, trần bình an cười nói bằng không thì muốn lục vĩ chi lưu âm dương ra các tiền bối cùng các ngươi triển khai đối công sao tiểu mạch hiểu ý cười cười cũng đúng cái kia lục vĩ chính là cái giấy tiên nhân thể phách gầy yếu đến không thể tưởng tượng tình trạng thật sự không chịu nổi một kích từ chi lan thự bên trong giắt tay nhau đi ra năm người đi tới ti dưới thiên thai rừng bước lại đám này lục thị tu sĩ tướng mạo khác nhau khí chất như một đều là vắng ngắt thần thái hình như thanh hạc đám này đức cao vọng trọng lục thị cao nhân, đứng thành một hàng, thân cao nhưng là chênh lệch cách xa, cao thấp không đều như một cái vần nước. Trung tâm một vị, là bối phận cùng cảnh giới đều là cao nhất, thiếu niên dung mạo, hắn đúng là đương nhiệm lục thị gia chủ, lục thần, đạo hiệu cổ quái, chân trời. Trong đó có lục vĩ. Cái này lục vĩ chỗ cổ, còn có một đầu không dễ dàng phát giác màu xanh tuyến. Lần nữa nhìn thấy cái kia mặt mỉm cười áo xanh kiếm khách, lục vĩ nhìn như thần sắc bình tĩnh, kỳ thực lòng có đại hận, thiếu chút nữa đã bị cái này miệng nam mô, bụng một bồ dao găm trẻ tuổi ẩn quan, giam giữ, ở đằng kia tòa biệt sưng thiên lao lôi cục địa ngục ở trong phai mờ hồn phách. Tạ cầu ngồi dưới đất, đáng tiếc nơi đây hạt bụi nhỏ không nhiễm, nếu không đầy người bụi đất, liền lộ ra càng đáng thương, không bồi thường thường cái trăm khối kim tinh đồng tiền, mơ tưởng đuổi rồi nàng, nàng cũng không phải tên ăn mày. Lục thần ngừng đầu chắp tay, lạnh nhạt nói, khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón trần bình an căn bản không có để ý tới vị này lục thị gia chủ chỉ là tùy tiện run rẩy tay áo bên người liền nhiều ra một vị yêu tộc tu sĩ bạc lộc tiên châm thành phó thành chủ đại yêu huyền phố ái đồ trần bình an cười nói bạc lộc ngươi cùng lục đạo hữu ít thấy bạn cũ gặp gỡ cũng không lên tiếng kêu gọi trước lục vĩ tâm thần đã từng đi tới một chỗ không có đóng cửa cửa phủ đệ bên trong có một ngồi trên mặt đất gia hòa đang tại cầm bút viết sách cẩn trọng đúng là man hoang tiên trâm thành phó thành chủ bạc lộc bị trẻ tuổi ẩn quan câu cầm một hồn một phách, chân thân ngã cảnh vì ngọc phát, phần này phân thân đã bị Trần Bình An nhốt tại trong phòng, dựa theo ước định, không ghi đủ 100 vạn chữ, hơn nữa nhất định cam đoan nội dung chất lượng, nếu không đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài rồi. Cho nên đoạn này thời gian, cái này bạc, Lộc có thể nói vắt hết óc, đem quê hương thiên hạ hiểu biết bí sử chuyện bịa đều nhất nhất ghi chép trong danh sách, thật vất vả mới gom đủ 50 vạn chữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio không phải do vị này phó thành chủ mỗi ngày thở dài thở ngắn, viết sách thật sự là một môn việc khó. Bạc Lộc ra dáng đánh cái đạo môn chắp tay, Lục đạo hữu lại gặp mặt. Ít thấy đi ra hóng gió, nhưng là cẩn thận, trên mặt đất đám đó luyện khí sĩ, nếu như Bạc Lộc không có đoán sai, chính là Hạo Nhiên trung thổ lục thị những cái kia lão bất tử rồi. Lục Vĩ chỉ có thể là giả câm vừa điếc, cũng không thể thực cùng cái kia man hoang yêu tộc có qua có lại đi. Lục Vĩ xuất thân Lục thị tông phòng, làm đại ly địa chi tu sĩ một trong nho sinh lục huy, tức thì không phải lục thị nhận tông tông phòng đích truyền, chỉ là cái sau cùng thông qua cái kia chuỗi thông minh sắc, xảo châu được biết chân tướng thái hậu nam châm bất đồng, lục huy đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Lục vĩ tại ly châu động thiên bên trong, đánh cực đại ly tống thị, nhất là bí mật nâng đỡ lên lúc sau trở thành đại ly, trung hưng song bích tào hãng cùng viên giới, chính là bởi vì cái này một văn một võ, trở thành về sau một châu môn hộ đều dán thần giữ cửa khiến cho lục vĩ đạt được một số lớn liên tục không ngừng chia hoa hồng tiên nhân cảnh bình cảnh xuất hiện một tia dấu hiệu buông lỏng nếu không có đi rồi một chuyến đại ly kinh thành nên vì lục giáng có nên nói hay không khách không cẩn thận lật thuyền trong mương tiên nhân lục vĩ vốn nên công đức viên mãn phản hồi trung thổ lục thị bế quan tìm kiếm phi thăng cảnh rồi việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài lục vĩ lúc ấy tại đại ly hoàng cung bất kể là trong lòng tích tụ đã lâu không nhanh không chậm còn là có khác mưu đồ đều là cùng trần bình an nhổ ra chút ít nước đắng đấy dựa theo vị này tiên nhân cách nói lục thị gia tộc thật sự vô cùng khổng lồ tông phòng cùng mấy cái bằng chi giữa cùng với tông trong phòng bộ phân tranh không ngừng không chỉ thuần túy là cái loại này lợi ích chi tranh càng tồn tại rất nhiều vi diệu đại đạo khác nhau vì vậy lục thị gia tộc nhà thờ tổ nghị sự kết quả cùng rời khỏi nhà thờ tổ từng người làm việc tại ngắm hoa trong sương mù người ngoài xem ra thường thường là tự mâu thuẫn đấy giống như bị phơi ở một bên lục thần thần sắc tự nhiên chỉ là tiếp tục phối hợp nói ra, muốn cùng Trần Sơn chủ thỉnh giáo một chuyện, không biết cái kia miếng đồ khắc phù chữ sáu đầy lôi ấn, có hay không xuất từ nhà ta một vị tổ sư tay. Dựa theo lục thị gia phả, giống như lục vĩ già như vậy người, đều được xưng hô lục trầm một tiếng thúc tổ. Kết quả lục vĩ chính là bị như vậy một quả vô cùng có khả năng là lục trầm, tự tay chế tạo pháp ấn giam giữ, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chỉ có thể thông qua một chiếc nhà thờ tổ kéo dài tánh mạng đèn cải tạo thân thể, từ đầu tu hành, Trần Bình An biết mà còn hỏi, một vị tổ sư, lục thị gia phả dày như vậy, ta một cái lần đầu làm khách lục thị gia tộc người ngoài, làm sao biết lục gia chủ là nói vị nào. Trong đó một vị đứng ở thiếu niên bên người trẻ tuổi nữ tử, trung nhân chi tư, nàng đúng là trực tiếp cười ra tiếng. Tuy là một cái dòng họ đồng tộc, nàng thật sự là nửa điểm mặt mũi cũng không cho gia chủ lục thần. Bởi vậy có thể thấy được, âm dương gia lục thị nội bộ đỉnh núi như rừng, từng người vì trận, không phải là nói ngoa mà nàng xác thực là có tư cách có thể không bán mặt mũi cho lục thần đấy, bởi vì lục thị có một con đường mạch, tầm quan trọng nửa điểm không thua xem trời người cái kia nhất mạch, chính là chịu trách nhiệm phụ tá phong đô, cam đoan thế gian người quỷ khác đường, u minh khác đường. vì vậy cái này nhất mạch lục thị thổ địa quan, cùng phong đô cùng với thiên hạ miếu thành hoàng đều là vô cùng có hương khói tình đấy, mà nàng vừa vận chính là chỗ này nhất mạch tổ sư, lục thần hai lần chủ động ngôn ngữ, trần bình an đều không để ý đến cái kia ngồi dưới đất mũ lông trồn thiếu nữ, còn cố ý thêm mắm thêm muối, cái này đều có thể chịu đựng, con rùa già sao. Đều nói đánh người không vỏ mặt, bị một người tuổi còn trẻ vãn bối như thế khi nhục, không được cuốn tay áo hung hăng làm một trận A. À. Tạ cẩu lại ai ui liên tục lên tiếng, mới nhớ tới chính mình còn bản thân bị trọng thương đâu rồi. Nàng thỏ tay nhào nặn đầu gối, lập tức run rẩy, la hét đau, cà nhắc cà nhắc rồi. Một vị tướng mạo gầy gò cao gầy lão giả, trong lòng vẫn uất không thôi, lúc nào ta lục thị tổ địa, rơi xuống như thế ngoài chăn bộ dáng làm trò cùng dương oai trình độ chính là kia văn miếu giáo chủ tế rượu đến ta lục thị làm khách không giống nhau cần khắp nơi tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nên có tôn trọng nửa điểm không thiếu trần bình an dịch bước đi đến ti thiên thai biên giới nhẹ nhàng dậm chân đem nửa khối gạch xanh dẫm đạp rơi xuống đất nhìn chằm chằm vào cái kia lục thị gia chủ nếu như không phải là bằng hữu lục thai hôm nay ta khẳng định phải đi chi lan thự đi dạo một vòng cùng các ngươi mượn đi vài cuốn sách mới bằng lòng rời khỏi lần trước trần bình an nhắc nhở qua lục vĩ nhớ kỹ cho trung thổ lục thị gửi câu nói về sau đừng đánh đại ly chủ ý còn cùng lục vĩ triệt để nói trắng ra ngươi lục vĩ xuất hiện sẽ cùng tại lục thị trước tiên hỏi kiếm hắn trần bình an cùng núi lạc phách thì thôi kinh chính thức lĩnh kiếm đối với trên núi tu sĩ mà nói cái này kỳ thật chính là triệt để vạch mặt rồi nghe được một người ngoài nhắc lên lục thai mấy cái lão nhân đều là thần sắc không vui đơn giản là lục thai cái này xuất thân tông phòng tài đạo đồ con cháu bất hiếu thiếu chút nữa cho toàn cả gia tộc mang đến một trận tai họa ngập đầu. Dẫn đến cả tòa ti thiên thai trên không, xuất hiện một cái coi như treo ngược giếng cổ, miệng giếng hướng xuống, che khuất bầu trời, lúc ấy tụ họp tại ti thiên thai tất cả xem trời người, chỉ là tại chỗ ngã cảnh người thì có ba. Mà mỗi một vị lục thị xem trời người quý hiếm trình độ, ngoại giới căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải là thiên địa dị tượng mới bắt đầu, gia chủ lục thần trước tiên liền vận dụng cung phụng tại trong đường hai kiện trọng bảo, khó khăn lắm chặn cái kia cửa cái giếng sâu hạ xuống, chỉ sợ tính cả ti thiên thai ở bên trong, tuyệt đối, không cho phép ra hiện chút nào đục ngầu chi khí chi lan thự đều bị tai họa. Liền giống bị vạch trần vết sẹo, vị kia cao gầy lão giả nhịn không được tàn khốc khiển trách, thằng nhãi danh thành danh, thật to gan, dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Tạ cổ một cái nhảy về phía trước đứng dậy, rất lão nhân, người nào cho ngươi mượn gan, dám như vậy cùng ta vợ con mạch công tử như thế như vậy, nói khoác mà không biết ngượng trong một chớp mắt lục thần nhất cuốn tay áo trước người vẽ lên cái tròn không trung xuất hiện một thanh thần quang sáng lạn bát quái kính một đạo trắng như tuyết kiếm quang trong nháy mắt đập chúng cái này bức bát quái đồ ánh lửa văng khắp nơi bát quái kính dần dần xuất hiện một đạo vết dạn mặt kính dạn nứt âm thanh càng lúc càng lớn chi lan thự cửa ra vào bên kia có một lười biếng thanh niên từ tô màu thần giữ cửa chính giữa vừa xảy bước ra chưa tỉnh ngủ tựa như rụi rụi con mắt kết quả bị tạ cầu cầm trong tay một kiếm xuyên thủng phần bụng cắm vào cửa chính tạ cẩu thì bị cái kia tùy ý trường kiếm lưng mỏi cắt đứt thân hình thanh niên trở tay đè đầu quay người đặt tại trên cửa thiếu nữ nhếch miệng cười cười thanh niên nhìn như thực hiện được lại đột nhiên thân hình rút lui bay vút hai ngón khép lại bấm niệm pháp quyết trước người xuất hiện từng đoàn từng đoàn nở rộ kiếm quang bị áp xúc tại một trượng ở trong nếu không có bị bí pháp dưới áp chế kiếm quang uy thế cả tòa chi lan thự coi như là báo hỏng rồi thanh niên tu sĩ thở dài dừng bước lại Nguyên lai like này là pháp tướng đã bị vô số đầu vô hình kiếm khí cắt thành mảnh vỡ. Mà hắn đúng là lục thần xuất khiếu âm thần, may mà không phải là một bộ dương thần hóa thân. Lục thần hỏi, Trần Sơn Chủ, đây là muốn khai chiến. Trần Bình An đem cái kia bạc lộc thu hồi tay áo, sẽ cùng tạ cầu nói một tiếng, đi rồi. Ngồi sổm chi lan thự trên đầu tường mũ lông trồn thiếu nữ, ồ một tiếng, hóa thành kiếm quang từ dưới đất bay lên, đi theo tiểu mạch cùng rời đi. Cái kia trong lòng run sợ cao gầy lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, vô cùng nhục nhã mà vị kia giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn nữ tử gật đầu phụ họa nói đúng vậy a à, đúng vậy a à, vô cùng nhục nhã bất quá chỉ như vậy lục thần trích là ngửa đầu nhìn xem này tòa sụp đổ nửa số ti thiên thai thần sắc ngưng trọng nhẹ nhàng thở dài một tiếng ba người trở về màn trời trên đường tạ cầu oán trách tay cũng không có che nóng quá chưa đủ nghiền tiểu mạch hỏi công tử bởi vì tiểu mạch phát hiện bên người công tử giống như một mực không tập trung Trần Bình An lắc đầu cười nói, không có gì, phân thần mà thôi. Vạn năm trước, cái kia chỗ đỉnh núi bên cạnh đống lửa. Chỉ là Trần Bình An một hạt đi xa tâm thần nhận thức, đoán ra thân phận chi đạo sĩ, thì có chi thánh tiên sư, đạo tổ, Phật đà. Nhân gian vị thứ nhất tu đạo chi sĩ, hoa lan kỹ, vị kia quỷ vật, kiếm đạo thủ lĩnh, thầy Pháp Trúc, binh gia ban đầu tổ. Trần Thanh Đô, Lễ Thánh, Bạch Trạch, Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh. Một cái thần thái sáng láng nữ tử, nàng giơ tay lên, cua Cô côi trong tay một kiện vừa mới chế tạo thành công vật phẩm, nhìn một cái, chờ xem, khẳng định có trọng dụng chỗ đấy. Một bên thanh niên tu sĩ vươn tay, mỉm cười nói, ta xem một chút. Có một dáng người khôi ngô trung niên thư sinh, hai tay nắm tay vịn trên đầu gối, nhắm mắt lại, hoặc gật đầu hoặc lắc đầu. Một bên ngồi vị kia thầy Pháp Trúc, ngôn ngữ giống như ca khúc giống như ngâm, cùng vị kia về sau trí thánh tiên sư, hai người cùng một chỗ thương thảo âm luật. Tiểu phu tử, tương lai lễ thánh, cầm trong tay một đoạn nhánh cây, trên mặt đất vòng vẽ, Bạch Trạch ngồi xổm một bên, một tay chống cằm, nhìn xem tiểu phu tử đặt bút. Một thiếu niên bộ dáng đạo sĩ, hắn lưng đeo một đoạn dàn dây hồ lô, một tay bóp chỉ không ngừng biến ảo, một tay mở ra lòng bàn tay, cẩn thận quan sát lòng bàn tay Đường Vân. Một cái thần sắc vũ mị nữ tử, đứng ở một cái dáng người cường tráng nam nhân sau lưng, hai tay xếp đặt tại nam tử trên đầu, cái cằm hướng thiếu niên kia giơ lên, cười tủm tỉm nói, "Đừng lúc nào cũng trêu chọc hắn a." À cái này hũ nút, ngược lại cẩn thận nhất mắt, bạo tính khí đấy. Nam nhân tiếng cười sảng khoái, sợ hắn cay trứng, chờ ta cái kia cửa công phu quyền cước đại thành, có thể một tay đánh hắn. Nữ tử cười đến khuôn mặt nở hoa, thiếu niên chỉ là giật giật khóe miệng. Một cái cùng tất cả mọi người ngồi rất xa đấy, bí ẩn, thân hình mơ hồ, không thấy mặt cho. Người này chỉ là ngang kiếm tại đầu gối, nhẹ nhàng cong ngón búng ra, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, dựng thẳng tai lắng nghe kiếm rõ ràng thanh âm vang có một dáng tươi cười ôn hòa nam tử trẻ tuổi, đầu hắn đừng cây châm, đang tại hướng đống lửa đắp tăng thêm củi. Một cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, nằm trên mặt đất, nhách lên chân, hắn ánh mắt sáng ngời, ngơ ngẩn nhìn xem bầu trời. Một bên là một cái thô lông mày mắt to thanh niên kiếm tu, dùng đời sau ánh mắt đến xem, chỉ tính tướng mạo đoan chính đi, hắn không phải là cái loại này trêu chọc, mà lại là dùng nghiêm trang ngữ khí cùng cái kia nằm trên mặt đất thiếu niên nói ra, người bộ dáng này, khó coi điểm cẩn thận về sau tìm không thấy đạo lữ. Nam nhân trẻ tuổi nhách lên ngón tay cái, chỉ hướng chính mình, luận tướng mạo, phải là ta trần thanh đôi như vậy đấy, ngươi không được. Tuấn Mỹ thiếu niên liếc mắt, hắn từ trong lòng lấy ra một cuốn khắc chữ đan bằng trúc đạo thư, dơ lên cao cao, ngửa đầu quan sát. Ba vị kiếm tu, quan chiếu, nguyên hương, long quân, cùng về sau thác nguyệt sơn đại tổ, cùng với mới lên, mấy cái vậy mà tụ họp tại uống rượu với nhau, hơn nữa nhìn lấy quan hệ cũng không tệ. Long quân mỉm cười nói, cái kia lạc bảo than bích tiêu động chủ, ở chỗ này thì tốt rồi, hắn sản xuất rượu mới tốt uống. Thác Nguyệt Sơn đại tổ nhịn cười, đưa tay chỉ vị thiếu niên kia đạo sĩ, đừng nói nữa, vô duyên vô cớ đánh một trận, không có đánh qua chúng ta vị này. Nghe nói bích tiêu đạo hữu đang tại sinh hờn rỗi đâu rồi, đặt xuống câu đe dọa, khiến hắn chờ. Mới lên cười trêu ghẹo nói, có thể không đánh nhau cũng đừng đánh nha, học chúng ta tiểu phu tử, nói điểm đạo lý. Có người đột nhiên hỏi, các ngươi nói về sau, thật lâu về sau ví dụ như 1.000 năm, 2.000-3.000 năm về sau, như thế nào cái thế đạo? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cái kia hầu như cũng không nói chuyện với người khác kiếm đạo thủ lĩnh, muốn nói lại thôi, giống như ít thấy mở miệng một lần, nhưng mà cuối cùng hắn còn là không nói gì thêm. Trần Thanh Đô hít mắt mà cười, hai tay ôm lấy cái ót, nhỏ giọng nỉ non nói, đều rất tự do tự tại đi, có thể lên núi tu hành đấy, bảo hộ những cái kia không thể tu hành đấy tương lai thác nguyệt sơn đại tổ thần thái sáng láng đột nhiên ưỡn ngực nhất định như thế cái kia dáng người khôi ngô thư sinh hướng hắn giơ ngón tay cái lên một cái thủy chung nhắm mắt trung niên nam tử mở mắt mỉm cười nói làm vì mày nói như thế ta nghe thấy nghe được câu này một lát yên tĩnh sau đó bọn hắn cùng nhau ồn ào cười to cái này là từng đã là nhân gian mặt đất mà bọn hắn gần vì toàn bộ nhân gian cùng thiên đình khai chiến văn miếu bồi tự thánh hiền chấn giữ màn trời cửa chính giữa lẫn nhau cũng không tương thông. Vì vậy Trần Bình An ba cái chính là một lần nữa đi một chuyến thiên ngoại, lại thông qua Bảo Bình Châu đạo kia cửa chính trở về Hạo Nhiên. Nếu như đến rồi Bảo Bình Châu trên không, bọn hắn chạy đi liền không cần phải gấp rồi, đi hướng Đại Ly Sử Châu, ba người như nhặt cấp hạ xuống. Quan sát một châu mặt đất núi sông, mây tại trời xanh nước tại bình. Rồi giao sức sống tạ cẩu quay đầu mắt nhìn Tiểu Mạch, cảm thán nói, Tiểu Mạch, ngươi như vậy trang phục, theo lý thuyết thổ khí, thế nhưng là mặc ở trên người của ngươi liền không giống nhau, tuấn tú rất đấy, thật sự rõ ràng, ứng một câu thơ văn, trước mắt có cảnh đạo không được. Tiểu mạch im lặng, tạ cầu ngây ngang hành tẩu, học cái kia tuần sơn tiểu thủy quái đầu vai nhoáng một cái nhoáng một cái, mũ vàng dày xanh gậy trúc xanh, kiếm tiên đi khắp lũng đầu mây. Tại núi Lạc Phách sống lâu rồi, nhập ra, tùy tục, tạ cầu học được không ít thói quen cùng đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu mạch nhịn lại chịu đựng, tạ cẩu giống như cấu tứ như suối tuôn, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ba nghìn năm nay tìm kiếm khách, đạo cây cây khô lại gặp xuân. Từ khi vừa thấy hoa mai về sau, cho đến hôm nay càng không nghi ngờ. Trần Bình An cười hỏi, khúc dạo đầu vì sao không phải là một vạn năm qua. Tạ cẩu cười nhạo nói, có thể so sánh ba nghìn năm rất tốt. Trần Bình An gật đầu nói, cũng là, xem ra làm thơ một chuyến này. Tạ cô nương là đăng đường nhập thất đấy. Tạ cẩu chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, thế sự ngắn như mộng xuân, tìm đến châm xuống núi cát, nhặt mép nước châm cài tóc, trong đó sợi dầu suy nghĩ, chư quân rõ ràng xem, cẩn thận nhận thức lấy nhà mình thân. Trần Bình An trầm mặc một lát, thiệt tình có chút chịu không nổi rồi, nói ra, "Tiểu Mạch, ngươi về sau làm chính mình thì tốt rồi." Tiểu Mạch do dự một chút, nói ra, "Bạch cảnh câu này mỏi văn, so với vẻ nhiều." Đi ở chính giữa Trần Bình An nâng lên hai tay, hướng bọn họ phân biệt giơ ngón tay cái lên, "Hai người các ngươi, trời đất tạo nên" Tạ cầu đột nhiên nói ra, giống như cái kia Lý Hy Thánh, tại chạy đến bên này trên đường. Trần Bình An gật đầu nói, hai người các ngươi về trước núi Lạc Phách là được, ta cùng hắn cho chuyện xong, liền trực tiếp đi trường làng bên kia. Kỳ thật tại bị Trần Bình An hô trước khi đi, tạ cầu tại lục thị ti thiên, thai cùng chi lan thự bên kia vụng trộm lưu lại một phần lễ gặp mặt. Đợi đến lúc bọn hắn vừa đi, hơn nữa là không sai biệt lắm đã qua nửa nén hương công phu, toàn bộ lục thị gia tộc mới xuất hiện coi như địa ngưu trở mình, Ngao ngừ chắp tay vác dị động, đoán chừng hôm nay lục thị vì thu thập cục diện rối rắm đã loay hoay sức đầu mẻ chán rồi. Chỉ là cái kia bút tu sửa phí tổn, chính là một số lớn cốc vũ tiền. Tại tiểu mạch cùng tạ cẩu cưỡi gió đi hướng núi Lạc Phách không bao lâu, Lý Hy Thánh ngay tại Trần Bình An phụ cận hiện thân, trên mặt vui vẻ, nói ngay vào điểm chính, Trần Bình An, Tam Sơn cửu hầu tiên sinh để cho ta gửi câu nói cho ngươi, cho ngươi không cần đoán, hắn năm đó du lịch ly châu động thiên, xác thực từng tại hẻm Nê Bình ở qua một đoạn thời gian, chỉ có điều không lâu sau, vài năm mà thôi, đến nỗi về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, vị tiền bối này hãy để cho ngươi không cần suy nghĩ nhiều, là ngươi tự tìm đấy. Nói đến đây, Lý Hy Thánh mỉm cười nói, yên tâm, vị tiền bối này đánh giá ngươi tự tìm một câu, là một cái ca ngợi cách nói. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, Lý Hy Thánh cười nói, từ vị trí địa lý có lợi, các ngươi xác thực thuộc về hàng xóm rồi, nhưng mà cách quá nhiều năm, kỳ thật không có gì đạo mạch nguồn gốc đáng nói, ngươi đại khái có thể như chút được gánh nặng. Trần Bình An cuối cùng từ Lý Hy Thánh bên này, nghiệm chứng một cái trong đó phỏng đoán. Lý Hy Thánh lấy tiếng lòng nói ra, Trần Bình An, chỉ nói một cái suy đoán của ta, ngươi nghe qua coi như là. Ngươi cũng đã biết Tam Sơn cửu hầu tiên sinh phối hợp lễ thánh, đã từng nếm thử vì hạo nhiên thiên hạ đính lập mới lễ. Trần Bình An gật đầu nói, nghe tiên sinh nói qua chuyện này, ta biết chút ít nội tình, nhân gian đã từng có hy vọng xuất hiện một vị nhân đạo đứng đầu. Lý Hy Thánh nhìn Trần Bình An liếc, gật gật đầu, nếu như hắn đã được biết chân tướng, liền không cần nhiều lời rồi, liền nói sang chuyện khác, nghe nói qua nhuận nguyệt phong tân khổ đi. Trần Bình An cười nói, lục trưởng giáo nhiều lần nhắc lên người này, không ngừng hâm mộ. Thanh minh thiên hạ vũ phu tân khổ, cùng cái kia man hoang quỹ khắc đều là giống nhau tồn tại. Lý Hy Thánh nói ra, mỗi tòa thiên hạ, đều có như vậy một cái tồn tại mà chúng ta hạo nhiên thiên hạ vị kia, hắn đối với lễ thánh cách làm, cũng không nhận thức, vì vậy dẫn đến mới lễ không cách nào phổ biến xuống dưới. Trần Bình An đối với cái này không đáng đưa bình luận, thật sự là không dám vọng kết luận. Do dự một chút, Trần Bình An cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trung khôi. Nếu như nói kiếm khí trưởng thành, làm đời cuối ẩn quan Trần Bình An là một cái biến số. Như vậy đồng Diệp Châu, thì có hai cái biến số, vừa ẩn vừa hiển, theo thứ tự là phủ kê tông chính là cái kia tạp dịch đệ tử, cùng với đại phục thư viện quân tử, Trung Khôi. Trần Bình An là muốn biết rõ, Trung Khôi có phải hay không Tam Sơn cửu hầu tiên sinh đạo Pháp người thừa kế một trong. Lý Hy Thánh mỉm cười nói, nếu như đều là suy đoán, không ngại lá gan lớn hơn nữa một chút. Trần Bình An cả kinh nói, Trung Khôi là Tam Sơn cửu hầu tiên sinh phân thân một trong. Nguyên bản hắn nhiều nhất suy đoán Trung Khôi là vị tiền bối này một vị đệ tử đích truyền binh giải chuyển thế. Tựa như lục trầm theo như lời, nếu không có tam sơn cửu hầu tiên sinh lộ diện ít hầu như không thế nào hiện thân bằng không thì những cái kia phạm vào tiền triều luật trời quỷ tiên xuất hiện một cái cũng sẽ bị chém một cái vị này bất hiển sơn bất lộ thủy tam sơn cửu hầu tiên sinh từ bản thân tu hành con đường đến đạo thống truyền thừa cùng thu đệ tử đều cực kỳ ẩn nấp bởi vì ở tạm kinh thành hỏa thần miếu phong di lúc trước vì trần bình an tiết lộ qua một chút thiên cơ mới biết được một vị đệ tử thân truyền cùng hai vị tương đối tương đối trẻ tuổi không ký danh đệ tử vị kia có theo có thể điều tra đệ tử đích truyền, là quản lý làm cho ở vào phương trụ núi Thanh Quân. Mà lên cổ Tam Sơn địa vị, cao hơn qua hôm nay Tuệ Sơn ở bên trong hạo nhiên trung thổ ngũ nhạc. Ngoài, ra hai vị không ký danh đệ tử, đạo sĩ Vương Mân, cùng Bạch Giã là cùng một cái thời đại luyện khí sĩ, tuân chỉ tiếp nhận sắc ra biển cầu tiên. Mặt khác một vị kiếm tu lô núi cao, tại hạo nhiên thiên hạ xuất hiện cùng kết thúc cực nhanh. Cái kia viễn cổ thiên đỉnh lôi bộ xuất thân lão người đánh xe, ở kinh thành từng cùng trần bình an đề cập tam sơn cửu hầu tiên sinh cũng nói chút ít lão hoàng lịch nói tam sơn cửu hầu tiên sinh từng tại ly châu động thiên ngừng chân chỉ là năm tháng dài ngắn không biết nhưng mà có thể xác định một chuyện ly châu động thiên phố phúc lộc cùng hẻm đào diệp cuối cùng đều là bởi vì hắn mà có phố phúc lộc tự nhiên là bùa chú phố hẻm đào diệp những cái kia hoa đào cũng là tam sơn cửu hầu tiên sinh tiện tay gieo trồng trên thực tế đã liền đại ly vương triều chế tạo cái kia ba loại kim tinh đồng tiền, đều là tam sơn cửu hầu tiên sinh tặng cho điều mẫu. Mà kiếm tu lô núi cao, chính là xuất thân phố Phúc Lộc Lô Thị, cùng Lô Thị Vương Triều có ngàn vạn lần quan hệ phố Phúc Lộc Lô Thị, tại Lô Thị Vương Triều bị diệt về sau, không có bị liên lụy, chắc hẳn cùng này rất có quan hệ, Trần Bình An suy đoán, kiếm tu lô núi cao, tuy nói coi như phủ dung sớm nở tối tàn, không có để lại quá nhiều trên núi sự tích, nhưng mà vô cùng có khả năng thủy chung trên đời nhiều nhất là từng có một trận binh giải qua đời kiếp số nhưng mà thông qua có chút bí thuật có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước cho nên mới khiến cho đại ly triều đình kiêng kỵ như vậy không có đối với phố phúc lộc lô thị cái này nhất mạch đuổi tận giết tuyệt lý hy thánh bất đắc dĩ nói cũng dám chạy tới trung thổ lục thị đập phá quán rồi trần sơn chủ cứ như vậy điểm lá gan trần bình an ngẩn người nhìn về phía lý hy thánh lý hy thánh nhẹ nhàng gật đầu không có đoán sai là được đương nhiên không phải là toàn bộ lý hy thánh hỏi còn nhớ rõ ngươi là tại sao biết lưu tiện dương đấy sao trần bình an gật gật đầu là lưu tiện dương bị một đám bạn cùng lứa tuổi đuổi theo đến hẻm nê bình đám đó xuất thân phú quý thiếu niên không sợ trời không sợ đất ra tay vô cùng ác độc thiếu chút nữa liền đánh chết lưu tiện dương người cầm đầu đúng là phố phúc lộc lô thị đệ tử người này hôm nay vẫn còn ở thanh phong thành bên kia vồ một phần phú quý tiền đồ lý hy thánh cười nói nếu như của ta thôi diễn không có phạm sai lầm Lô núi cao chuyển thế, chính là kia cái bạch thường. Bắc câu lô châu kiếm tu người thứ nhất, bạch thường. Như thế nói đến, từ huyễn chẳng phải là tam sơn cửu hầu tiên sinh lại truyền đệ tử. Khó trách từ huyễn người này, làm việc như vậy khiêu thoát ương ngạnh, dám ở bắc câu lô châu hoành hành không sợ. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một trang giấy, đưa cho Lý Hy Thánh. Lý Hy Thánh tiếp nhận tay về sau, cười nói, bút tích thực không thể nghi ngờ, hảo hảo chân tàng. Phố Phúc Lộc Lô Thị, đã từng đưa cho lúc ấy còn là đại ly hoàng hậu nam châm vài trang sách cổ, đều là tổ truyền chi vật. Trong đó một tờ, nhìn như là ghi chép một môn trên núi đơn giản nhất thuật xuyên tường mà thôi. Thiên địa tương thông, vách núi tương liên, mềm như hạnh hoa, mỏng như trang giấy, ta chỉ một kiếm, cấp tốc mở cửa, tiếp nhận tam sơn cửu hầu tiên sinh pháp lệnh. Lúc ấy nam châm, hoặc là nói trung thổ âm dương ra lục thị ra phả bên trên lục giáng, bởi vì nàng lúc ấy còn không có sử dụng cái kia chuỗi thông minh sắc xảo châu quan hệ, hơn nữa đại ly tiên đế đối với nàng kỳ thật có chút ước thúc dẫn đến nam châm cũng không lý giải cái này trương trang sách chân quý trình độ hai người bên cạnh xuống núi bên cạnh nói chuyện phiếm đợi đến lúc tới gần mặt đất đại ly sử châu lãnh thổ quốc gia nhìn một cái không sót gì duy chỉ có quê hương trấn nhỏ trên không vẫn như cũ mây mù quanh quẩn thấy không rõ đạo không rõ lần trước cùng chỉ khuê gặp lại tại một chỗ đồng diệp châu cũ sông lớn đổ ra biển long cung di chỉ bên trong đã từng hỏi nàng một vấn đề có biết hay không tam sơn cửu hầu tiên sinh Tuy rằng Chỉ Khuê không có cho ra xác thực đáp án, nhưng mà rõ ràng ngay ngắn, chẳng những nhận thức nàng đối với hắn đã hận, càng sợ. Một cái giếng thiết tỏa, rồi lại vừa đúng là kéo dài hơi tàn chân long vương chu, cái kia một cái tức giận chỗ, có thể làm cho nàng cùng ngoại giới thiên địa tương thông. Này tỏa ở vào chấn nhỏ cùng phía tây núi lớn tiếp giáp chỗ núi chân châu, thì là chân long làm cho ngậm ly châu chỗ. Một cái suối long tu, cùng chấn nhỏ đường lớn, là vừa ẩn vừa hiển hai cái dâu rồng, phố phúc lộc cùng hẻm đào diệp, tức thì theo thứ tự là long cảnh cùng một đoạn long sống lưng, trên đường mỗi một tòa phủ đệ chính là một lá bùa chú, những cái kia phòng xá chiếm diện tích lớn nhỏ, đều cũng có chú ý đấy. Hẻm đào diệp mỗi một cây cây đào, dễ cây đâm vào lòng đất, chính là một viên khốn long cắm. Phố Phúc Lộc dùng để chấn áp chân long long nơi cổ khí phủ, phòng ngừa kia ngừng đầu, cái sau giam cầm long sống lưng chỗ gân cốt, khiến cho thân hình không được nhúc nhích chút nào. Cái kia hơn 10 tòa nung tạo đồ sứ long diêu, được xưng nghìn năm hầm lò hỏa không tắt, đối với Vương Chu mà nói, chính là một trận danh xứng với thực đại hỏa nấu luyện, tựa như đưa thân vào nồi chảo bên trong, cho nên chấn nhỏ thợ làm gốm mỗi một lần mở hầm lò đốt gốm sứ, chính là hướng trong chảo dầu khuynh đảo nóng hồi nước sôi nước canh, là vì nghiệp hỏa, không ngừng thiêu cháy Vương Chu hồn phách. Phải biết rằng loại này bùa chú thủ đoạn, không chỉ là chấn áp một cái chân long mà thôi, mà là đang áp chế toàn bộ nhân gian giao long khí vận. Một khi không cẩn thận, sẽ điên cuồng phản công làm người khởi sướng áp thắng người hậu quả có thể nghĩ tu sĩ sợ nhất nhiễm hồng trần nhân quả nhưng cho tới bây giờ không phải là một câu nói ngoa lý hy thánh giải thích nói đã là một trận dài dòng buồn chán tàn nhẫn cực hình đối với vương chu mà nói lại tương đương với một loại bất đắc dĩ rèn luyện cùng khổ tu chỉ có vượt đi qua rồi mới có thể thay ra đổi thịt đợi đến lúc lại thấy ánh mặt trời sau đó khôi phục tự do thân trấn nhỏ cũng không phải là ngay từ đầu chính là hôm nay bốn họ mười tộc sớm nhất tại đây chỗ cổ chiến trường đặt chân cắm rễ khắp nơi luyện khí sĩ bọn hắn khai chi tán diệp về sau, thời gian một lúc lâu, từng người thế lực tăng giảm, ví dụ như cái nào đó dòng họ gia đạo suy sụp rồi, không thể không bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên, rơi đến cùng loại hẻm nhị lang, hẻm hạnh hoa như vậy khu vực, giao hàng khế đất về sau, trước kia cũ dinh thự bị chủ nhân mới dỡ xuống vách tường, mỗi một lần thay đổi khu vực, chẳng khác nào trong đó một lá bùa chú có chỗ buông lỏng, đây chính là vương chu hy vọng cùng hy vọng chỗ. Nàng tại dài đến 3.000 năm dài rằng giặc trong năm tháng, bằng này chịu đựng qua một trận lại một trận dày vò. Tề tiên sinh năm đó chính là đối với nàng nổi lên lòng chắc ẩn, cho nên đối với nàng có nhiều che chở. Chỉ là lúc ấy vương chu thượng vị hoàn toàn thông suốt, ngây thơ ngu ngốc, đối với cái này cũng không chấp nhận là được. Vì vậy tề tiên sinh, đương nhiên còn ngươi nữa người hàng xóm này, tại vương chu trong suy nghĩ, đều là rất đặc thù đấy. Lý Hy Thánh nói đến đây, đột nhiên vươn tay, hỏi, có rượu không? Trần Bình An cười lấy ra hai bầu rượu nước, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, cùng Lý Hy Thánh nhẹ nhàng va chạm bầu rượu, từng người uống rượu. Mỗi một vị đi ngang qua Cũ Long Châu Sứ khác đại tu sĩ, chỉ cần cảnh giới đủ cao, nhãn lực thật tốt, cũng có thể thấy được chút ít sâu cạn không đồng nhất manh mối. Tựa như tiểu mạch, trong mắt hắn, nghiền nát rơi xuống đất hạ thấp vì phúc địa ly châu động thiên di chỉ, thì có thể làm cho tiểu mạch sinh ra một loại ảo giác, đặt mình trong trong đó, tựa như đang cùng một vị 14 cảnh thuần túy kiếm tu rằng co, hơn nữa hai bên gần trong găng tấc vì vậy hắn lần trước nghe công tử lần thứ nhất nói kịp về hai thanh phi kiếm tưởng tượng tiểu mạch liền cho ra một cái đề nghị có thể dốc lòng phòng đoán chấn nhỏ sơn thủy bố cục tương đương với là cùng tam sơn cửu hầu tiên sinh hỏi đạo cầu pháp một trận rồi chính là bởi vì chấn nhỏ khắp nơi giấu giếm huyền cơ đều là học vấn có chút cùng loại cái kia binh ra ban đầu tổ 11 cảnh một quyền quyền phù liên khảm tại trần bình an thân người trong trời đất núi sông ngay lúc đó trần bình an nhưng là biết khó mà lui nói hai câu nói ta hôm nay muốn khiến tiểu thiên địa bên trong, một đóa hoa mở đều làm không được, hiện tại đã nghĩ muốn phỏng chế ra tòa đại trận này, có chút thật cao theo đuổi xa. Chẳng qua đây là đại đạo chỉ phương hướng, nhất định là không thành vấn đề. Cùng lắm thì nhiều bỏ chút thời gian, dựa vào nước chảy đá mòn đần công phu, từng điểm từng điểm chậm rãi hóa giải đi. Kỳ thật tinh thông trận pháp lưu cảnh long, đã sớm phát hiện chấn nhào tồn tại bản thân, chính là một tòa bảo sơn, căn bản chính là một bộ vô tự đạo thư dù sao vị kia tam sơn cửu hầu tiên sinh được tôn sùng là thiên hạ bùa chú nhất mạch khai sơn thủy tổ đời sau cái gọi là 72 nhà phù pháp ít nhất nửa số con đường đều là vị tiền bối này sáng lập mà ra trần bình an suy nghĩ một chút từ tâm hồ bên kia rút ra một trang giấy là một bức tô màu sen lẫn tranh thủy mặc họa quyển cùng loại một bức thời gian tẩu mã đồ trên giấy tô màu chỗ đều là trần bình an trí nhớ khắc sâu cảnh tượng tranh thủy mặc cùng thô giáp chỗ chính là trí nhớ mơ hồ người cùng sự tình lý hy thánh tiếp nhận trang giấy quét mắt hỏi là bắc câu lô châu quỷ vực cốc chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio trần bình an gật gật đầu lần thứ nhất du lịch hài cốt gành quỷ vực cốc ở đằng kia bảo kính sơn đã từng gặp được lúc ấy còn là kim thân cảnh vũ phu dương ngưng chân cái sau chính là vì đạt được cái thanh kia cái gọi là tam sơn cửu hầu kính mới trong núi giết thời gian chẳng qua vật ấy đắc thủ về sau dương ngưng chân nhưng là đưa cho này vị được vinh dự tiểu thiên quân em trai dương ngưng tính cái sau hôm nay đã tiến vào Bạch Ngọc Kinh Tu hành. Tại dạ hàng thuyền trên, Ngô Sương Hàng đã từng cùng Trần Bình An để cập một môn bí mật sự tình, trước kia đã từng nghiền ép tất cả cùng thế hệ tu sĩ ngay ngay, châu đại tu sĩ vi xá, tại đưa thân phi thăng cảnh 100 năm sau, liền bắt đầu nếm thử hợp đạo đưa thân 14 cảnh. Kết quả lần thứ nhất hợp đạo sau khi thất bại, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh liền tự mình đi rồi một chuyến ngay ngay châu, dựa theo Ngô Sương Hàng lời nói, thuộc về chủ động nghiêng người nhượng bộ vì vi xá chảy ra nửa cái con đường một cánh cửa đáng tiếc vi xá vẫn không thể nào nắm lấy cơ hội đợi đến lúc hai lần ý đồ hợp đạo đều thất bại vi xá giống như sẽ lại không có nếm thử lần thứ ba hợp đạo lòng dạ rồi lý hy thánh đem trang sách đưa trả lại cho trần bình an buồn cười nói rốt cuộc rõ ràng tam sơn cửu hầu tiên sinh vì sao trước khi chuẩn bị đi muốn cùng ta nói một câu không nhất thiết câu thúc lớn có thể tùy ý rồi thì ra là đánh giá cách nói của ngươi hại ta đoạn đường này lung tung suy diễn đều là một đoàn đay dối trần bình an tự diễu nói về vị kia ta hôm nay đắc thủ manh mối thật sự quá ít nếu là đem thủ du phong điền uyển là một cái thời gian sông dài neo điểm bằng này triển khai điều đầu mạch lạc ta cảm thấy được sẽ chỉ là một cái cất bước chính là lạc lối sai đường nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ phải thay đổi cái cùng chấn nhỏ đã có cùng xuất hiện lại đầy đủ sức nặng luyện khí sĩ làm tọa độ mới không còn bị vị kia bản thân đạo pháp mang theo sông dài sóng hoa sông lên liền tản ra mặc dù bên người có lý hy thánh tại Trần Bình An như cũ không dám trực tiếp nói nói châu tử hai chữ. Lúc trước tại thiên ngoại, Trần Bình An mấy câu đến bên miệng, cũng không dám mở miệng ngôn ngữ việc này, chỉ sợ tại Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh bên kia, đạt được một cái chối bỏ đáp án. Cái này có nghĩa là Trần Bình An nhất định đẩy ngã lặp lại, thay người chọn lựa. Muốn nói Lục Trầm, cảnh giới đương nhiên đầy đủ, nhưng mà khẳng định không được. Giống như mỗi một vị đề cập Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một loại tự nhiên sinh ra kính ý cho dù là lục trầm loại này tỏ ra nguy hiểm đấy, tại hắn vừa trở thành đạo tổ tiểu đệ từ lúc ấy, thậm chí sẽ cùng kết bạn du lịch Bạch Ngọc Kinh Thuần Dương Lữ Nham, nói một câu khoác lác, thiên hạ đạo Pháp, tự nhiên bắt đầu tại sư tôn đạo tổ, lại tân hỏa tương truyền tại sư huynh, hương khói cường thịnh tại lục trầm, tương lai lục trầm lại đem phần này có thể tráng quan trả lại cho thiên hạ. Nhưng khi lục trầm đề cập tam sơn cửu hầu tiên sinh, đồng dạng không thiếu kính trọng, ừ, chỉ có một coi như là ngoại lệ đúng là núi lạc phách người nhậm chức đầu tiên người giữ cửa trịnh đại phong châu tử lúc trước du lịch ly châu động thiên ngay tại hẻm hạnh hoa bên kia xếp đặt cái bán mứt quả sạp hàng mà người này sư muội điền uyển chính dương sơn thủ du phong phong chủ đã từng vụng trộm tiến vào qua trấn nhỏ tìm được cái kia mở việc vui cửa hàng lão nhân tên thật thái đạo hoàng cũng chính là hồ phong ông nội chân thật thân phận là năm đó tất cả đính hôn khách điếm chủ nhân mà trên tay hắn chỉ còn lại có nửa bộ nhân duyên sổ ghi chép chẳng biết tại sao, một đường gián tiếp đã rơi vào liễu thất trong tay, lại bị cái sau mang đến thanh minh thiên hạ. Nhưng mà Điền Uyển như cũ đã nhận được một đống nguyệt lão chỉ đỏ, bị nàng dùng để điều khiển lòng người, tiếp theo thông qua đối với Lý Đoàn Cảnh, Ngụy Tấn cùng với Lưu Tiện Dương đám người nhân duyên tuyến, loạn điểm uyên ương phổ, bằng này nắm giữ bảo bình châu kiếm đạo khí vận lưu chuyển, làm nàng rèn giũa bản thân đại đạo tu hành thủ đoạn. Đời trước là lô núi cao bạch thường, là bảo bình châu ly châu động thiên bản thổ người, thì càng nói được đã thông đồng đẳng với một minh một ám hai châu kiếm đạo thủ lĩnh. Mà dây đỏ vật này là không cách nào luyện chế cùng phòng chế đấy, cho nên lúc đó Trịnh Đại Phong dùng cái khen chê đều có lời nói, coi như là Tam Sơn cửu hầu tiên sinh, lão nhân gia người đạo pháp, đầy đủ thông thiên rồi a, à, đồng dạng không có cách nào khác luyện chế. Nhất là nói những lời này thời điểm, Trịnh Đại Phong giống như thần sắc nghiền ngẫm, Tự hồi nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa. Trần Bình An tò mò hỏi, Liễu Thất Tiên sinh du lịch thanh minh thiên hạ, là hy vọng bằng vỏ gom đủ một bộ nhân duyên sổ ghi chép, làm hợp đạo cơ hội. Lý Hy Thánh gật đầu nói, bởi vì xuống nửa bộ sổ ghi chép, ngay tại đạo hiệu phục khám chiêu ca trên tay, nàng là viễn cổ nhân duyên thần chuyển thế. Lý Hy Thánh cười nói câu đề lời nói với người xa lạ, kỳ nước cá trích, vị rất ngon đấy, tuyệt đối không thể so với khiêu ba hà hạnh hoa lư thua kém nửa điểm, người có cơ hội nhất định phải nếm thử xem. Trần Bình An gật gật đầu, Lý Hy Thánh uống một ngụm rượu, hỏi, đi một chuyến thiên ngoại, qua đợt này có gì cảm tưởng trần bình an nghĩ khởi kiếm khí trường thành trên đầu thành khắc chữ quét ngang thật giống như một cái trong núi đường núi hơi chút suy nghĩ một phen nói ra giống như trong trời đất tồn tại lần lượt từng cái một lưới đánh cá khoảng thời gian rất lớn phàm phu tục tử như cá con lân cận lưới đánh cá bỗng nhiên xuyên thẳng qua ô lưới ở bên trong dường như qua lại tự do thậm chí có thể đem những cái kia dây thường tuyến làm nghỉ lại nơi nhưng mà luyện khí sĩ như cá lớn cảnh giới càng cao hình thể càng lớn ngược lại không cách nào xuyên lưới mà du, chỉ có thể cưỡng ép dãy ruộng, ví dụ như trở thành lục địa thần tiên, cùng với hợp đạo 14 cảnh. Chứng kiến gần giống nhau. Lý Hy Thánh hiểu ý cười cười, buông bầu rượu, lấy ra một cái chất liệu bình thường dây thường vòng tròn, sau đó đem đánh rất nhiều nút buộc, cười nói, tại Bạch Ngọc Kinh Thanh Thúy thành tán đạo trước, ta cảm thấy được đây chính là chúng ta vị trí thế đạo. Chỉ là về sau ta lại cảm thấy toàn bộ nhân gian, chính là một quyển sách. Nhưng mà bản thảo gốc, chưa bao giờ tại chúng ta trong tay tựa như có người có thể tùy tiện một mình hái ra một trang giấy, là có thể kéo dài ra một loạt mới tinh chuyện xưa. Đọc sách như cây cối, lật sách như hóng mát. Nghe đến đó, Trần Bình An nhịn không được mở miệng hỏi, hôm nay nghĩ đến. Lý Hy Thánh cười lắc đầu, không có đầu mối A, à. Trần Bình An cô cô bầu rượu, bất chi bất giác, đã uống xong một bầu rượu, lại lấy ra một bầu rượu. Lý Hy Thánh rồi lại vẫy vẫy tay, người uống, ta tử lượng không được, ít thấy uống rượu đấy. Nếu nói là nhân tình lật ngược nước, thế sự gập gình đường. Vậy uống rượu, chỉ có uống rượu cơn say. Lý Hy Thánh nhìn xem cái kia uống rượu không ngừng Trần Bình An, thật sự không cách nào tưởng tượng, năm đó hẻm nê bình thiếu niên, sẽ trở nên tốt như vậy rượu, cười hỏi, đã nghĩ kỹ như thế nào đánh bóng hai thanh phi kiếm. Trần Bình An lau khóe miệng, nói, ngoại trừ một mực ăn kim tinh đồng tiền, còn cần không ngừng góp một viên gạch. Phật gia nói nhất Trần Ngậm mấy nháy mắt, đạo gia nói một cùng vạn vật, trăm sông đổ về một biển. Lý Hy Thánh gật đầu nói, trong lồng tước bao hàm thiên địa thập phương, trăng trong nước thành tựu thời gian sông dài, tập một nghìn hàng ngàn tiểu thế giới. Ví dụ như Trần Bình An ý định cùng vị kia thân là Thanh Bình Kiếm, tông khách khanh thanh đồng đạo hữu, mua sắm những cái kia cực kỳ quý hiếm lá ngô đồng. Chẳng qua không có gì nắm chắc, đoán chừng thanh đồng sẽ không gật đầu đáp ứng, nhiều nhất chính là không bán chỉ đưa, hơn nữa khẳng định chỉ nguyện ý đưa ra mấy tấm lá ngô đồng, sẽ không vượt qua 10 cái, đuổi rồi chính mình rồi sự tình. Trần Bình An tâm lý mong muốn là ít nhất ba trường lá cây, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đến nỗi như thế nào hồi báo Thanh Đồng, không phải là cái gì việc khó. Dù sao lấy sau hai bên là láng giềng, giao tiếp cơ hội hơn nhiều đi. Trần Bình An nhìn ra được, Thanh Đồng rõ ràng cho thấy muốn khai sơn lập phái đấy, chỉ là tương đối trột dạ, căn bản không dám chủ động cùng văn miếu nhắc tới chuyện này. Trước ở đằng kia cũ tiễn đường trường Tảo Dũng bên kia thất lý lang, tại còn muốn vị này sông lớn đổ ra biển đầm địa bá sau khi đồng ý. Trần Bình An đem những cái kia bị địa phương trí ghi chép trong danh sách thi, từ nội dung, tổng cộng hơn 10 vạn chữ, từ trên sách chóc bong đi ra, hóa là một cái màu vàng sông dài dũng mãnh vào trong tay áo. Ngoài ra, Trần Bình An còn từng tại Bắc Câu Lô Châu cái kia chỗ tiên phủ di chỉ bên trong, đạt được một quyển năm đó người nào cũng không có ở ý sách vở, bên trên đã viết rất nhiều thăng trầm, bất đồng nhân sinh chuyện xưa, từ xưa xem sách thích đêm dài. Trần Bình An tại thôn bên kia làm trường tư tiên sinh, mỗi đêm đều tự mình viết về trẻ tuổi hiệp sĩ cùng ách ba, hồ đại thủy quái một buộc liệt sơn nước chuyện xưa. Tin tưởng nhất định có thể cho tiểu mễ lạp một kinh hỉ, hãy cùng xem một trận rất sống động kính hoa thủy nguyệt không sai biệt lắm, sơn sơn thủy thủy, nhân thần quỷ tiên, cưỡi ngựa xem hoa cũng giống như thực. Một cái tuổi còn trẻ rồi lại kiếm thuật siêu quần giang hồ hiệp sĩ, cùng làm quân sư cùng người nhiều mưu trí ách ba hồ đại thủy quái, kề vai chiến đấu, cùng các lộ yêu ma quỷ quái, đấu trí sau so dũng khí chẳng qua cái này thật dài chuyện xưa, chỉ có lầu trúc nhất mạch chính là cái kia đỉnh núi nhỏ, mới có thể phụng bồi tiểu mễ lạp cùng một chỗ quan sát, những người khác cũng đừng nghĩ rồi. Không giống với cái kia không học vấn không nghề nghiệp bạc lộc, sẽ cảm thấy viết sách rất khó khăn, Trần Bình An ngược lại cảm thấy có kiên nhẫn lâu dài xem sách chuyện càng khó. Lý Hy Thánh nói ra, Trần Bình An, nói cho đúng đến, hai người chúng ta còn là cùng họ. Kỳ thật hai bên đều họ Trần, nhưng là cùng họ không thông hương, Trần Bình An đương nhiên là ly châu động thiên bản thổ người, Lý Hy Thánh Nguyên quán quê hương nhưng là ở đằng kia Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An gật gật đầu, đã sớm biết, chuyện này, huynh muội ba người, Lý Bảo Bình, Lý Bảo Trâm, làm đại ca lại gọi Lý Hy Thánh. Lý Hy Thánh đứng lên, gió mát quất vào mặt, mỉm cười nói, thơ cổ có mây, công thành hà tất ẩn núp tính danh, ta không phải kẻ trộm người nào dạ hành. Trần Bình An nói ra, những lời này, phải ghi lại trong lúc rảnh rỗi hai người kề vai sát cánh đạo hư thiên phong thanh lương đều là tâm cảnh tường hòa dần dần khôi phục đời trước trí nhớ lý hy thánh là đang nghĩ niệm bạch ngọc kinh cái kia hai vị sư đệ trần bình an thì là tại lo lắng a lương cùng sư huynh tả hữu tình cảnh sở dĩ không có lo lắng không yên là vì trực giác nói với trần bình an kết quả không phải là tốt nhất cái kia thực sự khẳng định không phải là xấu nhất chính là cái kia chỉ là chẳng biết tại sao phỉ nhiên mới lên đều đã hiện thân man hoang, vẫn là không có hai người bọn họ tin tức. Trước khi chuẩn bị đi, trịnh cư chung cho cái cổ quái cách nói, một cái tại trước đây thật lâu một cái tại thật lâu về sau. Trần Bình An cùng sư huynh tả hữu, bỏ qua một bên lần thứ nhất ngắn ngủi gặp mặt không nói, kỳ thật chính là tại kiếm khí trường thành cái kia đoạn năm tháng, mới tính miễn cưỡng có chút sư huynh đệ bộ dạng. Tả hữu tuy nói cũng truyền thụ cho cái này tiểu sư đệ kiếm thuật, nhưng mà trong lời nói, Trần Bình An có thể rõ ràng cảm nhận được một chút, sư huynh đối với kiếm của mình tu thân phận phải không quá coi trọng đấy sư huynh tả hữu càng giống là một vị nghiên cứu học vấn dụng công thuần nho tận sức tại truy cầu người đọc sách tam bất hủ lập đức lập công lập ngôn kỳ thật ngay từ đầu trần bình an cũng rất tốt kỳ chỉ là trở ngại vị sư huynh này tính khí không dám hỏi về sau trần bình an thật sự nhịn không được hỏi thăm một câu sư huynh bổn mạng phi kiếm tên gì tả hữu quả nhiên tại chỗ sắc mặt liền khó nhìn lên chỉ dùng câu nói đầu tiên đem trần bình an chắn trở về tiên sinh ở đây thời điểm, ngươi như thế nào không hỏi. Trần Bình An nào dám tiếp tục truy vấn cái gì, hỏi lại xuống dưới, nhất định là muốn tự gánh lấy hậu quả rồi. Trần Bình An đột nhiên nội tâm chấn động, lập tức thoải mái, bởi vì Lý Hy Thánh đã cáo từ một tiếng, đi đồng Diệp Châu rồi. Tiểu mạch thân hình rơi vào chấn nhỏ, đi theo tạ cổ nghi ngờ nói, không trực tiếp hồi núi lạc phách sao. Tiểu mạch nói ra, tìm quán ven đường, ăn bữa ăn khuya lại hồi. Tạ cổ nhíu mày, có chút không thích ứng, chọn lấy cái bày ở chấn nhỏ đường lớn bữa ăn khuya bảy, Tiểu Mạch sau khi ngồi xuống, cùng chủ quán đã muốn hai chén thịt heo cây tể thái nhân bánh mì hoành thánh, từ trên bàn ống trúc lấy ra một đôi đũa, đưa cho Tạ Cẩu về sau, nhẹ giọng hỏi, "Lúc nào phản hồi man hoang?" Tạ Cẩu giữ im lặng, dùng tay áo trà lau cặp kia đũa trúc, tựa như đang giận lẩy. Đợi đến lúc chủ quán bưng tới hai chén nóng hôi hổi mì hoành thánh, Tiểu Mạch lúc này mới cầm một đôi đũa, nói ra, "Đừng lo lắng rồi, nhân lúc còn nóng ăn." tạ cẩu một tay đều cầm một cái chiếc đũa phân biệt đâm chúng một cái mì hoành thánh để vào trong miệng quay hàm phình khó như vậy ăn không trả tiền a à. tiểu mạch nhai kỹ nuốt chậm một phen chậm rãi nói ra ta biết rõ ngươi cũng không có chóc bong ra hồn phách ngươi một mực là ngươi thủy chung là bạch cảnh nói ngắn gọn cái gọi là tạ cẩu chính là một loại sức sẹo ngụy trang tạ cẩu nghiêm mặt ồ một tiếng tiểu mạch tiếp tục nói nếu như là một loại nhân nhượng ta cảm thấy được không cần phải nếu như là một loại chơi đuổi nhân gian tư thái, có thể như cũ. Tạ cầu hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái nào càng thuận mắt chút ít? Nói thật, cũng không thuận mắt. Tiểu mạch luôn luôn lấy chân thành đối người, dừng lại một lát, cười nói, nhưng mà ta rất bội phục cái kia giống như, vĩnh viễn tại về phía trước chạy băng băng bạch cảnh, vạn năm trước là như thế, vạn năm sau đó cũng thế. Xa nhớ năm đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạch cảnh là xa xa chứng kiến một vị kiếm tu, thân trũng xuống lớp lớp vòng vây, xuất kiếm lăng lệ ác liệt, Cuối cùng nhưng là nàng đứng ở một cỗ tự tay chém giết thần linh thi hài phía trên, dáng người thon dài nữ tử, tóc thật dài chui vào cái đuôi ngựa đuôi sam, hoàn ở cổ, cao cao ngẩng đầu lên, không biết nàng thì thầm cái gì, thân hình lóe lên rồi biến mất, kiếm quang như cầu vồng trên không trung kéo lê một đạo thật dài đường vòng cung, mặt đất phía trên tiếng sấm đại chấn, tạ cầu ánh mắt phức tạp, chỉ nghe nửa câu đầu, không cảm thấy bất ngờ, nhưng mà tiểu mạch nửa câu sau, ngược lại làm cho nàng có vài phần không được tự nhiên rồi liền bưng lên bát, uống một ngụm nước luộc thịt. Mì hoành thánh không thể ăn, nước canh không tệ. Đợi lát nữa tính tiền thời điểm, cho nhiều mấy viên đồng tiền. Tạ cầu dầu dĩ nói ra, ta cũng không biết như thế nào ưa thích một người. Loại này cho má sụp đổ khốn nạn sự tình, so với luyện kiếm khó nhiều lắm. Khiến tạ cầu chính mình thừa nhận việc nào đó không am hiểu, cũng không nhẹ nhõm. Tiểu mạch nói ra, đừng ủy khuất, người hơi chút đặt. Mình vào hoàn cảnh người khác, ngẫm lại xem cảm thụ của ta. Tạ cầu nhách miệng cười cười, cuối cùng là tiểu mạch kết sổ sách nàng cũng không có cướp trả tiền cùng đi trên đường tạ cầu hiển nhiên cái đuôi lại bắt đầu kiều hắc hắc nói ra tiểu mạch chúng ta nếu là có đứa con gái là tốt rồi đấy ừ tựa như tiểu mễ lạp như vậy đấy mỗi ngày ngu ngơ ngây ngốc đấy chúng ta đem nàng bảo hộ phải hào hào đấy không nóng nảy ngày từng ngày chậm rãi lớn lên tiểu mạch không phản bác được nhẫn nhịn cả buổi mới biệt xuất một câu tự nhận đầy đủ phủi sạch quan hệ lời nói ngươi vui vẻ là được rồi mũ lông chồn thiếu nữ hai tay mở ra hai chân khép lại về phía trước nhảy ô vuông, phối hợp cao hứng lấy, vui vẻ thực vui vẻ. Tiểu Mạch nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy bạch cảnh hình ảnh. Nhưng mà Tiểu Mạch lại không biện pháp biết rõ bạch cảnh lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, ra sao lúc chỗ nào. Dù sao hai bên lần thứ nhất chính thức gặp mặt, chính là bạch cảnh trắng ra không sai nói muốn cùng hắn hỏi kiếm một trận, lại kết thành đạo lữ, nhìn xem không hiểu ra sao Tiểu Mạch. Lúc ấy bạch cảnh còn bổ sung giải thích một câu, ai hỏi kiếm thắng người nào ngủ người nào. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Thiên ngoại, lục trưởng giáo xa xa nhìn rồi náo nhiệt, liền bắt đầu nằm cưỡi gió, giành vinh dự bằng ngửa mặt lên trời hướng về phía sau mượn sức nước hình dáng, đúng là thoải mái nhàn nhã. Kết quả là cũng bị một cái lão đạo sĩ nhắc chân dẫm ở trên mặt. Lục trầm tranh thủ thời gian co rụt lại đầu, tránh thoát cái kia gần áp đỉnh đế dày, phiên chuyển thân hình lại đứng lại, cười đùa tí từng đánh cái chắp tay, gặp qua bích tiêu sư thúc. Lão quan chủ đứng ở tại chỗ, cười khẩy nói, loại này biết rõ kết quả náo nhiệt, có cái gì tốt xem đấy. Có một tiểu phu tử, hơn nữa cái kia màu xanh đạo quỹ tích biểu hiện, từ vừa mới bắt đầu, man hoang thiên hạ sẽ không nghĩ đến cùng hạo nhiên thiên hạ đến ngọc nát đá tan. Nếu không trở về man hoang bạch trạch, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem cái kia hai chiếc độ thuyền giao thoa làm một. Rõ ràng chính là kia cái chu mật tại buồn nôn văn miếu, lại khiến lễ thánh không cách nào thông qua trước kia bản thân hành tẩu cái kia đường xưa, thuận lợi bổ sung trên trì thánh tiên sư tán đạo sau lưu lại ghế trống chỉ thấy lục trưởng giáo ánh mắt ngóc trệ có cực khổ nói bích tiêu sư thúc ngươi rất nghiêm tại luật người rộng tại kiềm chế bản thân a à, lão quan chủ nói ra ta là đến xem bạn lâu năm đấy với ngươi có thể đồng dạng lục trầm oán giận nói cái này tiểu mạch cũng thiệt là cũng không hiểu được chủ động tới gặp một lần sư thúc chỉ bằng hắn cùng giao tình của ta vượt qua thiên hạ đi xa lại thế nào đấy ta tự mình đi màn trời nghênh đón ai dám ngăn cản lấy lão quan chủ thần sắc lạnh nhạt nói, lục trưởng giáo nhớ kỹ chính mình hôm nay nói lời. Lục trầm hậm hực nói, tiểu mạch đến chúng ta bên này làm khách, cũng đừng quá gióng trống khua chiêng rồi, gặp qua bích tiêu sư thúc, lặng lẽ đến lặng lẽ đi liền tốt nhất rồi. Lão quan chủ nói ra, cái kia lữ nham đại đạo thành tựu, sẽ rất cao. Lục trầm dùng sức gật đầu nói, may mắn cùng thuần dương đạo hữu đồng hành thanh minh, cùng có vinh dự. Lão quan chủ cười cười, đến nỗi bạch cảnh, một khi bị nàng đưa thân 14 cảnh, đồng dạng không thể khinh thường. Lục Trầm còn là gà con mổ thóc. Đều lợi hại, đều lợi hại, cả đám đều vênh váo ngút trời mới tốt, dù sao bần đạo tay chân lẳng khẳng, đều thích nghe ngóng. Lão quan chủ cười lạnh nói, tận mắt kiến thức qua Trần Bình An cái kia hai thanh phi kiếm, hơn nữa cuối cùng cái kia hợp đạo một kiếm. Lục trưởng giáo có phải hay không nhớ tới liền nghĩ mà sợ, cổ phát lạnh a. À. Lục trầm vuốt vuốt cái cằm, bắt đầu nghiêm trang mà nói gâu nói vượn, khá tốt khá tốt, ta cùng với Trần Bình An là hảo hữu trí giao, gặp mặt chỉ biết uống rượu, sẽ không binh đao gặp nhau đấy. Lục Trầm lúc trước vui vẻ nhảy nhót phản hồi thanh minh thiên hạ, bởi vì Trần Bình An không có liên hệ đã gặp mặt trịnh cư chung cùng Ngô Sương Hàng, coi như là tránh được một kiếp. Đến nay nghĩ đến, Lục Trầm còn là lòng còn sợ hãi, nửa điểm không khoa trương, một khi hình thành vây kín xu thế, thật không là đùa giỡn đấy. Vì vậy vị này Bạch Ngọc Kinh, tam trưởng giáo từng cùng lão quan chủ sư thúc từng có một phen phân tích, dựa theo lão quan chủ lời nói, nơi mấu chốt, là đúng phương như thế nào giam giữ lục trầm cảnh trong mơ cùng tâm tướng. Đối phó một vị 14 cảnh, cuối cùng không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Tựa như chu mật nhằm vào bạch giã trận kia phủ diêu châu vây giết, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật hao hết bạch giã trong lòng thơ. Ở trước đó, bạch giã cầm trong tay tiên kiếm, mặc người vương tọa đại yêu số lượng nhiều hơn nữa, bạch giã như cũ đồng đẳng với dựng ở thế bất bại. Lục trầm lòng dạ biết rõ, trụ trì trận này vây giết đấy, biểu hiện ra là Trần Bình An, phía sau màn người. Nhưng là đầu kia đúng là âm hồn bất tán tú hổ. Mà thôi xàm cùng Tam Sơn cửu hầu, tiên sinh học được vài loại viễn cổ phong sơn phương pháp, không chút nào ly kỳ, ở đây trên cơ sở, lấy thôi xàm não, tựa như tại cao nguyên phía trên khởi đỉnh núi cao, lại bình thường bất quá, chỉ nói cái kia loại tú hổ tự xưng thứ hai, không người dám nói đệ nhất chóc bong thần hồn thuật pháp. Một khi thôi xàm cùng trịnh cư trung bí mật luận bàn lối đi nhỏ Pháp, lại bị cái sau học được, cuối cùng Trần Bình An chịu trách nhiệm ra tay trước, đám đó kiếm tu chịu trách nhiệm giữa ván, trịnh cư Trung cùng Ngô Sương Hàng chịu trách nhiệm thu quan, triệt để vây khốn lục trầm tất cả tâm tướng, thực sự không phải là cái gì không thực tế không tưởng. Lúc ấy lão quan chủ nói câu ngồi châm chọc, hai cái thành bạch đế trịnh cư chung, một cái tuế trừ cung Ngô Sương Hàng, chính là ba vị 14 cảnh. Hơn nữa tề đình tể, ninh diêu, hào tố, lục chi, trần bình an. Loại này đội hình, Lớn như vậy phô trương, liền chỉ là vì đối phó một cái 14 cảnh, ngươi lục trầm có thể vẫn lấy làm ngạo, vụng trộm vui vẻ. Lúc ấy lục trầm quả thật liền quay lưng lại đi, nặn ra cái khuôn mặt tươi cười, há to mồm, ha ha, ha ha, ha. Như thế như vậy, liên tiếp nở nụ cười ba tiếng. Lão quan chủ liếc mắt lục trầm, mặc kệ ngoài miệng như thế nào không chào đón vị này bạch ngọc kinh tam trưởng giáo, mặc dù là ánh mắt cao như chính mình, còn là không phải không thừa nhận lục trầm tu đạo tư chất, nhất là đạo tâm, thật sự quá tốt. Chính thức dám nói chính mình đạo tâm tức là thiên tâm đấy, lục trầm có thể tính một cái. Đã qua vạn năm, bỏ qua một bên cùng loại man hoang lục pháp ngôn, đại yêu mới lên những thứ này giấu đầu giấu đuôi 14 cảnh tu sĩ, còn có nữ quan ngô châu tận lực ẩn nấp hành tung, hơn nữa bạch trạch bị văn miếu nhốt tại hùng chấn lâu ở trong. Vì vậy thì có bốn vị trên đời công nhận nhất có thể đánh nhau đại tu sĩ, bạch giã, mặc dù không phải là thuần túy kiếm tu, vẫn như cũ sát lực lớn nhất. Lạc bảo than bích tiêu động chủ về sau đông hải quan đạo quan lão quan chủ đạo pháp cao nhất còn có cái kia thập vạn đại sơn đem ra sử dụng kim giáp lực sĩ không biết chơi đùa cái gì lão mù lòa thân phận thần bí nhất tu vi sâu không thấy đáy ngoài ra tên hiệu canh gà hòa thượng tăng nhân thần thanh phòng ngự mạnh nhất được vinh dự kim thân bất bại đệ nhất còn từng bị người nào đó lời thề son sắt khẳng định đối ngoại trắng trợn tuyên dương một phen nói là trừ hắn bên ngoài là bất luận cái cái gì một vị phi thăng cảnh kiếm tu chặt lên cái ba ngày ba đêm, đều là cho lão hòa thượng gãy ngứa ngứa. Chẳng qua lão quan chủ cùng lão mù lòa, hai bên hợp đạo phương thức, đến nay còn là mây mù che núi, còn vô định luận. Bởi vì bị người nào đó nói thành là nửa cái 14 cảnh tu sĩ sát lực, một cái nửa 14 cảnh tu sĩ phòng ngự, nửa cái thêm một cái nửa, như thế tính ra, cũng không chính là hai cái 14 cảnh tu sĩ. Vì vậy muốn hắn nhìn a à, mấy cái 14 cảnh tu sĩ bên trong, cũng là người canh gà hòa thượng lợi hại nhất lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động, thế cho nên lão tăng hầu như cách răm ba ngày sẽ bị người đuổi theo chém. vị này vốn chỉ là lấy ba trận hộ đạo bị đỉnh núi biết rõ phật môn long tượng, tu dưỡng cùng tính khí cho dù tốt cũng kinh không được loại này tầng tầng lớp lớp quấy rối a. À. về sau lão tăng thật vất và bắt được một cơ hội tìm được cái thằng kia, không muốn cho không che đậy miệng ra hỏa, thông qua các lộ sơn thủy công báo cùng người ngoài làm sáng tỏ một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, không có bàn bạc xong, cái thằng kia kiên quyết không thay đổi cửa nói ta nói chuyện cho tới bây giờ chịu trách nhiệm một miếng nước bọt một viên cắm để cho ta che giấu lấy lương tâm nói chuyện về sau còn thế nào lăn lộn giang hồ canh gà hòa thượng đành phải tán thưởng đối phương hai câu a à lương người thêm phép trừ mạnh như vậy đấy sao chẳng lẽ đến trường thục đọc sách lúc ấy á thánh trong phủ đệ bên cạnh người khác đều tại học bài liền ngươi đang ở đây ăn sách cái kia ra mặt dày đến không có bên cạnh ra hỏa không giận ngược lại thích hai tay chống nạnh chỉ nói như vậy mới lạ khen người con đường đỏ mặt đỏ mặt. Lão quan chủ hỏi, có nghĩ qua vạn năm về sau thế đạo sao? Lục trầm hỏi ngược lại, đây là suy nghĩ thì có dùng sự tình sao? Lão quan chủ nói ra, vậy chừng to mắt nhìn xem trước mắt sự tình. Lục trầm cười nói, giống như càng không ý tứ. Nếu như đợi đến lúc tam giáo tổ sư tán đạo thời điểm, liền lập tức bình chọn bước phát triển mới thiên hạ 10 hào, chắc hẳn lo lắng không lớn, hơn nữa hầu như không có quá nhiều dị nghị. Dù sao chính là từ 14 cảnh bên trong chọn lựa là được rồi lễ thánh, đạo lão nhị dư đấu, lục trầm, trở về man hoang thiên hạ bạch trạch, chấm dứt trận kia dài rằng giặc thời hạn thi hành án binh ra ban đầu tổ. Bích tiêu động chủ, tăng nhân thần thanh, thập vạn đại sơn lão mù lòa, thành bạch đế, trịnh cư trung, đạo hiệu thái âm nữ quan ngô châu. Đến nỗi dự khuyết người chọn lựa, nếu như chỉ chọn 4 năm cái, lại đem thời gian tuyến kéo dài đến 60 năm hoặc là trăm năm về sau, khả năng tranh luận liền có hơn, mấu chốt là biến số không nhỏ. Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung, Tuế Trừ Cung Ngô Sương Hàng, dù sao đều thuộc về cái loại này lai lịch kém cỏi 14 cảnh. Hơn nữa hai người bọn họ, rõ ràng là muốn cùng Bạch Ngọc Kinh không hợp rồi. Đạo môn Tán Tiên, Thuần Dương Lữ Nham, cùng với trước mắt tại huyền Đô Quan Tu Hành mới Bạch Giã, tuy nói hắn hôm nay mới là Ngọc Pháp Cảnh, rồi lại tất nhiên có thể đưa thân nhóm này, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ngoài ra Thanh Minh Thiên Hạ Nha Sơn Lâm Giang Tiên, Tào Tử, Tân Khổ, ba vị thuần túy Vũ Phu, đều có không nhỏ cơ hội ngũ thải thiên hạ ninh diêu, man hoang thiên hạ phỉ nhiên. Hai vị này đều là từng người thiên hạ danh chính ngôn thuận cộng chủ. Ngoài ra còn có man hoang người vô danh, bạch cảnh, hình quan hào tố, lục chi, trương phong biển, tư tuyển chờ một chút. Một trận vạn năm không có to lớn tình thế hỗn loạn tranh giành sang, loạn tượng mọc lan tràn, quần hùng cũng lên. Nhất là vài tòa thiên hạ đám đó trẻ tuổi, vô cùng có khả năng hậu phát chế nhân tóm lại kế tiếp 100 năm là trên đời tất cả người tu đạo đại nhân phần. Lục Trầm đứng ở bao la bát ngát thái hư ở bên trong, đầu đội đỉnh đầu mũ hoa sen, hai tay áo rủ xuống, thần sắc nghiêm túc, thình lình toát ra một câu, ngươi cảm thấy ta lập tức đưa thân 15 ngụy cảnh sẽ như thế nào? Lão quan chủ cười nói, ý nghĩ kỳ quái, nói đến dễ dàng. Lục Trầm bỗng nhiên mà cười, sư thúc, khám phá không nói phá nha, nếu không không có mấy cái bằng hữu đấy. Lão quan chủ nói ra ta một cái tu đạo vạn năm đều không thể đưa thân 15 cảnh đấy, treo cao không dậy nổi một cái động động mồm mép có thể đưa thân 15 cảnh đấy." Lục Trầm lập tức cải chính, "Ngụy cảnh." Lão quan chủ lạnh nhạt nói, "Được ít mất nhiều sao?" Lục Trầm nghi ngờ nói, "Cái này thành ngữ chẳng lẽ còn có thể như vậy dùng?" Lão quan chủ chẳng muốn đáp lời. Lục Trầm duỗi lưng một cái, dẹp đường hồi phủ, Bạch Ngọc Kinh bên kia có bận bịu. Lão quan chủ hỏi: Phật Đà năm đó kéo ngươi tiến vào cái kia chỗ huyền diệu khó giải thích đại thế giới, ngươi nhìn thấy, đã trải qua cái gì? Dựa theo lúc ấy cái kia ngươi cảm nhận, đã vượt qua mấy vạn năm, mấy trăm mấy ngàn vạn năm. Lục Trầm hoảng hốt thần sắc lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục như thường, mỉm cười nói, đích xác là thấy rất nhiều thế giới, một ngăn cách đón một ngăn cách, bờ ruộng khôi phục bờ ruộng, hạt thóc cũng tốt, cỏ dại cũng được, cuối cùng đều là không cách nào vượt qua rãnh trời đấy, nếu nói là không chung lầu các phép quy nạp là nhỏ đạo, như vậy nhìn như từng bước đẩy mạnh cách suy diễn cũng chỉ là nhỏ thuật rồi tóm lại quay đầu lại xem những thứ này cái gọi là phòng xá cùng cái thang dù sao chúng ta cho rằng đạo cùng đường nửa điểm cũng không trọng yếu duy nhất trọng yếu là để cho ta hiểu được một cái đạo lý chúng ta đều cảm giác mình rất nhỏ bé luôn cảm thấy thiên ngoại hữu thiên nhưng khả năng khả năng hoàn toàn trái lại lão quan chủ nói ra nhưng ngươi còn là cần phải có cái từ cổ trí kim không thay đổi tọa độ giúp ngươi xác định loại khả năng này nếu không chính là mò trăng đáy nước kết cục lục trầm ừ một tiếng nếu không còn là trong mộng nói mộng a à, chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio thường xuyên trong lòng tự hỏi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đấy lục trầm tự hỏi từ đáp thế nhưng là không muốn nhiều như vậy lại có thể làm cái gì đấy lão quan chủ mỉm cười nói từng nghe một vị bạn cũ đưa ra một cái ý nghĩ hão huyền ý nghĩ tiếng người gian mỗi một người điên đều là chủ nhân chân chính sớm đã đọc hành mạch suy nghĩ phía trên lục trầm tiếc hận nói nếu không phải là sư thúc bạn cũ rồi, bần đạo nhất định phải gặp một lần, hào hào phiếm vài câu lời tâm huyết. Tại lục trầm trong mắt, tu hành đã là đảo khách thành chủ, lại là thiên địa đạo to lớn trộm. Ước chừng 3.000 năm trước, có một đi thuyền ra biển trẻ tuổi đạo sĩ, không hiểu thấu liền mặt đầy nước mắt. Bởi vì hắn cảm thấy tu đạo đến cuối cùng, dù là cảnh giới cao như 15 cảnh, kỳ thật đều là trông coi một khối vô biên vô hạn dụng đồng, vĩnh viễn chỉ là không tự biết tá điền, chỉ là cùng một cái giữa lẫn nhau cũng không chạm mặt cũng vĩnh viễn sẽ không gặp mặt địa chủ thuê ruộng đồng, cần cù chăm chỉ, năm này qua năm khác, xử lý hoa màu. Tự chúng ta vĩnh viễn không cách nào biết mình là người nào. Lục trầm hướng phía bao la bát ngát thái hư, nhẹ nhàng ê một tiếng, sau đó hai chữ hỏi thăm, có ở đây không? Sau đó duỗi ra một tay, ngăn tại bên tai, làm dựng thẳng tai lắng nghe hình dáng, như chờ tiếng vọng, cho ra đáp án. Lão quan chủ nhìn xem cái kia lại một lần mặt đầy nước mắt, đã có dáng tươi cười đạo sĩ, thở dài, một cái tát vỗ vào đối phương bả vai lục trầm đừng vờ ngớ ngẩn rồi cùng sư thúc đi uống rượu lục trầm lấy lại tinh thần nhưng là bứt lên lão quan chủ tay áo xoa xoa chính mình nước mắt trên mặt sư thúc nói sớm đi một thiếu niên đạo sĩ mỉm cười nói cùng một chỗ một cái vô cùng lo lắng đi thiên ngoại trong tinh hà lão tú tài gặp được vu huyền liền hai tay nắm lên lão chân nhân hai tay dùng sức lay động đứng lên trái xem phải xem thuần dương đạo trưởng đâu Vu Huyền cười nói, không trùng hợp, thuần dương đạo hữu chân trước vừa đi. Lão Tú Tài trên tay động tác biên độ càng lớn, tại lão ca, càng vất vả công lao càng lớn oa, lần này đi xa nhà, ta dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ có dùng đầu gối nghĩ, căn bản không cần đoán, liền hiểu được tại lão ca lại đứng kỳ công một môn rồi, chính là tránh không được lại chậm trễ đưa thân 14 cảnh tiến trình. Lão đệ ta nếu văn miếu quản sự ghế số 1, tuyệt đối không đành lòng như thế điều khiển tại lão ca. Vu Huyền mặt mỉm cười, kiên quyết không đáp lời. Lão tú tài ngươi một cái văn thánh, nổi danh lưu manh nha, ngươi có thể như vậy tùy ý bố trí lễ thánh cùng á thánh, ta cũng không tranh vào vũng nước đục. Lão tú tài nhỏ giọng nói, nghe ta cái kia quan môn đệ tử đề cập một việc đáng tiếc, việc đáng tiếc a, nói tại lão ca đã từng nếm thử vẽ ra một chương mới tinh ngũ nhạc phù, nổi tiếng đại phù, chỉ là tại tuệ sơn chu du thằng ngốc kia lớn cái bên kia, đụng chạm mới thất bại trong găng tấc, Vu Huyền tránh thoát khỏi lão tú tài hai tay, tay áo vung lên, nghe nhầm đồn bậy, không thể nào, là cái kia Trần Đạo Hữu đã hiểu lầm. Nếu Trần Bình An cùng chính mình trò chuyện cái này gốc, Vu Huyền cũng liền tình hình thực tế nói, dù sao vị này trẻ tuổi ẩn quan nhân phẩm, tin được. Bởi vì lúc trước tại văn miếu nghị sự, Vu Huyền cùng Hỏa Long chân nhân, còn có Triệu Thiên lại, bọn hắn ba nói chuyện phiếm, Hỏa Long chân nhân cường điệu đề cập một chút, cùng Trần Sơn chủ buôn bán, đại khái có thể yên tâm chỉ lãi không bị lỗ vốn mua bán, chỉ cần nhắm mắt lại lấy tiền. Có thể nếu là lão tú tài trực tiếp như vậy nói mua bán đã đến, vô sự mà ân cần, chính mình vẫn phải là kiềm chế điểm. Lão tú tài nói ra, hai chúng ta cái gì giao tình, nhà mình huynh đệ, cũng không phải người ngoài, nói đi, cần mấy cân tuệ sơn đất, 5 cân có đủ hay không? Không đủ lời nói, ta là hơn cầm điểm, 10 cân. Vu Huyền cười ha hả nói, Văn Thánh liền đừng nói giỡn. Một cái đều có thể chạy tới cửu nghi sơn, tại một cái sơn quân mí mắt phía dưới giả truyền thánh chỉ muốn mang đi mấy chậu văn vận cây xương bổ lão tú tài coi như là ngươi lấy được đến ta dám thu dám mua lão tú tài vỗ ngực dung trời vang chỉ cần tại lão ca nguyện ý mở miệng cho câu lời chắc chắn lão đệ núi đao biển lửa đều đi được mấy cân đất tính là cái gì hơn nữa ta có thể cam đoan chu du thằng ngốc kia lớn cái tuyệt đối sẽ không tìm bất luận kẻ nào phiền toái vu huyền nửa tin nửa ngờ thật có thể thành lão tú tài cười ha hả nói chỉ để ý yên tâm tại kẻ ngốc bên kia ta cũng không để tại lão ca nửa câu tùy tiện chém gió cái lý do ví dụ như chính mình phải dùng tới có thể lừa dối qua cửa ải vu huyền vê dâu trầm ngâm một lát lý do này có thể hay không sức sẹo một chút cái này ngoan ngoãn mắc câu rồi không phải là lão tú tài dùng sức gật đầu ta dù sao cũng là người đọc sách xác thực không quá am hiểu nói dối vu huyền nói ra không bằng nói là ngươi cái kia quan môn đệ tử cần ngũ sắc đất giống như lý do này tương đối hợp tình hợp lý lão tú tài ừ một tiếng có thể thực hiện vu huyền thử dò hỏi như thế nào cái giá cả núi cao ngũ sắc đất tự nhiên là không có giá thị trường có thể cung cấp tham khảo đấy lão tú tài dậm chân nói tại lão ca chả như thế nào mắng người nữa nha lời này đã nói được quá không lọt tai rồi vu huyền lập tức một hồi nhức đầu nói thật hắn thật đúng là hy vọng cùng lão tú tài chỉ là nhẹ nhàng mà sung sướng tiền tài qua lại đừng nợ nhân tình nhất là ngàn vạn đừng thiếu lão tú tài nhân tình vì vậy cảm giác mình đã nhảy vào một cái hố to vu huyền không có ý định lại nhảy thứ hai rồi tiền tài rõ ràng đại trượng phu anh em ruột tính toán rạch ròi nha lão tú tài nói ra vấn đề hai anh em ta cũng không phải anh em ruột vu huyền dáng tươi cười lúng túng lão tú tài lập tức bổ cứu nói không được so với bình thường anh em ruột thân thiết hơn vu huyền dáng tươi cười cứng ngắc tại lão ca vóc dáng cũng không cao lão tú tài không cần đi cài nhắc có thể đập bả vai của đối phương, nghe nói ta cái kia quan môn đệ tử, cùng lão ca mượn 300 khối kim tinh đồng tiền. Vu Huyền Tâm siết chặt, không ổn. Lão Tú Tài cảm thán nói, cái này phải là bao nhiêu khối Cốc Vũ tiền này? Vu Huyền nghiêm mặt, hạ quyết tâm, kiên quyết không thể nới cửa. Cho mượn đi kim tinh đồng tiền, Trần Bình An cùng núi Lạc Phách phải dùng kim tinh đồng tiền còn Cốc Vũ tiền. Hắn Vu Huyền sẽ thiếu cái này đồ vật lão tú tài nhất kế không được tái sinh nhất kế, tại lão ca, thương lượng, không, bằng khoản này sổ sách, liền từ ta đây cái làm tiên sinh đến hoàn lại. Vu huyền kiên trì kiên trì tự mình, không tốt sao, chỉ có phụ khoản nợ quân cờ thường đạo lý, nào có học sinh thiếu nợ tiên sinh trả nợ lời nói. Ngươi hoàn lại, trả như thế nào, còn không phải ký sổ, 300 khối trả không được, mỗi năm lãi mẹ đẻ lãi con đấy, chỉ sợ ngày nào đó khất nợ đến 3.000 khối, thì càng không cần trả lại đi ngay tại ở Huyền gần Cam chịu số phận thời điểm lão tú tài phối hợp vui cười a à được không được từ trong tay áo lấy ra một cái cái túi giao cho Vu Huyền xem đem người bị hù chỉ để ý yên tâm cầm lấy ta cùng với Chu Du từ đầu chí cuối nói rõ cái này mười cân tuệ sơn bùn đất là kẻ ngốc tự mình gật đầu đáp ứng sự tình hắn còn nói rồi nếu như sức nặng chưa đủ trở lại ngươi Vu Huyền chỉ cần cùng tuệ sơn lên tiếng kêu gọi là được đều không cần tự mình đi một chuyến tuệ sơn lại có là cái kia bút kim tinh đồng tiền. Bình Anna đứa nhỏ, từ nhỏ liền vô cùng nhất biết lạnh biết nóng, nhất định sẽ tiền vốn thêm tiền lãi, một viên không ít, trả lại cho ngươi vị tiền bối này đấy. Cũng không phải là ta loạn khen người, tại không nợ nhân tình trong chuyện này, ta đây cái quan môn đệ tử, so với ta mạnh hơn, ngược lại với ngươi là giống nhau tính cách. Đương nhiên, tại lão ca là cả đời không có bị một cái chữ tiền phát sầu qua, điểm này hai người các ngươi liền lại không giống nhau. Vu Huyền thu hồi cái kia đựng đầy bùn đất cái túi gật đầu nói trần bình an có ngươi cái này tiên sinh là vận may của hắn văn thánh nhất mạch có một trần bình an đồng dạng là chuyện may mắn lão tú tài dáng tươi cười sáng lạn thiện lời ấy đại thiện vu huyền nói ra hai anh em ta uống chút rượu không nóng nảy rượu ngon chính mình lại không có chân không chạy thoát được đâu lão tú tài run rẩy tay áo lại chỉnh ngay ngắn phẩy áo hướng vu huyền duỗi ra một bàn tay mỉm cười nói vu huyền đạo hữu mời ngồi Ta từng tại Bảo Bình Châu, ở đằng kia mô phòng Bạch Ngọc Kinh bên trong, cùng một vị tiền bối luận đạo, nói chuyện trời đất, có chút tâm đắc. Đêm nay thiên hà thanh tịnh, nhất thích hợp cùng Hào Kiệt luận đạo. Vu Huyền ngốc trệ không nói gì, đạo tâm chấn động, hít sâu một hơi, cực kỳ lấy làm trịnh trọng, đánh cho đạo môn chắp tay, nghiêm mặt trầm giọng nói: "Xin mời Văn Thánh chỉ giáo." Trần Bình An phản hồi Nghiêm Châu phủ cảnh nội trường làng, đến nỗi mấy cái phân tán các nơi bùa chú phân thân, từng cũng không dám rời khỏi Bảo Bình Châu, bây giờ cũng đều tỉnh lại vẫn đứng tại dưới mái hiên triệu thụ hạ nhìn về phía phong trần mệt mỏi phản hồi trường tư sư phụ trần bình an cười giải thích nói đi một chuyến thiên ngoại làm điểm đủ khả năng việc nhỏ ừ miễn cưỡng coi như là giúp chút ít bận bịu sư phụ đi thiên ngoại làm chuyện gì giúp ai bận bịu tuy rằng trong lòng hết sức tò mò triệu thụ hạ còn không có hỏi nhiều trần bình an nói ra cũng đừng để ý đến ngủ sớm dậy sớm triệu thụ hạ gật gật đầu trở về nhà bếp bên kia ngả ra đất nghỉ trong màn đêm một cái cưỡi gió cực nhanh thon thả thân ảnh một cái chuyển hướng bồng bềnh rơi xuống đất trần bình an nằm ở một chương trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần cầm trong tay một thanh quạt hương bồ đặt ở phần bụng vừa rồi nữ tử tại cưỡi gió trên đường chỉ là liếc mắt đợi nàng khoảng cách gần nhìn thấy cái kia cái khuôn mặt xác nhận không sai về sau lập tức rất là khiếp sợ vị này trẻ tuổi ẩn quan như thế nào chạy tới bên này hôm nay chịu trách nhiệm trông giữ này tòa long cung di chỉ tu sĩ chủ yếu có hai cái, nàng liền là một cái trong số đó, cũng không phải nàng nói pháp như thế nào không dậy nổi nguyên nhân, chỉ là chỗ này long cung, cùng nàng vô cùng có tiên gia duyên pháp, mở cửa một chuyện, nàng lập công không nhỏ. vì vậy chính thức quản sự đấy, là mặt khác một vị giấu ở âm thẩm đại ly hoàng gia cung phụ, lão nguyên anh, làm việc ổn trọng, mà lại tinh thông phong nước phong thủy thuật, nàng chính là miếu phong tuyết nữ tu, dư huệ đình, chỉ là những năm này một mực làm đại ly tùy quân tu sĩ. truy cập com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé ngụy tấn thuộc về thần tiên đài nhất mạch dựa theo tổ sư đường gia phả nàng xưng hô ngụy tấn một tiếng sư thúc không có vấn đề gì cả trên thực tế dư huệ đình đối với vị này ngụy sư thúc tổ đó là cực kỳ sùng bái đấy đương nhiên toàn bộ miếu phong tuyết ngưỡng mộ ngụy tấn đều mạch nữ tu hơn nhiều đi tối nay dư huệ đình như cũ là bên hông đeo đao xuyên chật vật tay áo cẩm y cùng màu đen quần lụa Dựa theo mễ đại kiếm tiên lời nói, trước kia nàng trên chân cái này đôi giày theo, mùi giày đã từng rơi xuống có hai hạt long nhãn bảo châu. Chỉ là đều bị nàng lấy ra coi như mở ra long cung cấm chế nước cờ đầu rồi. Nàng thấy kia vị trẻ tuổi ẩn quan không phản ứng chút nào, chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Dư Huệ Đình do dự một chút, cho rằng đối phương là xuống một đạo vô hình lệnh đuổi khách. Liền, định bồng bình tới, lại biết y mà lặng yên rời đi. Nàng sở dĩ sẽ chạy đến nơi đây, là căn cứ gián điệp tình báo biểu hiện, lúc trước tân nhiệm lông mày nhỏ nhắn sông cao cất, giống như đã tới cái này ở vào chân núi tích xa thôn xóm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã nghĩ đến bên này nhìn xem. Chỉ là Dư Huệ Đình trong lòng thật sự nhớ mong ngụy sư thúc tổ, sẽ không có như vậy cưỡi gió rời đi, nàng kiên trì nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói ra, Trần Sơn Chủ, mạo muội tới cửa, mong được tha thứ. Lần này đến đây, cũng không phải là chuyên tìm đến Trần Sơn Chủ, chỉ là đánh bậy đánh bạ, đúng là ngẫu nhiên. Trần Bình An mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, cười nói, xấu hồ, xấu hồ, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Dư Huệ Đình tự nhiên không tin, một vị đại kiếm tiên, còn là chỉ cảnh vũ phu, có thể không phát hiện được chính mình điểm này động tĩnh. Trần Bình An cầm quạt hương bổ chỉ chỉ một bên dưới mái hiên ghế trúc, cười nói, tương đối đơn sơ rồi, Dư Cô Nương không ngại mà nói, có thể tùy tiện ngồi. Dư Huệ Đình mới ngồi xuống, cái kia lúc trước đạt được Trần Sơn chủ thụ ý cao cất, tại đạt được một đạo đại ly lễ bộ truyền đạt cho các lộ thần núi thần sông chỉ lệnh về sau liền vội vã chạy đến bên này cùng trẻ tuổi ẩn quan báo có tình huống kết quả là bắt gặp cái kia dư huệ đình cao cất vẻ mặt lúng túng xem ra lúc trước tới cửa bái phòng chuyện này là mình làm được có thất trình độ trần bình an cười khiến hai người chờ một chốc chính mình đi nhà bếp bên kia đưa đến một chương chiếc kỷ trà đặt đặt ở dưới mái hiên khăn quây trước bàn khi có việc cưới xin hay tăng ma mà ngồi ba đầu ghế trúc trên bàn thấp đặt để ba cái bát trắng, mấy cái đĩa cùng nhậu điểm tâm. nhìn xem cái kia dọn xong bàn rượu trẻ tuổi ẩn quan, dư huệ đình nhịn không được cười lên, như thế nào không hiểu thấu ở nơi này bên cạnh uống rượu, có tính hay không một môn sơn dã việc ít người biết đến rồi hà? trần bình an đã cùng cao cất đụng bát uống rượu rồi. ngược lại là thật không có cái gì cái giá. tại trong chuyện này trần bình an cùng ngụy sư thúc tổ hình như là một loại người, dư huệ đình không phải là cái loại này nhăn nhó nữ tử bưng lên bắt rượu uống một hớp lớn trực tiếp hỏi ngụy sư thúc tổ năm đó ở kiếm khí trường thành bên kia ngoại trừ luyện kiếm con có thể làm cái gì cao cất cúi đầu xuống uống rượu thời điểm cười cười đều nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan mỹ nhân không phải là không áp anh hùng quan a thiên hạ quan ải tình quan cao nhất quan ải khó càng lên núi dễ dàng xuống núi khó không phải là đường núi như thế nào khó đi chỉ là không bỏ được rời khỏi núi này mà thôi cao cất vê lên một hạt dậu phộng ngâm nước muối, ném vào trong miệng chậm rãi nhai lấy. Nam nhân mà, không đều là như vậy đi tới, ai còn không có điểm trước hoa dưới ánh trăng sầu triền miên đâu. Trần Bình An cười nói, Ngụy Kiếm Tiên ở bên kia, vẫn rất có danh vọng đấy, tuy rằng bình thường tương đối không nói cười tùy tiện, kỳ thật nhân duyên cũng không tệ, hắn càng là số rất ít có thể cùng lão đại kiếm tiên phiếm vài câu kiếm tu. Ngụy Kiếm Tiên còn là chúng ta cái kia quán rượu khách hàng lớn, độc nhất phần, cửa hàng đắt tiền nhất, đương nhiên cũng là tốt nhất rượu đều bị hắn bao tròn mua rượu sảng khoái uống rượu càng là phóng khoáng tin tưởng ngụy kiếm tiên lại phản hồi bò bình châu kiếm thuật sẽ lại tinh tiến một mảng lớn rồi lời nói người bình thường không dám tin lời nói thật Miếu phong tuyết ngụy tấn hôm nay kiếm thuật cận đạo dư huệ đình nghe vậy lập tức nét mặt tươi cười như hoa coi như là trần sơn chủ theo như lời nội dung như rượu pha nước rồi có thể dù vậy ngụy sư thúc tổ cùng vị kia lão đại kiếm tiên nói chuyện phiếm cũng không thể làm giả đi Kiếm thuật cận đạo đánh giá, là có thể nói mo hay sao? Đồng Hương chi nghị, cái này là cực kỳ chân quý đồng hương chi nghị a." À. Cao Cất lập tức gật đầu phụ họa nói, "Nếu như nhớ không lầm, chúng ta bảo Bình Châu tu sĩ, đến rồi kiếm khí trường thành bên kia mà lại lâu dài lưu lại đấy, liền Trần Sơn chủ cùng Ngụy Đại kiếm tiên hai cái, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng anh hùng tương tích rồi, câu chuyện mọi người ca tụng a, à. đáng tiếc Trần Sơn chủ cùng Ngụy Đại kiếm tiên, các ngươi cũng không phải cái loại này yêu thích khoe khoang." thậm chí không thích người khác khích lệ tính khí nếu không danh khí to lớn ít nhất lật mấy phen dư huệ đình nhất thời không nói gì chỉ là phản bác coi như xong trần bình an nhịn cười hướng nhà bếp bên kia hô dưới cây cho chúng ta làm điểm ăn khuya sau đó cùng đi bên này uống rượu trần bình an sẽ cùng hai vị cười hỏi hai vị có hay không ăn kiêng hay sao dư huệ đình muốn nhiều nghe chút ít về ngụy sư thúc tổ chuyện xưa sẽ không có khách khí nói không có gì ăn kiêng lúc này cao cất là đuổi đều đuổi không đi đấy ước gì ở chỗ này ở lâu một lát chỉ nói tùy ý dư huệ đình tuy rằng không quá ưa thích quan trường bộ kia lại cũng không là cái loại này không dành tình đời tu sĩ vì vậy tại trên bàn rượu nàng bưng lên bát chủ động cho cao cất mời rượu hai lần sau đó hơn nhiều cái triệu thụ hạ trần bình an không che giấu chút nào chính mình đối với triệu thụ hạ yêu thích cười giới thiệu nói cao lão ca dư cô nương vị này chính là của ta đệ tử đích truyền họ triệu tên dưới cây hôm nay cùng ta học quyền pháp học kiếm thuật là ta tìm vận may mới có thể tìm được đệ tử đắc ý nghe được sư phụ vậy mà như thế nói triệu thụ hạ vẻ mặt tràn đầy thẹn đỏ mặt thần sắc dư huệ đình không có quá cho là thật cao cất hình như là quá cho là thật đã liền triệu thụ hạ mình cũng không dám nhận thực trần bình an cũng cũng không sao cả dù sao chính mình nói chính là lời nói thật sau đó một bàn chuyện trò vui vẻ bầu không khí hòa hợp đều uống đều rượu không cần khuyên đã như tắm gió xuân Bảo Bình Châu Tây nhà khu vực, Đại Ly Vương Triều phần đông phiên thuộc quốc chi một, Ngọc chuyển bá nước kinh thành, trong màn đêm, đèn rực rỡ mới lên, một cái bày ở bên đường thầy tướng số sạp hàng, cái kia gục xuống bàn say rượu bất tỉnh trung niên đạo sĩ, đánh cái giật mình, ngẩng đầu, còn là hai mắt vô thần say khướt bộ dáng, liền cầm lấy trong tay bầu rượu, nhấp một hớp lấy rượu giải rượu hoàn hồn nước canh, lúc này mới dài thở ra một hơi, chuẩn bị thu quán dẹp đường hồi phủ rồi. Đạo sĩ thỏ tay đào tay áo, lặng lẽ suy nghĩ một cái túi tiền, kiếm chút ít bạc vụn, càng nhiều còn là đồng tiền. Trên đường có chút du xuân dạo chơi ngoại thành muộn về hoạn quan đệ tử, cây cỏ sắc màu xanh thanh liễu sắc vàng, say giết bao nhiêu sơ sài đâu, bọn hắn cưỡi ngựa dạ du phản hồi nội thành, dường như móng ngựa đều dính cỏ xuân mùi thơm. Trung niên đạo sĩ bắt đầu thu lại trên bàn ống thẻ, vê lên mấy viên bói toán dùng đồng tiền, quanh năm vuốt phẳng nguyên nhân, bao tương tỏa sáng, đem chúng nó cùng nhau ném vào ống thẻ bên trong, lại bứt lên một chương tràn ngập dòng họ khăn trải bàn bình thường đạo sĩ ở chỗ này, chính là xem ký văn chắc lành giữ, làm cho người ta xem tướng tay tính nhân duyên, còn có thể đoán chữ, viết dùng thư nhà các loại, đều có thể bổ sung chút ít gia dụng, kinh thành chi tiêu, không thể so với ngọc truyền bá nước địa phương quận huyện, giá hàng cao đến tặc lưỡi, đến nỗi làm cho người ta đoán dòng họ, hay là hắn trước kia cùng tiểu hắc than học được một loại thiên môn bên người kỹ nghệ, đều là không nhập lưu giang hồ con đường rồi, còn nhớ rõ nàng mơ ước lúc còn nhỏ một trong chính là lôi kéo sư phụ cùng một chỗ hành tẩu giang hồ kết hội kiếm nhiều tiền tìm một chỗ phố xá sầm uất đường lớn nàng trước giúp đỡ khua trương gõ trống thét to đứng lên tụ nhân khí sư phụ trước đùa nghịch mấy cổ tay chặt lại đùa nghịch cái kia ngực nện tảng đá lớn bán cao ra chó cùng thuốc tăng lực cái gì đấy không lo nguồn tiêu thụ những thứ này nghề nàng đều rõ ràng thông suốt cực kỳ am hiểu a à, đương nhiên tân khổ là khổ cực rồi điểm mà dù sao là mặt khác một ít cái không lên được trên mặt bàn bẩn nghề nghiệp che giấu lưng tâm bạc không kiếm cũng được Trần Bình An cười cười, sẽ cùng khai sơn đại đệ tử như vậy lăn lộn giang hồ, giống như rất không có khả năng rồi, coi như là hắn cái này làm sư phụ nguyện ý, đoán chừng bùi tiễn mình cũng cảm thấy hồ đồ. Ông thầy tướng số này sạp hàng, hôm nay ở kinh thành cái này một mảnh phường thị, có chút danh tiếng. Chẳng qua tự nhiên là không vào được quan to hiển quý pháp nhãn, lừa gạt lừa gạt dân chúng còn có thể, tại chính thức luyện khí sĩ xem ra, cùng những cái kia hãm hại lừa gạt không có gì khác nhau. Bỏ một ít giải rác vật, chủ yếu ra hỏa cái, chính là một cái bàn, hai cái dài mảnh băng ghế cùng một cây phướn gọi hồn. Cái gọi là cái bàn, trước mặt tấm cùng bàn chân cũng là có thể tháo dỡ đấy, thuận tiện chuyển tỉ, sạp hàng phía sau chính là một trận tấm ván gỗ xe đẩy, đem những cái kia bàn băng ghế phướn gọi hồn để bên trên một đống có thể đi. Đạo sĩ dạo chơi, một người ăn no mọi sự không lo, trời đất bao la, bốn biển là nhà. Chẳng qua vị đạo sĩ này, vẫn còn là kinh thành thuê một tòa lâu dài không người hỏi thăm hoang phế tòa nhà, cũng không phải chuyện ma quái không phải là cái loại này u ám nhà có ma, chính là ở người ở chỗ này, thường xuyên như là bị quỷ áp giường bình thường, như có ác mộng quấy phá, dễ dàng ngủ không ngon giấc, lâu dài dĩ vãng, tự nhiên tinh thần uể oải, dần già, sẽ không ai nguyện ý đến bên này tiêu tiền mua tội chịu. Có điểm giống là trí quái trên sách ghi chép cái chủng loại kia bất hảo hồ mị, tòa nhà chủ nhân, mời qua cái gọi là cao công đạo sĩ đến đây hạc trì, đã có tác dụng lại không dùng được, bởi vì thiết lập hũ cách làm một trận, liền yên tĩnh rồi thế nhưng là tiếp qua một đoạn thời gian, liền lại náo đứng lên, thật không có triệt, huống chi tòa nhà chủ nhà nắm chắc phong phú, ông cháu mấy đời người, là chuyên môn làm kinh thành dinh thự thuê mua bán đấy, đỉnh đầu còn có một rất nhiều, không quan, tâm như vậy một chỗ tòa nhà như thế nào quấy phá, huống chi chưa từng gây ra nhân mạng, sẽ không quá làm chuyện quan trọng. Sau đó rút cuộc đã tới cái coi tiền như rác, là một cái sứ khác đạo sĩ, mà cũ bắt nạt ma mới, tiền thuê giá cả cũng không có giảm xuống, dù sao đã định trước làm không được khách hàng quen khiến cho đạo sĩ duy nhất một lần cho nửa năm tiền thế chấp có thể làm thịt một đao là một đao về sau đạo sĩ quả thật ăn đau khổ lập tức liền không vui tìm tới cửa náo loạn hai lần đều bị nhẹ nhõm đuổi rồi khách điếm lớn lừa gạt khách một tờ khế ước giấy trắng mực đen viết rất rành mạch quan tòa đánh vỡ trời đi đều là ta chiếm lý ngươi một cái không có nền móng không có chỗ dựa đạo sĩ lại có thể thế nào huống chi ngọc truyền bá nước kinh thành dân chúng là nổi danh tính bài ngoại đạo sĩ muốn tìm thầy kiện, cùng huyện lão ra bên kia đòi hỏi cái công bằng, kết quả ngay cả sẽ không ai dám giúp đỡ ghi mẫu đơn kiện, về sau thầy tướng số sạp hàng danh khí dần dần lớn hơn, cái kia tòa nhà chủ nhân ước chừng là cảm thấy oan gia nên giải không nên kết, khiến cho tại huyện nha nhận phát phòng mò cái tồi con trai, chủ động mời đạo sĩ đi quán rượu uống bữa rượu, lại trả nợ một bộ phận tiền thế chấp, coi như là dàn xếp ổn thỏa rồi, chỉ là uống rượu thời điểm, cái kia làm nha thự thư lại công tử ca, đem chân đặt lên bàn, đánh ngợ hơi rượu trêu chọc đối phương một câu, ngươi không phải là cái hàng yêu trừ ma đạo sĩ sao, còn sợ những cái kia quỷ quỷ quái quái dị bẩn đồ vật. Đạo sĩ chỉ là cười trả lời một câu, u minh khác đường, âm dương khác đạo, nếu là chỉ biết một mặt dựa thiên gia thuật pháp, đánh đánh giết giết, thường tại bờ sông đi nào có không ướt dày thời điểm, hay là muốn cùng người cùng quỷ đều là thiện tài tốt. Rút cuộc là cái tại công môn pha trộn nhiều năm công tử ca, lập tức liền từ trong lời nói gánh đâm, dùng giày dập lấy mặt bàn cười hỏi Ngô đạo trưởng những lời này nói được trong lời nói ẩn núp lời nói, không biết tại đạo trưởng trong mắt, ta cùng với gia phụ là người hay quỷ, chỗ ở bên trong quấy phá dị loại là quỷ là người. Tối nay, Trung niên đạo sĩ phụ giúp tấm ván gỗ xe phản hồi tòa nhà, đi tới tòa nhà cửa hông bên này, móc ra một chuỗi chìa khóa, bên này không có bậc thang, có thể trực tiếp xe đẩy tiến vào. Đạo sĩ mới vừa vặn cái chốt cửa, liền chân không chạm đất bay tới một vị quần đỏ nữ tử. Triều Chọc nói, ngô đạo trưởng, cũng chính là chúng ta triều đình quản được không nghiêm, nếu không loại người như ngươi giả mạo đạo sĩ, đừng nói ở kinh thành đặt chân, đều vào không được thành, cung hình dáng bảo búi tóc trang, da thịt như tuyết, nhãn nhi mị, mặt mỏng tóc mai dài. Đáng tiếc nữ tử không thuộc mình. Đạo sĩ lập tức phản bác, tiết cô nương, lời này đã nói được kém, dựa theo các ngươi ngọc truyền bá nước luật lệ, một quốc gia cảnh nội, trừ triều đình lễ bộ quản hạt đạo lục viện bên ngoài nhiều gia pháp hữu ban phát đạo sĩ riêng phù lục cũng coi như độ điệp triều đình bên này từ trước thừa nhận đấy bần đạo đi cửa sau chuẩn bị quan hệ bỏ ra trọn vẹn 80 lượng bạc vàng bạc thật mua được độ điệp đừng nói là ngọc chuyển bá nước chính là đại ly kinh thành cũng dám đi cái này kêu là có lý đi khắp thiên hạ thân chính không sợ bóng dáng lệch ra tương đương dùng 80 lượng bạc mua một chương bùa hộ mệnh nếu là không có tầng này thân phận sứ khác đạo sĩ muốn tại bầy quầy bán hàng kiếm tiền chỉ sợ sẽ bị những cái kia nha môn hộ lại quan lại nhỏ cắt mấy lớp ra nữ tử gật đầu cười nói là cực nghiêng phong quan sao cũng không phải là quan nàng họ tiết tên như ý là quỷ vật chỉ có điều cùng cái kia ác quỷ hung thần không dính dáng dưới ban ngày ban mặt đều có thể hành tẩu không ngại chỉ có phụ cận huyện nha thăng đường vang lên quan lại nhỏ cây gỗ gõ mà uy vũ thanh âm nàng mới có thể tránh vào trong phòng đạo sĩ từ trong tay áo lấy ra một tờ túi hoa bánh giao cho cái kia quần đỏ nữ quỷ đây chính là hắn cần tiền trả thứ hai bút tiền thuê rồi mỗi ngày bày xong sạp hàng đều được tốn chút món tiền nhỏ mua điểm kinh thành đặc sắc thức ăn hiếu kính vị này tòa nhà nữ chủ nhân bằng không thì sẽ nàng sẽ làm bừa chuyện ma quái không bị thương người nhưng mà sẽ cả đêm huyên náo tại ngoài cửa sổ lắc lư làm cho người ta không được thanh nhàn đạo sĩ muốn ngủ cái ăn ổn cảm giác đều là hy vọng xa vời thời gian một lúc lâu giữa lẫn nhau thăm dò tính khí hôm nay hai bên coi như là nước giếng không phạm nước sông Bình an vô sự rồi, thậm chí bình thường còn có thể nói chuyện phiếm vài câu. Đạo sĩ Thường Xuyên sẽ cùng nàng thỉnh giáo một ít quỷ vật chi thuộc hành tẩu âm minh trên đường quy củ. Cái này tướng mạo trông có vẻ già đạo sĩ Ngô Đích, nghe nói cũng đã nghĩ kỹ về sau đạo hiệu rồi, lấy cái hài âm liền kêu vô địch. Nàng là âm linh, không để ý ẩm thực, nhưng mà tòa nhà bên này đã có cái tục tử hàng xóm, nhất định một ngày ba bữa, nàng có chút oán giận nói, "Ngô Đích, hôm nay như thế nào muộn như vậy mới hồi, đều đói bụng." tranh thủ thời gian xuống bếp, cho Trương Hầu làm bữa ăn ngon. Hắn đúng là dài vóc dáng thời điểm, cũng không thể lung tung chấp nhận, Trương Hầu lập tức sẽ phải tham gia thi học viện rồi, có thể hay không vỏ phán ở đây một lần hành động, nếu là khảo thi không trúng tú tài, ta liền oán ngươi. Đạo sĩ trời sinh tính khí tốt, không có kiêu ngạo, ăn nhờ ở đậu nha, ngoài miệng liên tục nhận lời xuống, nói cất kỹ ra hỏa cái liền đi nhà bếp khởi công. Vị đạo sĩ này là một cái không bạc đãi chính mình đấy, ưa thích nghèo chú ý ví dụ như là một tô mì đầu, ngoại trừ chuẩn bị tốt rượu gia vị, các loại thêm thức ăn, chỉ là dầu cây ớt thì có 4 năm loại, phối hợp băm tốt hương hành tây tỏi. Liền như vậy một tưới, xì xì rung động, lại nhân lúc còn nóng bưng lên bàn, mùi vị tuyệt. Đạo sĩ đi phòng bếp, tay chân thành thạo, rất nhanh liền làm tốt rồi cả bàn thường ngày đồ ăn, quần đỏ nữ tử giúp đỡ bưng thức ăn lên bàn, một bàn bàn thái như một cái lơ lửng trên không trung nước chảy, bay xuống tại bàn. Nữ quỷ lại đi gọi tới bên cạnh tòa nhà cái kia tên là trương hầu thiếu niên người đọc sách nàng sở dĩ ở đây lưỡng lự không đi chính là vì cái nào đó thề non hẹn biển chiếu cố đối phương người đời sau chuyện được đọc bởi kênh haley audio đến nỗi kinh thành trọng địa chỉ nói phụ cận thì có tòa thị trấn hoàng miếu tại sao lại đối với nàng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt liền dính đến đô thành hoàng trong miếu một vị cấp trên âm thầm đề điểm cùng tòa nhà chỉ cách một cái phố chính là kinh thành hai tòa huyện nha một trong nha thự phía sau có tòa nha thần tử trên bàn cơm đạo sĩ tại khoe khoang mình cùng huyện nha mối phòng điển lại quan hệ không cạn như thế nào tin tức linh thông nói ngày hôm qua tại nha thần từ bên trong triệu khai một trận bên trong nghị sự rất nhanh sẽ có mấy cái dậy mãi không sửa xúc phạm phòng quy trắng sách qua không được vài ngày cũng bị huyện nha lão ra dưới sự giận dữ trục xuất huyện nha rồi bọn hắn đương nhiên có thể sửa cái tên lại tiến vào nào đó phòng mưu sinh cũng không tiêu phí cái ba năm 10 lượng bạc lớp quy cùng cái bàn phí mơ tưởng tại nha thần từ bên kia nghị sự qua cửa ải trương hầu là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền đấy mỗi lần nghe được ngô đích trò chuyện những thứ này có không có đấy thiếu niên đều không kiên nhẫn chỉ là cứng rắn chịu đựng không mở miệng một huyện nha thự ngoại trừ 6 phòng còn có muối thương giản cùng thừa nhận 4 phòng tổng cộng 10 phòng ở chỗ này người hầu sách làm quan lại nhỏ cùng nha dịch lại phân trong danh sách cùng không ở sách đấy cái gọi là không ở sách chỉ là tương đối triều đình mà nói kỳ thật lại phân hai loại phân biệt nắm giữ ở lại phòng cùng các phòng điển lại trong tay cho nên nha dịch số lượng nhiều Động mấy trăm người, chỉ sợ liền cái có thể tính cực kỳ cần chính huyện lệnh, đều không làm rõ được cụ thể nhân số. Có thể cho dù là dựa theo triều đình hạn ngạch thiết trí, ăn công lương kinh chế tạo thư lại, đều chưa nói tới có địa vị gì, thì càng đừng đề cập những cái kia đều thuộc. Về ti tiện nghiệp các phòng điều lớp thành viên, cũng khó trách thiếu niên nắp khí quản phiền những thứ này việc vụn vặt, không dùng được tin tức nho nhỏ. Quần đỏ nữ tử phát giác được thiếu niên không vui sắc mặt, nàng lập tức trừng mắt nhìn đạo sĩ ám chỉ hắn đừng đề cập những thứ này phá hư phong cảnh không thú vị sự vụ. Đạo sĩ nâng chén nhấp một miếng rượu, cười nói, giống ta loại này đi giang hồ đấy, tin tức chính là tài lộ, liền khó tránh khỏi muốn cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, nói trở lại, giống như trương công tử các ngươi những khổ này đọc sách thánh hiền người đọc sách, tự nhiên là chạy kinh thế tể dân, về sau tại triều đình cùng quan trường thi triển khát vọng đi đấy, có thể nếu là biết nhiều hơn chút ít phía dưới môn đạo, cũng là chuyện tốt. Về sau ngày nào đó thật muốn trúng cử rồi, lại tên đề bảng vàng trở thành quan sẽ không đến nỗi bị bên người phụ tá sư gia cùng phía dưới quan lại nhỏ đám tùy tiện hồ lộng qua nếu không cùng nha môn bên ngoài dân chúng cách tầng một nhìn như một môn ngăn cách chính là thiên địa khác biệt thân là đầy đất quan phụ mẫu thân dân quan làm sao có thể đủ chính thức thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn đâu nàng ít thấy gật đầu phụ họa nói ngô đích ngoại trừ biết chút chữ như gà bới mèo ba chân công phu hắn cái này giả đạo sĩ đoán chừng liền tên đều là giả dối thế nhưng là mấy câu nói đó, coi như có vài phần hiểu biết chính xác. Nghề nhiều không áp thân, cùng nhiều tiền không áp tay là một cái đạo lý, tựa như ngô đích theo như lời, biết nhiều hơn chút ít quan trường nội tình, mặc dù không phải là chuyện tốt, cũng coi như không được chuyện xấu. Nói thật, nàng ở tại con đường này mấy trăm năm rồi, có chút thời điểm cảm thấy buồn bực, cũng ngẫu nhiên sẽ đi dự thính nha thần từ hoặc là miếu thanh hoàng bên trong nghị sự, nhưng mà chính thức liên quan đến một huyện dương gian quan trường lưu chuyển nội tình, chỉ sợ nàng hiểu môn môn đạo đạo, còn không bằng cái này sứ khắc đạo sĩ nhiều thiếu niên nhịn không lên tiếng chỉ là cúi đầu ăn cơm hiển nhiên không có nghe lọt chẳng qua là cảm thấy vị đạo sĩ kia ngôn ngữ nói rông dài thích lên mặt dạy đời đạo sĩ kia cũng lơ đễnh hai tay nâng chén trên bàn rượu không trò chuyện phiền lòng sự tình tiết cô nương hai ta đi một cái thiếu niên ăn xong liền đi cùng vị kia tiết tỷ tỷ cáo từ một tiếng lập tức sẽ phải tham gia học chính tự mình trụ trì thi học viện rồi áp lực không nhỏ đạo sĩ thu thập mâm bát đũa thời điểm, cười ha hả hỏi, tiết cô nương, ngươi nói trương hầu là vì cho là ta là một cái bọn bịp bợm giang hồ, vì vậy không thích nghe đạo lý của ta, còn là từ đáy lòng cảm thấy ta nói được không có đạo lý, vì vậy không nghe, hay hoặc giả là đổi thành cái nào đó công thành danh toại người mà nói, đạo lý mới là đạo lý. Nàng nhíu mày, chỉ là rất nhanh lông mày giãn ra, ra vẻ hời hợt nói, trương hầu cũng không phải loại người như ngươi vào nam ra bắc tên giảo hoạt. Thiếu niên tâm tính đơn thuần, ở đâu có thể nghĩ nhiều như vậy, Đạo sĩ mỉm cười nói, đơn thuần hai chữ, chữa khỏi trăm bệnh. Nàng thoáng cái liền không vui. Đạo sĩ lập tức làm sáng tỏ nói, tuyệt đối là cái ca ngợi cách nói. Thu thập qua thức ăn trên bàn ván bát cơm, đạo sĩ tại nhà bếp bên kia bận rộn hoàn tất, tẩy trừ qua tay, run rẩy tay áo, thấy kia tiết cô nương nghiêng dựa vào cửa phòng, mặt mày u rũ bộ dáng. Trung niên đạo sĩ là cá nhân tinh, cười nói, lấy chương hầu học thức, đừng nói là thi học viện trôi chảy, sau đó tham gia thi hương hòa hội thử, chỉ biết một đường gió xuân móng ngựa nhanh, tiết cô nương cần gì lo lắng, tương lai dán thông báo, bần đạo chắc chắn cái thứ nhất chạy tới báo tin vui. Tiết như y nhuẻn miệng cười, hỏi, ngươi cảm thấy trương hầu có thể thuận thuận lợi lợi tên đề bảng vàng sao? Đạo sĩ suy nghĩ một chút, thi đậu tiến sĩ, chắc hẳn vấn đề không lớn. Bần đạo đã từng xem qua trương hầu mấy quyển sách chế nghệ văn chương, dùng bút cây độc, nhất là một tay quán các thể, đoan chính không mất vũ mị mặc kệ lần này kỳ thi mùa xuân ai tới làm tổng giám đốc quan, người nào xem ai ưa thích. Tại tiết như ý dưới sự yêu cầu, đạo sĩ thường xuyên đi kinh thành sách thành phố bên kia, giúp đỡ thiếu niên mua không ít biên soạn, và hiệu đính thành sách trường thi văn chương bài văn mẫu, đạo sĩ làm việc lão cá, từ trong không thiếu lợi nhuận tranh lệch giá. Đạo sĩ đi đến chính mình cửa phòng cửa, nữ quỷ một đường lơ lửng trên không trung dập dành theo đuôi, đạo sĩ móc ra chìa khóa, cũng không sốt ruột mở cửa. Nàng cười nói, trong phòng có cái gì nhận không ra người hay sao? Chẳng lẽ là ngô đạo trưởng Kim Ốc Tàng Kiều? Đạo sĩ một thân tránh khí nói, đêm hôm khuya khoát đấy, rút cuộc là nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ, chung sống một chỗ ở, cần tránh hiểm nghi. Nàng cười khẩy nói, ngươi là đạo sĩ, cũng không phải mỗi ngày chi, hồ, giả, giã đạo học nhà. Đạo sĩ hiên ngang lẫm liệt nói, bần đạo cũng là đọc qua nhiều sách thánh hiền đấy, nếu không có còn trẻ ngộ nhập trong núi, đi lên tu hành đường, đã sớm tranh thủ công danh, đi vào con đường làm quan rồi. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cây viết đồng, vùng vẫy tay cổ tay, tự nhủ, như thế đẹp đẽ thư phòng thanh cung, để chỗ nào tốt đâu. Đạo sĩ ánh mắt sáng lên, lấy nhanh như chớp xu thế mở ra cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, lại nghiêng người duỗi ra một bàn tay, trời xanh trắng trăng, chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì sợ gì lời đồn đãi chuyện nhảm, tiết cô nương mau mau mời đến. Tòa nhà gian phòng rất nhiều, đạo sĩ rồi lại chuyên môn chọn lựa một chỗ phòng nhỏ làm chỗ ở, Dùng lối nói của hắn, chính là tòa nhà có thể lớn, nhưng mà ngủ phòng nhất định phải nhỏ, có thể tụ khí. Xuân khí trở nên ấm áp, trùng tiếng mới xuyên qua xanh biếc song xa. Vào phòng, nàng đem cái kia dầu hồng mạ vàng quấn chi liên chạm rỗng long xuyên quấn chi sáu phương ống, đựng bút, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đạo sĩ lấy ra diêm, nhen nhóm trên bàn một chiếc ngọn đèn. Lúc trước nhà này phủ đệ đại sảnh một bên dùng để tiếp khách trong khách sảnh, để lại cái này cây bút đồng, đạo sĩ là một cái biết hàng đấy, trông mà thèm không thôi. Lúc ấy ngoài miệng lại nói thấy không thèm, chính là gặp được tốt vật, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thưởng thức, thuần túy là thưởng thức. Khi thật nàng còn có một chi chân tàng nhiều năm trúc tiêu, rất có chút ít lâu lắm rồi, khắc dấu có dựng lên lớp xanh biếc minh văn, anh hùng tâm vì thần tiên điều. Đạo sĩ vừa gặp đã thương, nguyện ý ra giá cao mua sắm, cái gọi là giá cao, chỉ là tương đối phố phường người ta chi tiêu mà nói, 200 lượng bạc, nàng cũng không có lỗ tai nghe trên bàn sách đặt để đó nghiêm chỉnh khối ngọc lưu ly thấu kính, bao trùm ở trình bàn lớn trước mặt. Thấy trên bàn có một tệp tinh tế tiểu khải, sao chép kinh thư, nàng nghi ngờ nói, ngươi một cái đạo sĩ, sao chép kinh Phật làm chi? Đạo sĩ cười nói, ngẫu nhiên chịu, dùng để thành thơi. Đạo sĩ di chuyển hai cái cái ghế, giữa lẫn nhau ngồi được rất xa, tiết như ý sau khi ngồi xuống, tư thế ngồi nghiêng, khuỷu tay tựa ở ghế giữa cầm trên tay bên cạnh, liền như vậy nhìn xem người trung niên đạo sĩ kia đạo sĩ bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên hỏi tiết cô nương tối nay bái phòng hàn xá thế nhưng là có cái gì phân phó tiết như y nói ra trâm ngôn nói bà con xa không bằng láng giềng gần ngô đích ngươi nói đúng không theo lý thì là như vậy đạo sĩ gật đầu nói đương nhiên những thứ này lão lý đâu vô cùng nhất có lý rất có nhai sức lực nàng do dự một chút nói ra ta quả thật có một chuyện muốn nhờ hy vọng ngươi có thể đem trương hầu thi tập bản thảo giúp đỡ chuyển giao cho một vị hàn lâm viện học sĩ đạo sĩ nhịn không được cười lên, trầm ngâm một lát, liếc mắt trên bàn cái kia quý báu ống đựng bút, chỉ sợ bần đạo chỉ thấy được lấy người gác cổng, thấy không đến vị kia thân phận thanh quý học sĩ đại nhân đi. Tiết như ý âm u thở dài một tiếng, đạo sĩ trong lòng nghi hoặc, nàng vì sao như thế rối loạn một tấc vuông, chẳng lẽ cứ như vậy hy vọng trương hầu thông qua khoa cử cá chép vượt long môn sao? Nếu nói là cầu cái phú quý, chỉ bằng của cải nhà của nàng, chỉ có thể cam đoan thiếu niên mấy cuộc đời áo cơm không lo mặc dù trương hầu đã là cái thân phận ẩn nấp luyện khí sĩ tương lai trên con đường tu hành đưa thân giữa năm cảnh trước hết thầy cần thiết nàng cũng có thể cam đoan trương hầu không cần phát sầu huống hồ trương hầu như thế còn trẻ muốn bằng vào khoa cử tiến giai căn bản không cần vội vã như thế nữ quỷ tiết như ý cùng thiếu niên trương hầu như thường ngày đều là tỷ đệ tương xứng nhìn ra được trương hầu kỳ thật đối với nàng nữ quỷ thân phận là có chỗ phát hiện đấy nàng tự diễu nói là ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi nếu là bị trương hầu biết được việc này sẽ cả đời oán của ta tại đạo sĩ xem ra thiếu niên là một cái không thể nghi ngờ đọc sách hạt giống rồi lại không coi là cái gì quá tốt tu đạo phôi tử tư chất bình thường không có gì bất ngờ xảy ra rất khó đưa thân động phủ cảnh phàm phu tục tử phú quý nhà sống an nhàn sung sướng chú ý một cái cư trú dưỡng khí di chuyển dưỡng thân thể trái lại luyện khí sĩ vô luận người quỷ tinh quái rồi lại có khác huyền diệu có cái kia cư trú dưỡng thân thể di chuyển dưỡng khí diệu dụng nhìn như ngược lại một con đường riêng hành chi mặc dù không phải là ưu cư trong núi đạo chẳng động phủ chỉ cần lấy một sạch sẽ phòng sáng ngồi vào chỗ của mình kiềm chế tạp niệm làm một niệm vắng lặng thân hình gân cốt không nổi khí huyết rồi lại hộ tống hồn phách làm thần du chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí luyện bách hải giống như kim chi ngọc diệp từ nay về sau thì có tiên phàm trần có khác chỗ này phủ đệ chiếm diện tích lớn nhất là hậu viện nhiều rậm rạp cổ mộc đêm dài vắng người vang lên mấy tiếng đề quyết nữ quỷ đứng lên cười nói ngô đích người coi như ta không nói qua chuyện này tốt rồi đạo sĩ đi theo đứng dậy không có việc gì vạn nhất ngày nào đó cần làm như thế tiết cô nương liền cùng bần đạo thông báo một tiếng đừng nói là một tòa ngưỡng cửa cao cao học sĩ phủ chính là núi đao biển lửa cũng đi được nữ quỷ tự nhiên cười nói ngô đạo trưởng không đi cho những cái kia kinh thành quyền quý làm cái tô vẽ thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi đạo sĩ bất đắc dĩ nói tô vẽ chân chó rất khó nghe, tiết cô nương nói là làm cái chủ mưu, sư gia cũng tốt a, à, nàng thò tay vừa sờ, đem cái kia ống đựng bút một lần nữa thu nhập trong tay áo, khoan thai rời đi. Đạo sĩ ngăn cản không kịp, đành phải trơ mắt nhìn xem con vịt đã đun sôi bay đi. Nữ quỷ một mình hành lang lối đi nhỏ, đi tới hậu viện, leo lên lầu cát, từ nơi này bên cạnh có thể chứng kiến bên cạnh tòa nhà thiếu niên, thư phòng cửa sổ lộ ra ố vàng sáng. Một mảnh trăng kích thích vạn hộ giặt đồ thanh âm, đánh thức vô số xuân khuê trong mộng người. Đạo sĩ thu thập xong trên bàn sao chép kinh thư, mở ra ngăn kéo, lấy ra khắc đao cùng vật liệu bằng đá, bắt đầu mày rũ con dấu, cho trong đó một cặp hình dạng và cấu tạo giống nhau, đã khắc xong lấy tên tàng thư ấn, phân biệt bổ sung hai câu chữ để bên cạnh. Nhiều người thiện thừa hành, nhiều ác đủ để. Thi huệ chớ niệm, chịu ơn chớ. Động tác thành thạo, khắc đã xong con dấu, sau đó đạo sĩ mượn ngọn đèn lật xem một quyển địa phương chí, Ngọc truyền bá nước kinh thành sách vở khắc gỗ cực kỳ phát đạt, ở chỗ này mua không ít sách hay. Xem sách mới, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Lật sách cũ, như tiểu biệt thắng tân hôn. Sao chép sách cần ngồi ngay ngắn, lật xem tạp thư liền tùy ý rồi, đạo sĩ nhách lên chân bắt chéo, lấy ra một nắm hạt dưa, một bên cắn hạt dưa một bên lật giấy. Ngoài cửa sổ lại vang lên một hồi đề quyết âm thanh. Trung niên đạo sĩ, nói lầm bẩm nghìn đời trăm thế hệ, tiêu phí mấy tiếng trong ưu sầu cần cùng đạm bạc, vô quá đau khổ cùng khô. Lần này du lịch, cái này học lục trầm bày quầy bán hàng đạo sĩ, là muốn đến cùng một gia đình, thu một khoản năm xưa nợ cũ. Cho nên trong đó một phương con dấu lấy tên, khắc dấu hai chữ, thu được về. Trần Bình An lấy ra cái kia miếng hồ lô dưỡng kiếm, đi đến cửa sổ, lâu dài ngửa đầu, đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt càng sáng ngời. Nhắm mắt lại, như nghe một trận nhiều năm trước mưa to mưa lớn tiếng. Thiên ngoại bảy tám cái tinh, kinh ngoại ô ven đường có tòa nhà tranh quán rượu áo lông cáo say nằm một cái quý công tử tay chân mở ra trân trọng nâng niu một cây quấn tơ vàng roi ngựa đầu gối lên bên cạnh phụ nhân trên đùi bên lò người tựa trăng tay trắng như sương tuyết mỹ phu nhân ngồi trên mặt đất làn váy như đỏ tươi hoa nở nàng hai tay động tác nhu hòa cúi người giúp đỡ công tử ca nhào nặn mi tâm màn đêm trên quan đạo vang lên một hồi tiếng vó ngựa cầm đầu trẻ tuổi nữ tử cưỡi một thất thần tuấn phi phàm màu xanh thông ngựa đi theo phía sau một đám tư thế hiên ngang kiện tráng thiếu nữ, đều bội kiếm. Hơn nữa đám này tuổi không lớn lắm thiếu nữ, từng cái một hô hấp lâu dài, tuyệt không phải gối theo hoa, người trong nghề nhìn qua liền hiểu được là, cái loại này có thầy giỏi chỉ điểm người luyện võ. Nàng chờ mình xuống ngựa, nhìn xem cái kia trốn ở bên này hưởng phúc quý công tử, khí không đánh một chỗ đến, chân mày lá liễu đứng đấy, giờ lên cao cao roi ngựa trong tay, dùng sức vung lên, cây roi vang như pháo. Ở đây buôn bán rượu Mỹ phu nhân, ngẩng đầu hướng cái kia hưng sư vấn tội mà đến trẻ tuổi nữ tử, thản nhiên mà cười, duỗi ra ngón tay tại bên miệng, nhẹ nhàng hư thanh, ý bảo không cần quấy giày nam tử xuân vây khốn ngủ say. Nữ tử nhìn cũng không nhìn cái kia hồ ly lẳng lơ, nhìn nhiều liếc đều ngại ô uế ánh mắt, nàng chỉ là bước nhanh đi vào quán rượu, một cước trùng trùng điệp điệp đá vào ngủ như chết heo nam nhân trẻ tuổi trên người, cả giận nói, ngựa nghiên sơn, đừng giả bộ chết. Đôi này nam nữ trẻ tuổi, tướng mạo có vài phần tương tự, bị gọi thẳng kỳ danh quý công tử mở mắt ra, ngáp một cái, còn buồn ngủ, ngồi dậy cười hỏi, thì thế nào? Có ai chọc tới ngươi à nha? Chỉ để ý cùng nhị ca nói, cam đoan không có cách đêm kẻ thù. Nữ tử phẫn nộ kia không tranh giành, chẳng lẽ gia tộc tương lai phải dựa vào loại này bại hoại mặt hàng gánh trụ cột sao? Hận không thể một mã tiên đập tại đối phương trên mặt, ngựa nghiên sơn, nhìn một cái ngươi bộ dạng này nát bợm nhậu đức hạnh, cho ngựa triệt dẫn ngựa cũng không xứng. Ngựa Nghiên Sơn cười đùa tí từng nói, biểu đệ mà thôi, từ nhỏ cũng chỉ biết đọc chết sách chết đọc sách, ba tuổi xem lão, thật không là nguyền rủa tiểu tử này, ta cảm thấy được hắn về sau tiền đồ không đi nơi nào. Lui một vạn bước nói, coi như là tiểu tử này đọc sách có tiền đồ, làm được công khanh thì như thế nào, hơn nữa, ta lúc đó chẳng phải thắm hoa lang xuất thân. Ngựa triệt cái này nhóc con, có bản lĩnh liền đi thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên tốt rồi, ta đây cái làm ca đấy, tự mình chịu trách nhiệm cho hắn làm trận tiệc rượu, lục bộ, nhỏ cửu khanh, hắn muốn mấy cái chính ấn quan cho hắn mời rượu. Năm cái có đủ hay không, không đủ lời nói, ta có thể hô 10 cái. Nói đến đây, quý công tử nâng lên cái tay kia cầm kim cây roi cánh tay, quơ quơ, lại nâng lên cái tay còn lại, cười nói, chỉ sợ ngựa triệt không lĩnh tình. Con ngựa kia triệt được công nhận thiếu niên thần đồng, điển hình áo trắng chi sĩ, liền đã có khanh tướng danh vọng cùng cái này cả lơ phất phơ cái gọi là ngựa thám hoa bất đồng ngựa triệt sinh trưởng tại phú quý tùng ở bên trong động tiêu tiền trong thiếu niên đã đọc vạn quyển sách thấy kia nữ tử sẽ phải động thủ đánh người ngựa nghiên sơn đành phải cầu xin tha thứ nói ngựa nguyệt mi hảo muội muội tính ta sợ ngươi rồi rồi nói đi rút cuộc là cái gì rất lớn sự tình đáng giá lao đại giá ngươi tự mình bắt ta về nhà ngựa nguyệt mi trừng mắt khiển trách trong nhà sự tình về nhà nói đi ngựa nghiên sơn mỉm cười nói không có việc gì Tống phu nhân cũng không phải người ngoài. Mỹ phu nhân vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình cũng không dám dính vào các ngươi mã thị việc nhà. Ngọc truyền bá nước kinh thành, ước chừng tại 20 năm trước, đưa đến một hộ họ mã người ta, vừa đến kinh thành, hay dùng giá cao mua một tòa tiền triều tể tướng cũ chỗ ở. Một quốc gia ở trong, cái gọi là nhà phú hào, là phân ba loại cảnh giới đấy. Loại thứ nhất là rất nhiều dân chúng cũng biết, như vậy người có tiền, số lượng rất nhiều, tầng thứ hai cảnh giới, là tất cả dân chúng nghe nói. Liền có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi, mà cuối cùng một loại, là tất cả dân chúng cùng hầu như toàn bộ quan địa phương trận cũng không biết, thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe qua. Mã, ra liền thuộc về cuối cùng một loại, rõ ràng đã phú mà lại quý, rồi lại thanh danh không hiện. Chỉ có đưa thân trong triều đình trụ cột một nắm công khanh tướng tướng, cùng mấy cái trên núi môn phái, mới đúng cái này từ bên ngoài đến gia tộc có chỗ nghe thấy, cụ thể là lai lịch gì, khó bề phân biệt, chỉ có mấy cái không thể nào khảo chứng tin tức nhỏ nhỏ có nói cái này mã ra, là cái kia đại ly vương triều cái nào đó thượng trụ quốc dòng họ túi tiền, cũng nói bởi vì gia chủ đương thời, có một vô cùng có tiền đồ con lớn nhất, lên núi tu hành, cực kỳ thiên tài, tuổi còn trẻ chính là lục địa thần tiên. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, toàn cả gia tộc hãy theo lên như diều gặp gió. Trong kinh thành lớn nhất quán rượu, một tòa tiên gia khách sạn, còn có kinh kỳ nơi này tòa tiên gia bến đò, đều là mã gia tư nhân sản nghiệp, ngoài ra còn có số lượng phần đông ngân hàng, quạng mỏ chỉ là chúng nó đều ghi tạc gia tộc nâng đỡ lên đến các lộ con dối danh nghĩa, có thể là một vị hoàng tử, huyện chủ gia nô, có thể là một vị thị lang ái tử, thủy vận tổng đốc bà con xa. Ví dụ như cái này cả lơ phát phơ ngựa nghiên sơn, thiếu niên lúc liền đã tham gia khoa cử, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng cỡi ngựa trắng, thám hoa kinh thành. Có thể trên thực tế, nhưng là em gái ngựa nguyệt mi thay khảo thi, hắn cái này làm ca ca đấy, được không một cái thám hoa lang thân phận, hôm nay tại hàn lâm viện người hầu, chẳng muốn điểm danh mà thôi đến nỗi khảo hạch, khảo thi không đến trên đầu của hắn. Ngọc chuyển bá nước kinh thành bên này, từ lễ bộ đến hàn lâm viện, từ đầu tới đuôi, không có tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh. Đủ để thấy mã thị uy thế, đến rồi loại nào khoa trương tình trạng. Năm đó cả tộc rời đến Ngọc chuyển bá nước kinh thành, trải qua khoảng 20 năm khai chi tán diệp, bốn đời cùng đường, tăng thêm mấy phòng ở đệ, mới nhất biên tu cái kia bộ tộc phổ đã có hơn trăm người. Tuy là mã ra là người bên ngoài, nhưng muốn nói cầm giữ triều chính, không phải là làm không được, mã ra rồi lại hoàn toàn không có cái ý nghĩ này, kỳ thật nhờ công tại ngựa nghiên sơn, cùng ngựa nguyệt mi đôi này huynh muội chính là cái kia khôn khéo mẫu thân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Ngựa nghiên sơn hít mắt nói, cho ta đoán một đoán, sẽ không phải là hắn, rốt cuộc về nhà đi. Ngựa nguyệt mi giữ im lặng. Ngựa nghiên sơn sắc mặt lạnh nhạt nói, hai chúng ta cứ như vậy cái anh ruột, không phải là đường ca, không phải là biểu ca, danh xứng với thực anh ruột ôi, cùng chúng ta thế nhưng là một cái cha một cái mẹ đại ca nguyệt mi người nói xem đã nhiều năm như vậy rồi từ hai người chúng ta sinh hạ đến tính lên thẳng đến hôm nay hắn gặp qua chúng ta một lần sao ngựa nghiên sơn lắc đầu duỗi ra một ngón tay mỉm cười nói nếu như ta không có nhớ lầm giống như tựa hồ khả năng đại khái một lần đều không có a à. người mặc trắng như tuyết áo lông cáo quý công tử ngả người ra sau nhách lên chân như vậy lo chuyện nhà thật lớn ca đi đâu đâu tìm đi a à. Ngựa Nguyệt Mi mặt đen lên nói ra, ít ở chỗ này nói hưu nói vượn, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Tại nàng trong suy nghĩ, đối với cái kia thậm chí chưa từng gặp qua một mặt đại ca, thủy trung kính như thần minh, nếu không có ngựa nghiên sơn là nhị ca, nàng thật sự một roi quân cờ đập xuống rồi. Kỳ thật huynh muội hai người, đợi đến lúc trận kia quét sạch nửa châu đại chiến kết thúc, thế đạo quay về Thái Bình, bọn hắn trước đây ít năm thì có qua hồi hương tế tổ ý nghĩ, chỉ là bình thường vô cùng yêu thương hai người bọn họ cha mẹ, duy chỉ có tại trong chuyện này, như thế nào cũng không đồng ý, dùng các loại lý do từ chối, chỉ nói cả nhà bọn họ đều rời đi ra đã nhiều năm như vậy, đường xá xa, xa xôi, ước chừng là lo lắng ngựa nghiên sơn cùng ngựa nguyệt mi vụng trộm rời nhà trốn đi, thậm chí nghiêm lệnh đôi này huynh muội không thể tự tiện về quê, nếu không liền ra pháp hầu hạ. Hai người bọn họ, cùng cha mẹ nhiều lần nói ra mấy lần, cũng không có tác dụng, cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Bởi vì trong nhà có tòa tiên ra bến đỏ, còn có hai cái đi về phía nam bên cạnh chạy thương mậu tư nhân độ thuyền vì vậy có thể thường xuyên tiếp xúc cái kia loại trên núi công báo. Vì vậy về nguyên quán chỗ chính là cái kia quê hương, huynh muội hai cái đều là tò mò, chẳng qua không giống với đối với này tòa ly châu, động thiên tâm thần hướng tới em gái ngựa nguyệt mi, ngựa nghiên sơn đối với những cái kia trên núi thần thần đạo đạo, cũng không có hứng thú, cái này chơi bởi lêu lồng bợm nhậu tay ăn chơi, hắn duy nhất tò mò sự tình, còn là cái kia bắc nhạc núi phi vân dạ du tiệc, ngựa nghiên sơn muốn tự mình tham gia một lần, gặp một lần việc đời đã biết đủ. Ngựa nghiên sơn đứng lên, cười nói, được rồi được rồi, trở về cùng cha mẹ nói một tiếng, đêm nay khẳng định về nhà ở. Nếu là hai canh giờ bên trong không có thấy bóng người của ta, liền phái người, đến cắt ngang chân của ta. Ngựa nguyệt mi quay người rời đi, ngựa nghiên sơn vụng trộm hướng một vị cưỡi ngựa bội kiếm thiếu nữ nháy mắt ra hiệu, nàng mặt không biểu tình, rồi lại lập tức đã trúng ngựa nguyệt mi hung hăng một roi quân cờ. Thiếu nữ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái rãnh máu, thiếu nữ như cũ không chút sức mẻ, Ngựa Nghiên Sơn đối với cái này cũng là thờ ơ, đợi đến lúc các nàng dục ngựa đi xa, một lần nữa nằm lại sàn nhà, thuận miệng hỏi, "Ta cái kia ca ca, rất lợi hại phải không?" Mỹ phu nhân Vũ Mị mà cười, gật đầu nói, "Đương nhiên. Lợi hại được thật sự là không thể càng lợi hại a." À. Nói đến đây, nàng ánh mắt hoảng hốt, âm u thở dài một tiếng, đáng tiếc thủy chung không thể thấy một mặt. Nàng là bổn địa sơn thần. Núi tên gãy tai, dựa theo hôm nay sơn thủy ra phả, nàng là thất phẩm thần vị tại một cái phiên thuộc trong nước, trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Ngựa nghiên sơn ánh mắt hoảng hốt nói, nếu là thân ca ca, vì sao chúng ta làm tốt lắm, mặc kệ, làm được hư mất, cũng mặc kệ đâu. Nàng cười giải thích nói, dựa theo trên núi lời nói, vào núi tu đạo, lục thân duyên ít, không thích hợp liên lụy qua sâu. Ngựa nghiên sơn ha ha một tiếng, nói thẳng lục thân không nhận chứ sao. Nàng do dự một chút, cúi người, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng xoa nắn ngựa nghiên sơn huyệt thái dương nhỏ giọng nói, loại này hơn dỗi lời nói, về sau còn là không cần nói. Đôi này huynh muội chính là cái kia đại ca, đối với nàng loại này tiểu quốc sơn thần mà nói, quả thực là cái loại này xa cuối chân trời, cao không thể chạm tồn tại. Một cái hơn 40 tuổi ngọc phát cảnh, ván đã đóng thuyền tiên nhân cảnh, tương lai thậm chí có thể là phi thăng cảnh. Một châu trẻ tuổi 10 người đứng đầu bảng đâu. Tại hắn bờ mông phía sau, có phong lôi viên nguyên anh cảnh kiếm tiên lưu bá kiều, có chân cảnh tông vị kia tiên nhân lưu lão thành đệ tử đích truyền, còn có một vị hôm nay quan hồ thư viện trẻ tuổi phó sơn trưởng. Đây không phải cao không thể chạm là cái gì. Nhất không thể tưởng tượng đấy, còn là người này vậy mà có thể sắc lệnh rất nhiều viễn cổ thần linh. Nàng đều lo lắng, ngày nào đó thật sự có may mắn nhìn thấy đối phương. Một lời không hợp, chính mình câu nào nói được kém. Khả năng đối phương đánh cho búng tay, nàng kim thân ngay tại chỗ nứt vỡ rồi. Phát giác được phụ nhân rất nhỏ khác thường, ngựa nghiên sơn một lần nữa ngồi dậy. Từ nàng dưới làn váy bên cạnh thật vất vả lấy ra một bầu rượu, phụ nhân khanh khách cười không ngừng, hắn ngửa đầu đổ một miệng lớn tiên ra rượu cất, rũi ra ngón cái, lau khóe miệng, nghe nói qua, ta cái kia đại ca, tính khí không tốt nha, là cả châu đều biết sự thật, nghe nói hắn tại này tòa binh ra tổ đình tu hành thời điểm, tính cả cửa cũng không buông tha, bị hắn phế bỏ nhiều cái cái gọi là tu đạo thiên tài, chính là cái phòng chữ thiên gây tai họa tinh. Ở chỗ này giả trang cô rượu phụ nhân sơn thần nương nương, nhẹ giọng cười nói, có như vậy một cái đại ca, là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nghiên mực núi nghe ta câu khuyên thật muốn gặp mặt ngàn vạn chớ cùng hắn bực bội a à. ngựa nghiên sơn ngoảnh mặt làm ngơ chẳng biết tại sao lộ ra lo lắng không yên phụ nhân nghi ngờ nói làm sao vậy ngựa nghiên sơn cua bầu rượu ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm người nói sáng mai sẽ trời mưa sao phụ nhân che miệng cười nói chắc chắn sẽ không ngựa nghiên sơn lẩm bẩm nói nhưng mà một ngày nào đó nhất định sẽ xét đánh trời mưa đúng hay không nếu không có bình thường khách uống rượu nói như thế lời ngu ngốc, vị này sơn thần nương nương cũng liền chỉ làm không nghe thấy rồi, nhưng mà nàng rất rõ ràng, cái này nhìn như bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa ngựa nghiên sơn, thật không đơn giản. Chỉ nói Tây Nhạc Thái Tử Chi Núi Sơn Thần, cũng chính là tống phu nhân cái vị kia người lãnh đạo trực tiếp, liền đối với ngựa nghiên sơn rất coi trọng, thường xuyên lén lút mở tiệc chiêu đãi người này. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, trời mưa khẳng định sớm muộn sẽ trời mưa, nhưng mà chỉ cần có như vậy một thanh lớn cái dù chống đỡ, đừng nói là đậu nành lớn nhỏ hạt mưa, coi như là bầu trời xuống đao cũng không sợ. Ngựa nghiên sơn sắc mặt vẫn như cũ che kín hơi mù, bó lại áo lông cáo cổ áo, thấp giọng mắng, đồ chó hoang rét tháng 3. Tuy rằng ngựa nghiên sơn cả ngày lưu lạc bụi hoa, có tiếng xấu, so với cái kia nhìn như thông minh em gái, tại đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối, trực giác càng thêm nhạy cảm. Nói thật, ngựa nghiên sơn là đem em gái ngựa nguyệt mi làm cái kẻ đần đối đãi đấy, có thể nàng cuối cùng là đồng bào của mình em gái tính khi kém còn kém ngựa nghiên sơn một mực không cùng nàng so đo cái gì ngựa nghiên sơn nhớ kỹ chính mình khi còn bé có lần đêm khuya tản bộ men theo ngọn đèn đi ngang qua phụ thân thư phòng phát hiện cha mẹ giống như đang tại bên trong đàm luận tình phụ thân chẳng biết tại sao nổi trận lôi đình liên tục mắng to cầu tạp chủng một cái nên chết sớm sớm siêu sinh nhỏ tiện chủng đạp cái gì cứt chó lại có thể leo lên trên một cái sơn quân càng nói càng khí còn trực tiếp rớt bể một cái giá cả xa xỉ quan hầm lò ống đựng bút mẫu thân liền lên tiếng oán trách một câu, 300 lượng bạc đâu rồi, cứ như vậy đập không còn, phá sản so với kiếm tiền bản lĩnh lớn. Sau đó mẫu thân liền bắt đầu bố trí khởi cái kia họ ngụy đấy, không phải là cái vật gì tốt, dựa theo truyền quay lại tin tức, giống như chỉ là chấn hồng trúc phụ cận kỳ đôn sơn làm thổ địa ti tiện xuất thân. Một cái đứa nhỏ, lúc ấy liền yên lặng ngồi xổm góc chân tường bên kia, vảnh tai. Khả năng năm đó dọn nhà, giống như là tại trốn cái gì. Nhất là trước đây ít năm, cha mẹ loại này lo nghĩ, liền rõ ràng hơn. Bởi vì tiên gia khách sạn cùng bến đò, bắt đầu có người chuyên môn chịu trách nhiệm sưu tập đại ly cố Long Châu tin tức, về núi Phi Vân cùng ngưu giác độ tin tức, chẳng phân biệt được lớn nhỏ chi tiết, đều bị bí mật ghi chép có trong hồ sơ. Theo lý thuyết, đây là không hề có đạo lý sự tình. Mã ra nội tình, ngựa nghiên sơn rõ ràng hết mức, phụ thân cực kỳ am hiểu kinh doanh chi đạo, trời sinh chính là làm thương nhân nguyên liệu, mẫu thân cũng là vô cùng có ánh mắt cùng quyết đoán đấy, thậm chí nhiều khi nếu so với phụ thân càng có chủ kiến dùng ngựa nghiên sơn mà nói nói chính là đặc biệt giải quyết kinh thành đám đó phẩm chất đầy đủ cao cáo mệnh phu nhân số lượng sẽ không nhiều chưa đủ một tay số lượng rất lớn phú đại quý hôm nay cách nàng tuy nhiên cũng mơ hồ duy như thiên lôi sai đâu đánh đó hắc như thiên lôi sai đâu đánh đó cái này cách nói tốt hay lắm nếu không phải ra hắn như vậy cái ưa thích gây chuyện thị phi con bất hiếu thật sự đỡ không đứng dậy đoán chừng các loại thế lực bàn căn giao thoa mã ra đã sớm từ ngọc truyền bá nước phía sau màn đi đến trước sân khấu rồi đương nhiên cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có mấy cái gia tộc tông phòng bên ngoài bàng chi đệ tử giống như liền hắn cũng không bằng ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ tinh thông thậm chí còn gây ra không ít người mệnh nhiều năm như vậy hắn không thiếu giúp đỡ chùi đít còn có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình hắn chỉ là giả vờ không biết mà thôi ví dụ như kinh kỳ nơi một chỗ hoàng trang một mình cài đặt một chỗ lao ngục chuyên môn dùng để giết người tìm niềm vui đấy một đám ngọc truyền bá nước Kinh thành Hào phiệt đệ tử, còn có thể thường xuyên tổ chức cái gọi là mùa thu thú, cả đàn cả lũ đi phía nam mấy cái tiểu quốc cảnh nội, ngay tại chỗ quyền quý đệ tử dưới sự dẫn dắt, cưỡi ngựa vác cung, chuyên môn chọn lựa những cái kia hương dã thôn xóm, hoặc giơ tay chém xuống, hoặc dương cung bắn tên. Sau đó địa phương quan phủ hay dùng mã phỉ giặc cỏ danh nghĩa kết án, thậm chí còn có thể cùng triều đình lừa gạt một khoản dùng để luyện binh quân lương. Đám này quyền quý chính giữa thì có hai cái họ Mã bảng trì đệ tử ngựa nghiên sơn đã từng thấy tận mắt qua một gia thân rất tốt nhu nhược thiếu niên nguyên bản đại khái có thể coi như là cái cùng nhà mình ngựa triệt không sai biệt lắm đọc sách hạt giống đi từ khi hắn đã tham gia một trận cưỡi tiên ra độ thuyền đi xa mùa thu thú về sau thiếu niên sẽ cùng người đối mặt ánh mắt liền trở nên lăng lệ ác liệt dị thường em gái ngựa nguyệt mi đối với cái này còn kỳ quái ấy nhỉ ngựa nghiên sơn cũng chỉ vui đùa nói là thiếu niên đến rồi thời điểm sẽ thông suốt có cái gì kỳ quái đâu không tin Ngươi xem hắn hôm nay xem nữ tử vẫn chỉ là xem mặt sao. Đều xem bộ ngực đít đâu lớn chân dài rồi. Mã ra ở kinh thành cũng không trói mắt, năm đó tỉ mỉ chọn lựa tòa nhà chỗ đường đi, kỳ thật đều là chút ít tổ tiên rộng rãi qua người xa cơ thất thế mà thôi, thậm chí rất nhiều trở thành 20 năm hàng xóm láng giềng, cũng chỉ là đem mã ra ngộ nhận là một cái có chút vốn liếng nhà giàu mới nổi, bình thường ở chung đứng lên, khả năng đều không nhìn chúng chỉ là có mấy cái tiền dơ bẩn mà thôi mã ra. Nhưng mà mã ra cửa phủ dán tô màu thần giữ cửa, gia tộc cung phụng tu sĩ, Đám đó không phải là bảy cảnh chính là sáu cảnh mấy vị hộ viện quyền sư. Ngựa Nghiên Sơn mơ hồ tính toán qua, liền mã ra trong tối ngoài sáng nội tình, đừng nói đối phó cái ngọc chuyển bá nước trên phương diện làm ăn đối thủ hoặc cừu địch, chính là bình định một tòa bò bình châu trên núi Tam Lưu Tiên phủ, đều vậy là đủ rồi. Ngựa Nghiên Sơn thu hồi lộn xộn suy nghĩ, thỏ tay vỗ vỗ mỹ phu nhân hai má, núi tên sửa đổi một chuyện, ta nhất định sẽ giúp bận bịu đấy. Vị này sơn thần nương nương vẫn cảm thấy gãy tai núi không dễ nghe muốn đổi tên là khom lưng phụ nhân không phiền một ngược lại cười thì lễ vạn phúc cùng ngựa nghiên sơn gửi tới lời cảm ơn ngựa nghiên sơn đi ra quán rượu ngón cái chống đỡ ngón trỏ thổi một tiếng huýt sáo rất nhanh liền chạy đến một thớt không có dây cương đỏ thẫm sắc tuấn mã say khướt quý công tử thành thạo lên ngựa trong tay kim cây roi trùng trùng điệp điệp một ném tại trên quan đạo phóng ngựa chạy như điên gãy tai sơn từ miếu phụ cận một ngọn núi lĩnh có một thanh niên ngồi ở một gốc cây cổ tùng trên nhánh cây bên cạnh, nhìn xem phương xa chân núi quán rượu, chi kia đội kỵ binh đã đến lại đi, cuối cùng là vị kia áo lông cáo công tử phóng ngựa dơ roi Hắn đứng lên, tầm mắt rộng rãi, gãy tai núi xưa nay lấy thế núi cao vút sưng tại triều đình và dân gian, xung quanh dãy núi thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Núi xa kéo dài, như triều đình hướng sĩ ôm thước ngọc, gần núi xinh đẹp cung nữ ván trần phát. Thân này như tại cự hải ở bên trong, màu xanh sóng ngang đầu khôi phục cúi đầu. Cái này lần thứ nhất đặt chân ngọc truyền bá nước núi sông bản đồ thanh niên, một thân một mình, hai tay ôm lấy cái ót, trông về phía xa này tòa ngọn đèn dầu như ban ngày phồn hoa kinh thành. Hắn giật giật khóe miệng, tự nhủ, bất diệt phải không mục nát lồng giam, vĩnh sinh là vĩnh sinh đại giới. Thân hình lóe lên rồi biến mất. Chân núi quán rượu bên kia, Mỹ phu nhân đang tại đóng cửa, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới nam tử trẻ tuổi, vũ mị cười nói, khách quan, xin lỗi, quán rượu muốn đánh dương rồi. Thanh niên cười nói, nếu là mở cửa buôn bán, không kém cái này trong chốc lát. Phụ nhân nhíu mày, nếu không có nhìn không ra đối phương đạo hạnh sâu cạn, nàng còn không hiếm có điểm ấy tiền thưởng. Trên mặt nặn ra cái dáng tươi cười, công tử, quán rượu là nhỏ, rượu rồi lại quý. Thanh niên gật đầu nói, giá cả đắt nữa cũng không sợ, tống phu nhân đều ghi tạc ngựa nghiên sơn trương mục tốt rồi. Phụ nhân tâm siết chặt, một cái giày theo không dễ dàng phát giác mà nhẹ nhàng mũi chân nghiền đất, cùng gãy tay sơn từ miếu cung phụng cái kia cỗ kim thân qua lại dẫn dắt thanh niên chậm rãi đi về phía trước hướng đi quán rượu chẳng qua là khi hắn dịch bước cước thứ nhất rơi xuống đất sơn thần nương nương liền kinh hãi phát hiện mình cùng từ miếu đưa thân đã mất đi liên hệ thanh niên cùng thân thể kia cứng ngắc sơn thần nương nương gần gặp thoáng qua thời điểm hắn đột nhiên vươn tay cánh tay kéo lại cổ của nàng liền như vậy đem nàng hướng sau kéo túm mà đi đi vài bước ước chừng là ghét bỏ đối phương vướng víu nhẹ nhàng đẩy mỹ phu nhân đập trong cửa hàng thanh niên đi vào cửa hàng đặt mông ngồi tại chỗ một tay vịn trên đầu gối lại phất phất tay tranh thủ thời gian đấy nấu hai ấm cửa hàng đắt tiền nhất rượu đầu năm càng lâu càng tốt chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio phụ nhân lay động đứng dậy trong lòng run sợ rung giọng nói tiểu thần gãy tai núi tống du xin hỏi tiên sư tên húy ta vận khí không tệ đầu tốt thai cùng ngựa nghiên sơn cùng họ thanh niên nhếch miệng cười nói xem tại ngươi theo ta cái này bảo bối em trai quan hệ tốt như vậy mức độ liền trực tiếp gọi ta là tên tốt rồi, Mã Khổ Huyền. Tống Du sắc mặt trắng bệch. Mã Khổ Huyền hỏi, như thế nào, còn muốn ta tự mình nấu rượu mời người uống. Tại gãy tai sơn thần vội vàng nấu rượu thời điểm, mặt hướng cửa hàng cửa chính bên kia Mã Khổ Huyền, một tay chống cầm. Hắn chết chết nhìn chằm chằm vào bên đường sinh trưởng rậm rạp tùng tùng cỏ dại. Nếu là hắn sẽ không đến ngọc truyền bá nước kinh thành, đoán chừng cũng chỉ có thể nhặt xác đi. Nói đến thú vị, hẻm hạnh hoa hắn, cùng cái kia hẻm nê bình họ trần kẻ quê mùa, một cái bạn cùng lứa tuổi trong mắt kẻ đần, một cái chỉ sợ tránh không kịp tạo bà tinh điểm xấu, về sau lại là không sai biệt lắm thời điểm rời khỏi quê hương, giống như đời này đều thích làm đi xa, bọn hắn ở lại quê hương năm tháng ngược lại không nhiều lắm. Thù mới biến hận cũ, oán như cỏ xuân, kẻ lãng tử càng đi xa hơn hoàn sinh. Vừa giống như có một vò cất vào hầm khoảng 40 năm rượu lâu năm, bị người nào đó bày đặt tại một cái bàn trên, đối ẩm hai bên, có nguyện ý hay không uống đều được uống, kẻ say hẳn phải chết người tỉnh thì sống. Kinh chập thoáng qua một cái, đấu chỉ đinh, xuân phân buông xuống, đấu chỉ nhâm. Đình viện yên tĩnh, nhàn nhạt gió mênh mông trăng, bị đạo sĩ gọi là tiết cô nương quần đỏ nữ quỷ, tối nay đổi lại một thân thanh lịch quần trắng, đến bên này ngắm hoa. Dù sao nữ quỷ cũng là nữ tử, trong phòng quần áo nhiều, tràn đầy mấy dương lớn. Chẳng qua nàng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi mà thôi, cùng cái loại này nữ trang điểm vì người mình thích, không có một viên đồng tiền quan hệ dù sao người trung niên đạo sĩ kia luận tướng mạo thiệt tình chưa đủ nhìn lại là cái rơi tiền trong mắt ra không được tục không chửi được tầm thường nam nhân bức tường trong hoa nở đầy đất trong nội viện còn có một thế bàn đu dây nàng ngồi ở trên ván gỗ hai tay dắt lấy dây thừng mũi chân điểm một cái mặt đất lại lơ lửng trên không trung một trận bàn đu dây liền nhẹ nhàng lay động đứng lên kỳ thật tại đạo sĩ vào ở trước tòa nhà đã sớm hoang phế bụi cỏ dại sinh con rắn chuột chạy trốn hôm nay nhưng là khắp nơi ngay ngắn trật tự, hoa nở đầy viện, tranh, dành phương đoạt tươi đẹp. Cái kia làm lớn nhất công thần trung niên đạo sĩ, giờ phút này chính ngồi sổm bậc thang đỉnh, một tay bưng chỉ chứa đầy nào đó thảo dược nấu thành nước bát trắng, một tay cầm trong tay cán cây gỗ bàn trải, ở đằng kia trả lau hàm răng, ngẫu nhiên ngẩng đầu, yết hầu ừng ực rung động, lại một cái nhổ ra nước, một lần nữa rửa sạch hàm răng. Nàng hỏi, cũng chỉ là cây bồ công anh nấu thành nước canh, dùng để tẩy răng, thật sự có người nói được như vậy mơ hồ. Có thể giúp người củng cố răng răng, cường tráng gân cốt. Bồ công anh như cỏ dại bình thường, biệt sưng hoa cúc lang, chúng nó tùy ý sinh trưởng tại đá há gạch trong khe hở, trên đời hoa cỏ đồ tập, tập tranh, giống như cũng không hiếm có vẽ lục vật ấy. Lừa ngươi làm chi, có tiền kiếm sao? Đạo sĩ vừa mới ngửa đầu ực một hớp nước, lúc này dùng sức gật đầu, mơ hồ không rõ nói. Nếu là dựa theo phương thuốc luyện chế thành một loại trên núi tiên gia còn thiếu đan, dâu tóc bạc trắng tuổi 70 lão nhân bội phục, đều có thể tóc trắng còn màu đen, răng rơi sống lại, thanh tráng nam tử ăn, canh không được, hiệu quả thật tốt, giống như trương hầu như vậy đấy. Tuy nói chính trực thiếu niên, thế nhưng là thường xuyên thắp đèn chịu đựng đọc sách đêm, phục dụng đan này, tai mắt thanh minh, cường tráng gân cốt, hoàn toàn không nói chơi. Tiết như ý cười ha hả nói, thật vừa đúng lúc, đạo trưởng vừa vặn trong tay có như vậy một lọ bí mật chế tạo đan dược, đúng không? Chính là giá cả không rẻ, chẳng qua người quen có thể giảm giá một nửa không có đâu rồi trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình đạo sĩ nghiêng đầu phun ra một ngụm nước đem cái kia cây mộc bàn trải nghiêng đặt ở bát trắng bên trong đặt ở bên chân lắc đầu nói tiết cô nương còn nhớ rõ trước đó vài ngày cháo đồ ăn sao còn nói tươi mới ăn ngon đâu rồi hỏi thăm bần đạo là cái gì rau xanh ấy nhỉ bất quá khi lúc bần đạo bán đi cái chỗ hấp dẫn cố ý cũng không nói gì phá kỳ thật chính là chỗ này cây bồ công anh đầu xuân lá mầm rồi chỉ cần vào trách nhiệm sáp quen thuộc lại dùng bần đạo bí mật chế tạo tương ớt Dầu vừng hơi chút một trộn lẫn, lấy ra liền gạo trắng cháo ăn, đặc sản miền núi biển sai cũng không có cách nào so với đấy. Tiết Như ý gật gật đầu, tại Khao Ngũ Tạng Nghiếu trong chuyện này, vị này đạo trưởng vẫn rất có mấy tay đấy, hơn nữa đều không quá tiêu tiền. Đạo sĩ thử dò hỏi, nếu Tiết cô nương thành tâm, ta có thể men theo cái kia tờ phương thuốc luyện chế một lò đan dược, Trương Hầu muốn thông qua thi học viện, gần nhất đọc sách quá cực khổ, được bồi bổ, tiếp qua đoạn thời gian, cây bồ công anh có thể đã già rồi đan dược hiệu quả sẽ không có tốt như vậy. Tiết như ý mắt liếc, quanh co lòng vòng lượn lớn như vậy cái vòng tròn luẩn quẩn, ngươi còn không phải là muốn từ ta trong túi quần lừa gạt tiền. Không cần người bên cạnh thúc đẩy, một trận bàn đu dây tự hành lắc lư, một cao một thấp, nàng liền nhìn xem những cái kia cao thấp hoa hủy cỏ cây. Lờ mờ nhớ tới rất nhiều năm trước, tường đỏ vàng mai vàng, cực kỳ xinh đẹp. Dựa theo vị đạo sĩ này lời nói, một người may mắn sinh gặp thịnh thế, chăm lo có thể quên, nếu là lại tinh thông gieo trồng hoa cỏ chi thuật, tựa như bốn mùa đều xuân, có thể khiến cho người không biết lão chi tướng đến. Vì vậy một tòa đình viện, bị đánh lý được ngay ngắn rõ ràng, hoặc mà thực hoặc bồn hoa, hoa cỏ sum xuê, mùi thơm ngát sông vào mũi, bất đồng hoa loại, thứ tự hoa nở, hoặc đậm đặc mà không yêu, hoặc nhạt mà không lạnh. Tòa nhà đình viện bên này, chỉ là bị đạo sĩ làm nghênh xuân chậu cung cấp, là hơn đạt hơn 7-8 loại, ngoại trừ tùng trúc mai ngoài, còn có mấy chậu bị đạo sĩ nói thành là nghênh xuân chủ xoái hoa mấy câu ngược lại là nói được xinh đẹp, kỳ thật chính là bị đạo sĩ xuất ra đi bán lấy tiền mà thôi. Ví dụ, như trong đó có một chậu không biết sĩ từ đâu đưa đến vốn ban đầu hoa hủy, thân cảnh thôi như nữ tử cánh tay, bộ phận đã chóc ra rõ ràng, lão cây nổi lên như rồng móng vuốt, thua bởi một cái hồng sa trong chậu, qua đời kém cỏi y nghiêng hình dáng tướng mạo. Dù là chỉ là người thường, tiết như ý cũng biết cái này bồn cây cảnh, không lo ra giá cao người mua. Cái kia mấy quyển bị đạo sĩ nói thành là cuối xuân hoa mà trồng cây thực dược, trồng tại hướng mặt trời chỗ, trời đông giá rét lúc, đạo sĩ còn từng đặc biệt vì chúng nó chăn nệm rơm dạ. Năm nay vào xuân về sau, đạo sĩ đều từng ngày tưới nước, tại này mầm trước, hắn còn từng đặc biệt tưới phân nước bón phân một lần, lúc ấy thấy được tiết như ý thẳng cao mày. Tiết như ý liếc mắt chỉnh tề bày đặt tại góc tường cái kia mấy cái chậu hoa, cành dài nhỏ, hơi mặn tính, hoa nở vàng nhạt. Rất nhiều bồn cây cảnh tại trong nội viện đến đi đi, đại khái đều bị đổi thành từng viên một bạc vụn. Duy chỉ có hoa này, sau khi xuất hiện sẽ không động đậy một chậu, có thể là vị đạo sĩ kia đặc biệt ưa thích, đương nhiên càng có thể là bán không xuất ra giá tốt, liền dứt khoát không bán rồi. Nàng, đưa tay chỉ, hỏi, ngươi là nhất trung tình cái kia mấy chậu kim đai lưng. Hoa này có một càng thông tục đích danh sưng, nghênh xuân hoa. Đạo sĩ ngẩng đầu liếc mắt góc tường bên kia, gật đầu nói, bần đạo tại hoa và cây cảnh như tên đẹp trai binh tướng, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt hoa này trước tiên nghênh xuân nở hoa có thể đoạt tại hoa mai chi trước đâu rồi hơn nữa nở hoa đã nhiều hoa kỳ lại dài lâu vì vậy bần đạo thích nhất hoa này không có một trong nàng không tập trung hỏi ngô đích ngươi tên thật tên gì trung niên đạo sĩ mỉm cười nói xung đột hiền trông thấy chi thấy thánh hiền chi hiền nàng sững sờ như vậy thẳng thắn thành khẩn sao đạo sĩ thành khẩn đề nghị tiết cô nương về sau có thể gọi ta là tên đầy đủ mặc niệm hai lần tên xung đột hiền trần kiếm tiên rốt cuộc trở lại vị đã đến tiết như ý xì một tiếng khinh miệt trong mồm chó nhà không ra ngả voi sẽ không một câu nói thật ngô đích vô địch xung đột hiền trần kiếm tiên trung niên đạo sĩ cười nói hảo hảo đấy làm gì vậy mắng chửi người bần đạo hôm nay cũng chính là lớn tuổi tu tâm dưỡng tính công phu tăng trưởng đặt tại bần đạo trẻ tuổi khí thịnh lúc ấy cứ phải với người nói róc nói róc nhất là ghét ác như cửu thiếu niên năm tháng a à, thật sự là danh xứng với thực lừa gạt quỷ tiết như ý chẳng muốn phản ứng cái này gốc hỏi một mực không có hỏi người tới kinh thành bên này làm cái gì ôn chuyện ôn chuyện tìm ai thân thích phương xa thân thích còn là trên giang hồ biết bằng hữu tại bên ngoài lăn lộn không xuất ra sân phơi ý định tìm được trên bằng hữu kiếm miếng cơm ăn cùng một chỗ kết hội gạt người tự xưng xung đột hiền đạo sĩ lắc đầu cười nói cũng không phải tiết như ý thoáng cái liền hứng thú cười dỡ nói dù sao sẽ không là trả thù đến A. À. Nàng quay đầu mắt nhìn đạo sĩ, có thể là cảm giác mình cái này cách nói rất có thú. Nàng buồn cười, phối hợp cười rộ lên, chỉ bằng ngươi. Cái kia mấy tay không nhập lưu trữ như gà bới, ngay cả ta đều dọa không được. Thật muốn cùng người gây hấn ẩu đả, ngươi đánh thắng được mấy cái thanh tráng. Đạo sĩ cười nói, ngươi không có nhìn thấy ta mỗi ngày sáng sớm cùng buổi tối, đều luyện quyền tẩu thung. Căn bản không cần phép tiên, tay không đánh hai ba cái thanh tráng nam tử, căn bản không thành vấn đề nàng lướt mắt liền như vậy tới tới lui lui đi vài bước quyền pháp kinh thành tất cả lớn nhỏ võ quán mười mấy cái đoán chừng tùy tiện sách ra cái võ kỹ đều có thể đem ngươi đánh ngã đi nói một chút coi nếu thật là trả thù ta có thể giúp ngươi bày mưu tính kế nói không chừng gây ra án mạng đến ta còn có thể giúp ngươi yểm hộ chạy trốn nàng cũng là xem náo nhiệt không chế lớn đấy đạo sĩ lắc đầu nói tiết cô nương cũng đừng đoán mò ôn chuyện mà thôi ầm ầm đánh đánh giết giết đấy không phải là ta đây loại thân thế trong sạch lương dân gây nên. Nếu như không phải là bị hắn sớm đã biết mã ra nào đó cái cọc lâu dài mưu đồ, nhất định sẽ sớm hơn đi tới Ngọc truyền bá nước bên này ôn chuyện. Đương nhiên hai bên sớm đi thời điểm gặp mặt cũng không ý nghĩa, vô cùng có khả năng trả thù không được, ngược lại bị kẻ thù cho trảm thảo trừ căn rồi. Hộ Tống Lý bảo Bình bọn hắn đi hướng Đại Tùy Thư viện sau đó, lần thứ nhất Nam du bảo Bình Châu liền từng cùng mã khổ Huyền tại Tha Hương gặp gỡ, còn đánh một trận thế sự khó liệu, chưa từng nghĩ lần thứ hai du lịch kiếm khí trường thành, sẽ ở bên kia lưu lại lâu như vậy. Đợi đến lúc thành công phản hồi hạo nhiên thiên hạ, khởi tông môn, xây dựng hạ tông, mượn sơn thủy bổ sung địa khuyết, đi thiên ngoại luyện kiếm. Tiết như ý không khỏi nói câu, chó cắn người chưa bao giờ gọi là, ta cảm thấy được loại người như ngươi, nhìn là khối mềm mì vắt, có thể nếu là nảy sinh ác độc đứng lên, giơ tay chém xuống, đích thị là cực lòng dạ độc ác rồi đạo sĩ thần sắc tự nhiên, cười nói, thế gian thăng trầm, yêu hận tình cừu, đều như chậm rãi cất rượu, chỉ có vạch trần bùn phong uống rượu lúc, nhất định thống khoái, phải là uống thả cửa. Tiết như ý quay đầu, đáng sợ. Đạo sĩ cười nói, không sợ trời không sợ đất người, chưa từng thiếu đi. Nàng không khỏi nhớ tới phụ cận cái kia huyện nha bên trong làm quan đấy, thì có bí mật cho vay nặng lãi đấy, đồng thời buôn bán muối lậu đấy, đương nhiên làm quan sẽ không tự mình đi làm, đều có tâm phúc nanh vuốt làm cái này bẩn sống, hơn nữa có chỗ dựa, chỗ dựa chỗ dựa, hình như là một vị hình bộ thị lang, đến nỗi vị này thị lang đại nhân chỗ dựa là ai, nàng cũng không rõ ràng rồi, thượng thư đại nhân, hoàng đế bệ hạ, hoặc là một vị trên núi tu đạo thành công thần tiên. Tiết như ý hỏi, người nói bọn hắn đều như vậy có tiền, làm sao lại không biết thu tay lại. Kiếm gặp mấy cuộc đời đều tiền tiêu không hết, trong nhà đều đắp ra bạc núi đi. Trần Bình An cười nói, nhiều cái cái gọi là trinh phạt băng nhà, nếu như không phải là như vậy cái phong cách hành sự tập trung tinh thần vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân mỗi ngày vội vàng bóc lột thậm tệ cách đối nhân xử thế không gì kiêng kỵ sẽ không biện pháp trở thành tết cô nương theo như lời như vậy có tiền người trong này cất giấu cái thứ tự trước sau kỳ thật cũng không phức tạp truy cập halazy com hoặc link ở phần mô tả để mời Ly cà phê nhé tiết như ý nhất thời lời nói nghẹn cùng hắn nói chuyện nói chuyện phiếm khá tốt có thể chỉ cần liên quan đến đạo lý đỉnh không có ý nghĩa rồi. Lúc trước vị đạo sĩ này, cũng sẽ đi theo rất nhiều dân chúng đi đóng băng trên sông, đục băng bán lấy tiền, giống như nhưng phàm là có thể kiếm tiền nghề nghiệp, đều nguyện ý đi đụng, như bồn cây cảnh như vậy, đều rất am hiểu. Nhớ kỹ đạo sĩ vừa tới tòa nhà không bao lâu, nàng đại khái nhìn ra đối phương phẩm hạnh rồi, mặc kệ hắn như thế nào tham tiền, chỉ nói tại nam nữ một chuyện, xác thực coi như là một cái chính nhân quân tử. Vì vậy trước nàng còn thường xuyên đùa dẫn cái này nghiêm trang như đạo học nhà nam nhân kết quả ngày nào đó đạo sĩ chỉ là một câu sẽ đem nàng cho buồn nôn hư mất đánh cái kia sau đó nàng sẽ lại không đùa đạo sĩ ý nghĩ nàng lúc ấy an vị tại đây thế bàn đu dây bên trên trung niên đạo sĩ đồng dạng là ngồi ở sau lưng bậc thang quay đầu cười hỏi cái kia ngô đích một câu có phải hay không đang nhìn cái mông của nàng kỳ thật ở trước đó nàng một ít cái lời nói thô tục đạo sĩ đều giả vờ không nghe thấy cũng không tiếp lời đoán chừng là bị nàng dây dưa được thật sự phiền đạo sĩ liền quẳng xuống một câu đít đầu lớn chút, có thể nhiều kéo mấy cân cứt sao? Thô bỉ, Hạ Lưu, Tiết Như Ý không khỏi thở dài một tiếng, hoa cỏ một mùa thu, người tu đạo cũng tốt, tinh quái ma quỷ cũng được, đối đãi dưới núi sinh lão bệnh tử, cùng phàm tục phu tử xem trong nội viện này hoa nở hoa tàn, lại có có gì khác nhau đâu? Nàng quay đầu hỏi, ngươi là như thế nào trở thành luyện khí sĩ hay sao? Đạo sĩ mỉm cười nói, dưới cơ duyên xảo hợp, còn trẻ từng học lên núi pháp nàng quay đầu trở lại nói khẽ ngươi là người thông minh chắc hẳn đã đoán ra cái đại khái ta thân vì quỷ vật sở dĩ có thể ở lâu nơi đây tất nhiên là có chỗ dựa đạo sĩ gật gật đầu rất dễ lý giải không khó đoán bên trên có người kinh sư đô thành hoàng miếu bên kia có một cái quyền cao chức trọng văn phán quan cùng nàng tại từng người khi còn sống hình như là quen biết cũ vị này phán quan đã từng hai lần đêm tuần dinh thự cùng nàng gặp mặt chẳng qua có chút cùng loại cải trang vi hành cũng không có gióng trống khua chiêng. Âm dương đều có quan trường, làm ngọc truyền bá nước đô thành hoàng miếu, theo như lệ cài đặt 24 ti, vị này văn phán quan làm thành hoàng gia phụ tá đắc lực, liền quản hạt nhiều ti đứng đầu âm dương ti ở bên trong trong đó 6 ti. Chẳng qua đây là đã sang trang lão hoàng lịch, hiện tại nha, khó mà nói rồi. Chỉ cần là quan trường, mặc kệ học thức sâu cạn bản lĩnh cao thấp, mặc kệ dương gian âm phủ, chỉ sợ một chút, không thích sống chung tiết như ý đột nhiên quay đầu mặt như băng xương vẻ mặt tràn đầy sát khí đạo sĩ bất đắc dĩ nói tiết cô nương đều là người đứng đắn nghĩ cái gì đâu hãy nói đi ít xem chút ít tài tử giai nhân tiểu thuyết nhìn nhiều mấy quyển kinh chuyện chú giải và chú thích tiết như ý cả giận nói vậy ngươi biết rõ ta nghĩ cái gì đạo sĩ nói ra muốn chụp mũ thì sợ gì không có lý do thấy kia nữ quỷ như cũ sắc mặt khó coi đạo sĩ đành phải giải thích nói ngươi nói bần đạo tham tài cũng liền mà thôi nhưng mà háo sắc tiết cô nương ngươi có thể không tin được bần đạo nhân phẩm nhưng mà cũng không thể không tin mình xem mắt người ánh sáng đi tiết như ý cảm thấy cái này cách nói có lý đạo sĩ tò mò hỏi có thể hay không mạo muội hỏi một câu tiết cô nương tại quan trường chỗ dựa là thần thánh phương nào phải là bao nhiêu quan mới có thể để cho tiết cô nương ngay tại huyện nha vài bước xa chỗ đặt chân thị trấn hoàng bên kia cự tuyệt không cái gì một vị minh quan quỷ sai tới cửa tiết như ý cười lạnh nói ta cùng với thị trấn hoàng miếu ra tỏa tướng quân là bạn tốt ngươi có sợ không đạo sĩ vụng trộm nuốt nhổ nước miếng đứng lên hướng huyện thành kia hoàng miếu xa xa ôm quyền dùng sức lung lay vài cái trầm giọng nói bần đạo một lòng tu hành thân tồn tại chính khí ta không thể làm cũng không sợ đi đường ban đêm huống chi ra tỏa tướng quân vốn là ti chức trừng phạt gian trừ ác một chuyện vô cùng nhất theo lẽ công bằng chấp pháp nhất là huyện chúng ta ra tỏa tướng quân cùng cái kia thất gia bát gia càng là tiếng lành đồn xa vị quan tốt bần đạo nếu là ở đô thành hoàng miếu bên kia có thể nói trên lời nói đã sớm đề nghị đem ba vị này đại nhân để bạt trọng dụng rồi Tiết như ý vuốt vuốt mi tâm ngươi như vậy nịnh nọt bọn hắn mấy vị cũng nghe không đến a à. nơi đây không thể so với nơi khác huyện thành hoàng gia cũng không quản đấy xung đột hiền ngươi sẽ không có ưa thích nữ tử sao nếu không há có thể như vậy không đến nhà có a à, tại sao không có Thật là có A. À. Tiết như ý biết rõ đối phương là cái hàng thật giá thật luyện khí sĩ. Tuy rằng cảnh giới không đáng giá nhắc tới. Hai cảnh. Cùng lắm là cái tam cảnh luyện khí sĩ. Mà dù sao một chân dẫm ở người trên núi rồi. Nàng trêu ghẹo nói. Nhà ai cô nương A. À, bao nhiêu tuổi. Là theo ngươi bằng tuổi nhau. Còn là một trẻ tuổi nữ tử. Đối phương là bị ma quỷ ám ảnh rồi A. À, mới có thể nhìn chúng ngươi. Người đã trung niên mọi sự đừng. Người nói ngươi đều lớn như vậy số tuổi rồi. 40 vài người, còn kẻ vô tích sự, dựa vào cái đạo môn riêng phù lục độ điệp suốt ngày vung vẩy lung tung lay động, tìm cơ hội lĩnh tới đây cho ta nhìn một cái. A, à, ta không phải đem các ngươi chia rẽ, tránh khỏi ngươi tai họa người ta. Kỳ thật vị đạo sĩ này mỗi ngày bày quầy bán hàng thầy tướng số, không thiếu kiếm tiền, so với bình thường kinh thành cửa nhỏ nhà nghèo, còn hơn lúc trước. Chỉ có điều là một cái luyện khí sĩ, liền hoàn toàn chưa đủ nhìn rồi. Cứ như vậy mỗi ngày gió thổi ngày phơi nắng, vài năm xuống mới có thể kiếm lấy một viên tuyết hoa tiền. Trần Bình An cười cười, "Vậy ngươi có thể hủy đi không tiêu tan?" Tiết Như Ý quay đầu trêu ghẹo nói, "Có thể nhìn chúng ngươi nữ tử, bộ dáng đoán chừng khó coi đi." Ngồi ở trên bậc thang trung niên nam nhân, cười trừ, chỉ là khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu ngắm trăng, ánh mắt ôn nhu. Tiết Như Ý bĩu môi, "Ai ui, mỏi đấy." Khả năng sau lưng người nam nhân kia là không có tiền đồ, khả năng cái kia tâm tâm niệm niệm nữ tử, bộ dáng xác thực bình thường. Có thể bọn hắn rút cuộc là tương thân tương ái đấy. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, lời ngon tiếng ngọt. Nhưng mà ánh mắt không lừa được người. Đạo sĩ lấy ra một quả màu đỏ thắm hồ lô rượu, lão vật, bao tương bóng loáng. Tiết như ý nghe thấy mùi rượu, nhịn không được hỏi, nhà ai rượu, thơm như vậy. Đạo sĩ cười nói, nhà mình sản xuất rượu, dễ uống là tự nhiên. Công nhận giá vừa phải vật lại đẹp, chính là được bớt lấy điểm uống. Tiết như ý dứt khoát đứng dậy đứng ở bàn đu dây trên nhớ kỹ trung niên đạo sĩ vừa đưa đến tòa nhà thời điểm một trận bàn đu dây không người mà sáng ngời còn phát ra liên tiếp như chuông bạc tiếng cười duyên đem quá con đường sĩ cho sợ tới mức lập tức từ trong tay áo cầm ra một tệp bùa chú cổ tay run rẩy không thôi móc ra diêm nhen nhóm bùa chú sau đó giơ lên cao cao bước cương đạp đấu vung vẩy lung tung một tràng một bên lắc lư ra một cái rồng lừa một bên chạy vội mà chạy ngoài miệng la hét chút ít không biết là cái nào nhất mạch đạo ra chuyển xuống chân ngôn chú ngữ ầm ầm đóng lại cửa phòng, động tác cực nhanh, đùng đùng không dứt, hướng trên cửa, vách tường cùng cửa sổ truy nã không đáng tiền giấy vàng bùa chú. Đạo sĩ nhìn xem cái kia đứng ở bàn đu dây trên bóng lưng, thở dài, nhắc lên trong tay hồ lô rượu, yên lặng uống một hớp rượu. Chỉ tốt ở bề ngoài cảnh tượng, đồng dạng là bức tường trong bàn đu dây ngoài tường nói. Tiết như ý cười dỡ nói, đúng rồi, ngươi đến cùng tìm ai ôn chuyện. Đều đến kinh thành đã lâu như vậy, một mặt cũng không có thấy. Khó như vậy chạm mặt chẳng lẽ là hoàng đế bệ hạ sao? Đạo sĩ giống như không muốn nhắc tới chuyện này, nói sang chuyện khác, mấy ngày nữa, chính là Xuân Phân rồi. Tiết cô nương muốn nhiều chú ý vài phần. Thiên thời đến Xuân Phân, đến tận đây vừa vặn âm dương tin tưởng nửa, ngày đêm đều mà nóng lạnh bình. Âm dương tin tưởng mỏng vì lôi, gạn đục khơi trong vì điện. Đối với thế gian quỷ vật mà nói, kinh chập ngày 5-6 tháng 3 âm lịch, sau đến thanh minh trước, tương đối đều là một đoạn dường như khó chịu đựng năm tháng, nhất là xuân phân sau đó, dương khí dần dần chứa, lấy kích tại âm, lôi chính là phát sinh. Tiết như ý hiển nhiên không có để tâm, nàng tuy là nữ quỷ, rồi lại thuộc về tu đạo thành công âm vật, gần như anh Linh, tự nhiên không sợ những thứ này đi theo thời tiết vận chuyển, thiên nhiên mà sinh lôi điện. Trung niên đạo sĩ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, phối hợp trà sát tay nói, xuân phân ngày, ta lại bộc lộ tài năng, cho các ngươi bày cả bàn xuân ván. Xuân phân ăn xuân đồ ăn, măng, bích hao, xuân mầm mỏ, bần đạo vào nam ra bắc đi qua rất nhiều địa phương xuân phân sau đó thải y quốc phụ cận có cái kia lũ mùa xuân trong sông bên cạnh cá mè cá trích hấp kho tàu đều là mỹ vị càng phía nam ven biển địa phương nếu là cái này thời tiết đến trên một lớn ván cát vàng hiện xào rau hẹ ách tiết như ý thức giận nói người liền chỉ biết ăn sao đạo sĩ mỉm cười nói dân lấy ăn làm căn bản tiết như ý nhất thời lời nói nghẹn nhảy xuống bàn đu dây mười ngón dao thoa duỗi lưng một cái đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời nói khẽ xuân phân có mưa là năm được mùa chẳng qua năm nay kinh thành khu vực đoán chừng là ngày đó tinh không mưa khí hậu rồi thu hồi ánh mắt đạo sĩ cười nói bần đạo bóp chỉ tính toán thanh minh ngày này có thể sẽ xét đánh hơn nữa động tĩnh khá lớn đến lúc đó tiết cô nương không nhất thiết suy nghĩ nhiều tiết như ý cười khẩy nói nguyên lai trần đạo trưởng ngoại trừ tính người còn có thể tính trời chân nhân bất lộ tướng đâu đạo sĩ nói ra, tất cả học vấn, khó dễ sâu cạn, chẳng qua đều là cái tích suy nghĩ bữa phóng xuất ra khó cũng không khó, không khó cũng khó. Tiết như ý run rẩy cổ tay, ý định trở về. Đạo sĩ chỉ chỉ sau lưng tránh đường một bên phòng khách, tiết cô nương, mấy ngày gần đây nhất, bần đạo khả năng muốn mượn bảo vật này mà dùng một lát, cùng tiết cô nương trước lên tiếng kêu gọi. Tiết như ý gật gật đầu, nghi ngờ nói, muốn làm cái gì? Chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Lo lắng ta chạy đến làm dối, đạo sĩ lắc đầu cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Tiết như y nhắc nhở, bày tiệc rượu không sao, cũng đừng hô mấy cái thanh lâu nữ tử tới đây chơi đùa trợ hứng, trướng khí mù mịt. Đạo sĩ liên tục khoát tay, động mấy mười lượng bạc, rút cuộc là uống rượu, còn là uống tiền A. tiết như ý cười lạnh nói, ngược lại là hiểu được giá thị trường, quả nhiên là người không phong lưu chỉ vì bần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo sĩ mỉm cười nói, nam nhân sợ nhất giả ngờ giả nghịch, có tiền động thủ không có tiền cũng động tâm, như bẩn đạo như vậy phong quang tễ nguyệt đấy, ngược lại mà lại là chính thức trung thực bản phận. Tiết như ý bồng bềnh mà đi. Đạo sĩ đi vào bên cạnh sảnh, mắt nhìn dài mảnh cái bàn, gật gật đầu, hai tay nắm tay nhẹ nhàng vạn chuyển, chuẩn bị chỗ ở chỗ mang tới giấy và bút mực, ở đây đại triển tay chân. Vừa mới chuyển đầu, đạo sĩ liền nhìn thấy một viên đầu hướng mà đầu treo ở trước mắt mình, vô thức chính là một quyền đập tới, nắm đấm khó khăn lắm ở đằng kia nữ quỷ mặt dừng lại, cả giận nói, Tiết như ý sẽ hù chết người đấy. Nữ quỷ phiêu nhiên nhi lạc, đạo sĩ thở phì phì bước đi ra bên cạnh sảnh, nàng đi theo sau lưng, hỏi, mượn dùng phòng khách làm chi? Đạo sĩ tức giận nói, kinh thành cư trú không dễ, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, bần đạo không được kiếm tiền lợi nhuận tiền thuê nhà a. À. Nữ quỷ ngáp, ta liền kỳ quái, ngươi một cái mèo ba chân luyện khí sĩ, dầu gì cũng là cái luyện khí sĩ, cứ như vậy ưa thích tiền, sống củi gạo dầu muối, nhận thức tiền không nhận người không cần có một chỉ chữ là được. Làm thần tiên, cái gọi là chân nhân, đơn giản chăm chú không nhận người, không cần thiết không cái chỉ chữ. Tu đạo tu đạo, trăm ngàn con đường, vạn pháp chỉ là một chữ rõ ràng. Tiết như y nhíu mày hỏi, giải thích thế nào? Ừm. Hình thần hợp nhất, tâm cùng thần khế. Ước chừng là sông sáo bên ngoài nhiều năm, đi đã quen giang hồ nguyên nhân, rất là biết chút ít bát nháo bằng môn tà đạo. Tóm lại cái này giả đạo sĩ tu vi không cao, học vấn rất hỗn tạp. Dù sao mặc kệ nàng trò chuyện cái gì cũng có thể chứa lời nói. Đạo sĩ kia vừa đi một bên êm tai nói tới, Địa tiên, Địa tiên, Lục địa thần tiên, Thiên địa chi nửa, luyện hình ở thế hệ, thường chú nhân gian, dương thọ lâu dài, một số gần như trường sinh bất tử. Quỷ tu chứng đạo người là quỷ tiên, chỉ là so với tại cái trước những cái kia lục địa chân nhân, hay là muốn kém một chút đấy, dù sao cũng là buông tha dương thần hóa thân, chỉ còn lại một cái âm thần trong trèo chi quỷ không tính chính thức đại đạo, bởi vậy thần tượng không rõ, tam sơn vô danh, tuy rằng có thể không ngã luân hồi, nhưng mà như cũ khó trèo lên lục tịch, trước không chỗ nào đi, lui không chỗ nào về, muốn chứng đạo, liền dường như khó rồi. Tiết như ý đi theo một bên, nghe được mơ mơ màng màng đấy, nhiều nội dung, nàng đều là lần đầu nghe nói. Cũng không biết hắn từ chỗ nào bản thần khác giã sử tiểu thuyết dập khuôn mà đến. Thấy trung niên đạo sĩ kia dừng bước lại, bắt đầu đào tay áo, ngẩng đầu cười nói, tiết cô nương, chúng ta đều quen như vậy rồi, cũng coi như hợp ý không phải là, ngươi đừng xem bần đạo giúp người xem tướng cực kỳ chuẩn xác, kỳ thật chính thức sở trường đấy, còn là bùa chú một đạo, không bằng làm bút mua bán. Như tiết cô nương như vậy xuất thân tu đạo chỉ sĩ, cực kỳ có kỳ hiệu quả, chỉ cần đắm chìm trai giới về sau, lại đốt này phù, nhen nhóm ba đốt hương, trong lòng mặc niệm mấy lần, nào đó người nào đó lễ kính tam sơn cửu hầu tiên sinh, không có gì lễ nghi phiền phức, hiệu quả tốt, không thể tưởng tượng. Nàng cười nhạo nói, diễn lại trò cũ, lại muốn giết quen thuộc. Cũng không biết đổi lại trò gian trá sao. Đạo sĩ ôi một tiếng, khác bùa chú không đi nói, đúng là hơi chút kém một chút hỏa hầu. Nhưng mà ngươi xem ta chưa từng chủ động cùng tiết cô nương chào hàng bùa chú. Duy chỉ có cái này cái phù lục, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, mua một chương là nhỏ lợi nhuận, mua một tệp là kiếm lớn, tóm lại mua càng nhiều kiếm càng nhiều. Bần đạo nếu không phải cùng tiết cô nương quan hệ tâm đầu ý hợp, tuyệt không đơn giản kỳ nhân. Tiết Như Ý cười lạnh nói, "Tốt như vậy, ngươi như thế nào không chính mình dùng a?" À? Đạo sĩ ánh mắt thương hại nhìn xem nàng, "Là cái loại này người thông minh đáng thương một cái kẻ đần ánh mắt." Nàng tự biết nói lỡ, xác thực đối phương nói tất cả như nàng như vậy tu đạo chi sĩ, do dự một chút, vẫy tay, trước cho ta ngó ngó, khám nghiệm ưu khuyết. Bình thường màu vàng lá bùa, mài mực chu sa làm mực, lá bùa bên trên vẽ ba tòa đỉnh núi, kỳ quái đấy, nhìn không giống như là cái gì đứng đắn bùa chú không làm cái này coi tiền như rác. Tuy nói nội tâm chủ ý đã định, nàng hay là hỏi nói, một lá bùa chú, bán mấy cái đồng tiền. Đạo sĩ oán giận nói, nghĩ cái gì đâu rồi, mấy cái đồng tiền. Nhất trương phủ giấy cũng mua không nổi. Tiết như ý nói ra, bên cạnh phố lão lưu đầu cửa hàng, thấp như vậy kém giấy vàng, một đao mới bán mấy cái tiền. Trần đạo trưởng lại cắt được nhỏ chút ít, chẳng phải là một vốn bốn lời. Khó trách đạo sĩ mỗi lần thấy lão lưu đầu liền hô lão ca. Lá bùa không đắt thuật pháp cao a đều nói núi không ở chiều cao tiên tức thì linh, bùa chú một đạo cũng là giống vậy, vẽ bùa xem phù gan, lá bùa địa vị thế nào thật là tiếp theo đấy. Thấy kia đạo sĩ không nổi thanh sắc, không chút nào đỏ mặt, liền lại từ trong tay áo móc ra mấy tấm bùa chú, mà thôi mà thôi, tiết cô nương rút cuộc là ánh mắt cao, không sao, bần đạo cái này mấy tấm phẩm chất rất tốt, chính là giá cả mắc tiền một tí. Ẩn giấu đấy, bình thường đều là bí mật không gặp người đấy. Chật chật, không hổ là cái làm đã quen mua bán người làm ăn, hoàn hoàn đan sen, chuẩn bị ở sau rất nhiều đâu. Đừng mở miệng một tiếng bần đạo bần đạo rồi, Trần Tiên Sư ngươi sẽ không xấu hổ được sợ sao. Tiết như ý đem bùa chú ném trả lại cho đạo sĩ, ngây ngang rời đi. Xuân phân, trời không mưa, khí hậu khác nhau ở từng khu vực ấm áp. Kinh thành vùng ngoại ô đạp thanh, ngoại trừ những cái kia áo đẹp ngựa khỏe quan lại đệ tử, mép nước nhiều mỹ nhân, mỹ nhân trên đầu, thước tha xuân phiên. Không chung tràn đầy con diều, linh hoạt chim yến, thật dài con rết, hoặc hẹn nhau làm riêng diều hâu đánh nhau trong kinh thành những cái kia cửa hiệu lâu đời con diều cửa hàng kiếm cái đầy bồn đầy bát dựa theo triều đình lễ chế hoàng đế quân chủ cần tại xuân phân ngày ngày dỗ tại hũ hôm nay thiên tế tự sau khi kết thúc ngọc truyền bá nước hoàng đế bệ hạ liền sẽ khiến lễ bộ nha môn vì tứ phẩm trở lên quan ở kinh thành đưa ra một bức trong nội cung ngự chế châu bằng đất xét đồ hai mở hoa văn rồng hồng giấy in lại hàn lâm viện học sĩ viết 24 thời tiết danh môn lời dân mới ra lò thi từ lại phối hợp một bức họa viện ở chiếu tỉ mỉ hội chế nông canh đồ chịu trách nhiệm đưa đồ hơn là lễ bộ tướng mạo đoan chính trẻ tuổi quan viên, còn lại nhiều bộ ty tân khoa tiến sĩ, thường thường cũng sẽ tham dự trong đó, bọn hắn tại đây một ngày được vinh dự xuân quan, những cái kia hoàng thân quốc thích cùng tướng tướng công khanh phủ đệ người gác cổng, đều cần còn lấy xuân quan một cái tượng trưng tiền lì xì. Trên làm dưới theo, kinh thành trên phố cũng có cùng loại thân phận nói xuân người, quan viên cho làm quan đưa đồ, một ít trong đầu lung lay, biết cách làm giàu dân chúng liền cho kẻ có tiền đưa đồ gõ mở cửa về sau, cùng chủ nhà nói chút ít cùng loại không làm trái vụ mùa. Năm gió mười mưa may mắn lời nói, một ngày bận rộn xuống, chỉ cần đi đứng lanh lợi, đi khắp mọi nơi số lượng quá nhiều, cũng có thể kiếm không ít. Đương nhiên bị sập cửa vào mặt càng nhiều, một ít cái bị nhiều lần gõ cửa đòi hỏi tiền lý xì si giàu có môn hộ, không thắng kia phiền, liền trực tiếp khiến người gác cổng đuổi người. Ngọc truyền bá nước trong kinh thành bên cạnh, một ít cái kinh nghiệm lão đạo nói xuân người, dù là đi xa đường, đều đi một cái vĩnh gia phố, trên đường phần lớn là tổ tiên cực kỳ xa xỉ gia tộc, nếu không cũng sẽ không dùng huyện tên đến mệnh danh tên phố, tự nhiên không tới phiên bọn hắn những thứ này phố phường nói xuân người tới cửa đưa đồ, bọn hắn nhưng là chỉ đi tìm một cái hộ họ mã người ta, bởi vì chắc chắn sẽ không đi không được gì, ai cũng có thể bắt được cái đại hồng bao. Nghe nói cái này gia đình người gác cổng, suốt ngày liền ở bên đó đỏ lên túi sách đâu, chỉ cần tới cửa đưa đồ, nói vài lời cùng loại ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa lời hữu ích. Như vậy thấy người có phần, trọn vẹn sáu lượng bạc. Mã ra người gác cổng lại mệt mỏi, đối với tất cả đưa đồ nói xuân người, đều là vẻ mặt tươi cười, cực kỳ ôn hòa đấy. Kinh thành có hai huyện, đại khái trên là phía Bắc Phú Quý phía Nam nghèo, cái sau chủ yếu là về Trường Ninh huyện Nha Quản Hạt. Hai vị từ phía Bắc chạy đến phía Nam lấy nghề nghiệp nói xuân người, một năm lão một thiếu niên, một cái đưa châu bằng đất xét đổ một cái nói may mắn lời nói, từ đến sớm muộn, chạy một ngày, đào đi nhất định nộp lên cho cái nào đó giang hồ bang phái hiếu kính, kỳ thật bọn hắn mới kiếm đến hai ba bạc không có cách nào khác cái này nhìn như tạm thời nghề năm này qua năm khác cũng có rất nhiều môn đạo cùng quy củ cần tuân thủ không phải ai đều có thể có nên nói hay không xuân người đấy càng không phải có thể chạy loạn đập loạn cửa đấy nếu như không theo quy củ đến một cái không cẩn thận cũng sẽ bị người ngăn ở đường phố chịu bữa đánh ngược lại là trong đó có chút trong phường thì làm cho có nhất định cơ hội nhặt mót lúc hoàng hôn thiếu niên khá tốt lão nhân thì có điểm mệt mỏi trên con đường này gõ cửa cũng không trả lời dáng người gầy gò lão nhân ngồi ở một chỗ trên bậc thang, một tay chỗ dựa, một tay gõ chân, xem bộ dáng là muốn hai tay chống chân mà trở lại rồi, con đường này hộ gia đình cứ như vậy nghèo sao. Theo lý thuyết cách trường ninh huyện nha gần như vậy, không nên như thế túng quẫn mới đúng, lúc trước lão nhân khẽ cắn môi, dùng tám tiền bạc cùng người mua được một cái phố đưa sách tranh xuân, tám tiền bạc này cứ như vậy trôi theo dòng nước, lão nhân mặt mày ủ rũ, cũng không có cái bọt nước. Thiếu niên nói muốn đi nơi khác thử thời vận, lão nhân cười nói không cần, cõng cái sọt thiếu niên liền ngồi xổm người xuống, giúp đỡ lão nhân nhẹ nhàng đấm chân. Tòa nhà cửa chính két mở ra, đi ra một người trung niên đạo sĩ, thiếu niên lập tức đứng dậy, từ phía sau lưng giường trúc trong lấy ra một bức châu bằng đất xét đồ. Ông nội đã rất mệt mỏi, vì vậy vốn nên ông nội mà nói lời dạo đầu. Thiếu niên hôm nay theo một đường, kỳ thật đều vác được thuộc lão rồi, liền từ hắn làm thay tốt rồi, chỉ là không đợi thiếu niên mở miệng. Đạo sĩ kia liền cười khoát tay, nhảy ra hai chữ, đồng hành. Đồng hành hai chữ, so cái gì lời nói dịu dàng cự tuyệt đều có tác dụng. Thiếu niên vô cùng thất vọng, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ thần sắc. Không trả tiền coi như xong, cũng không có cần lấy cớ. Rất bình thường chẳng qua sự tình, chỉ là vị này đạo trưởng hà tất lừa gạt người. Trung niên đạo sĩ thò tay từ trong tay áo móc ra một chương giấy tuyên, nhẹ nhàng run rẩy, vuốt dâu mà cười nói. Trường Ninh huyện cái này một mảng lớn phường thị, châu bằng đất xét đồ bản thảo, đều là bần đạo tự tay vẽ đấy. Lão nhân lập tức đứng lên, nhanh chóng quét vài lần cái kia bức cái gọi là châu bằng đất xét đồ bản thảo, đi trước chắp tay lễ, cười nữa hỏi, đạo trưởng trả như thế nào sẽ vẽ châu bằng đất xét đồ. Đạo sĩ cúi đầu, một tay bấm niệm pháp quyết hoàn lễ, bần đạo nghèo khó này, xin hỏi đạo trưởng hội chế châu bằng đất xét đồ, bao nhiêu tiền một bức? 10 văn tiền. Giá cả thấp như vậy, sao so với Vĩnh Gia huyện bên kia tiện nghi một nửa? Phố phường trên phố nói xuân làm cho đưa đồ, hầu như một bức so với một bức thô giáp, cùng cái kia quan ra ngự chế châu bằng đất xét đồ, mặc kệ chất liệu còn là nội dung, đều là khác nhau một trời một vực. Bần đạo phúc hậu, ta đây có thể, hay không cùng đạo trưởng dự định sang năm 100 bức châu bằng đất xét đồ. Đạo sĩ lắc đầu cười nói, không trùng hợp, bần đạo chỉ là dạo chơi đến tận đây, tạm thời đặt chân, sẽ không ở lâu. Thiếu niên rốt cuộc mở miệng, thăm dò tính nói ra, nghe nói trường ninh huyện nha phụ cận có một thầy tướng số sạp hàng, thầy tướng số rất chuẩn, rút thăm tướng tay, đoán chữ cùng đồng tiền bói toán, đều rất lợi hại. Trung niên đạo sĩ vuốt dâu mà cười, cái này vừa vận rồi, nếu không ngoài ý muốn, xa tận chân trời, đúng là bần đạo rồi. Thiếu niên vẻ mặt tràn đầy niềm vui ngoài ý muốn, đạo trưởng thật sự là vị kia sát cửa thần đoạn ngô tiên trưởng. Đạo sĩ hít mắt về dâu, hư danh nói chơi. Đầu tường bên kia, váy lụa màu nữ quỷ liếc mắt. Bậc thang một bên lão nhân muốn nói lại thôi, chỉ là mắt nhìn sống nương tựa lẫn nhau thiếu niên, một đôi trong mắt trong tràn đầy hướng về cùng hy vọng, liền không đành lòng nói cái gì đạo sĩ mỉm cười nói, vị công tử này, là tính nhân duyên, còn là tài vận. Thiếu niên chỉ một thoáng đỏ mặt, chả như thế nào xưng hô công tử, vị này đạo trưởng cũng quá hòa ái chút ít. Thiếu niên cố lấy dũng khí, nói ra, những thứ này cũng không tính, ta chính là muốn hỏi một chuyện, có thể hay không mời đạo trưởng giúp đỡ vẽ mấy tấm phù, chính là kia trồng tại ven đường đặt để một cái chậu, bên trong đốt lá bùa, xa xa tế điện tổ tiên. Đạo sĩ nghi hoặc hỏi, vì sao không ở thanh minh thời điểm, viếng mồ mà tảo mộ hóa vàng mã, Hiếu niên nói ra, ta cùng ông nội là người nơi khác, từ phía nam đến đấy, đi rồi rất xa đường, nhà rất sớm sẽ không có. Lão nhân thở dài, kỳ thật bọn hắn không phải là thân ông cháu, trong đó khúc chiết, một lời khó nói hết. Sớm nhất là lão nhân chiếu cố một cái đứa nhỏ, về sau là đứa nhỏ chiếu cố lão nhân, sống nương tựa lẫn nhau, tựa như qua lại trả nợ. Đạo sĩ hỏi, nếu quả thật có loại này bùa chú, ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền mua? Trên người tất cả tiền, nếu như tạm thời chưa đủ ta có thể cùng đạo trưởng ghi phiếu nợ viết biên nhận theo. Chứng từ gì gì đó há thật là, người trước mắt có bao nhiêu tích góp đâu. Những năm này ta toàn bảy lượng tám tiền bạc, còn có một bình đồng tiền. Mới ít như vậy, thiếu niên thẹn đỏ mặt không nói. Lão nhân ấy náy, bần đạo là có thể vẽ ra ba quan bùa chú, có thể vì người đã khuất chúc phúc, xá tội cùng trừ họa giảm ách. Đạo sĩ trầm ngâm không nói. Sau một lát, lắc đầu, chỉ là này phù chân quý, người điểm ấy bạc, xa xa chưa đủ a. À. Thiếu niên vừa muốn nói chuyện, đạo sĩ vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn, vung tay áo một cái, bắt đầu hạ lệnh trục khách rồi, đừng vội nhiều lời. Thiếu niên đứng ở tại chỗ, đạo sĩ hỏi: "Cho ngươi 10 ngày, nguyện ý đi mượn trộm cắp ăn cướp, kiếm đủ 100 lượng bạc sao?" Ngăm đen gầy gò thiếu niên cúi đầu, thần sắc ảm đạm. Mới nói sĩ nhìn xem thiếu niên, nhìn xem thiếu niên trong mắt chính mình. Đợi đến lúc thiếu niên cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, lại mang theo lão nhân cùng nhau rời đi không nhà để về kẻ lãng tử, tưởng niệm cố hương, buồn bực buồn thiêu. Đầu tường bên kia nữ quỷ sắc mặt âm trầm, đả thương người ngôn ngữ, có kiếm kích đau khổ. Đạo sĩ đột nhiên gọi lại thiếu niên, thiếu niên mờ mịt quay đầu, đạo sĩ mỉm cười nói một câu, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, tự giúp mình người trời trợ giúp chi. Đạo sĩ phất phất tay, đi đi. Thiếu niên ngẩn người, lần nữa cúi đầu. Đợi đến lúc đạo sĩ hai tay lồng tay áo, quay người đi trở về tòa nhà, Tiết như ý đứng ở bên trong cửa, cười lạnh nói, khá lắm người tu đạo, thật sự là ý ý chí sắt đá. Giúp không được gì cũng đừng giả thần giả quỷ. Lui một bước nói, không giúp đỡ cũng liền mà thôi, càng muốn đùa nghịch chút ít vớ vẩn quanh có ngôn ngữ thủ đoạn, có ác tâm hay không người. Nguyên bản đối với cái này tập trung tinh thần kiếm tiền giả đạo sĩ, ở chung lâu rồi, ấn tượng chuyển biến tốt đẹp, còn có mấy phần thân cận chi tâm, đợi đến lúc hôm nay tận mắt nhìn đến cái này cảnh tượng, thật sự là chọc tức nàng. Đạo sĩ cười nói, khiêm tốn người không nói ngoa. Váy lụa màu nữ quỷ lóe lên rồi biến mất, quẳng xuống một câu, trong vòng ba ngày, cút ra tòa nhà. Đạo sĩ cười trừ. Màn đêm nặng nề. Xa xa trên đường vang lên gõ mõ cầm canh tiếng. Dán tại dinh thự trên cửa hai bức tô màu thần giữ cửa kim quang lóe lên, đi ra hai vị đến từ đô thành hoàng miếu quan lớn, nam tử viết văn sĩ trang phục, nữ tử người mặc kim giáp, vác một thanh thất tinh đồng tiền bảo kiếm. Tiết như ý phát giác được cửa ra vào bên kia khác thường, vội vàng từ lầu các dập dành mà ra, đi tới tránh đường cửa đại sảnh tiếp khách, tất cung tất kính, cùng bọn họ thi lễ vạn phúc, tiếng nói khinh nhu nói, gặp qua lớn phán quan, kỳ tỷ tỷ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Văn phán quan nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, hắn lần này rời khỏi miếu thành hoàng, chỉ dẫn theo một vị tâm phúc, đã phụ trách âm dương ti 300 năm. Các nơi miếu thành hoàng âm dương ti chủ quan, làm nhiều ti đứng đầu, đều xem như thành hoàng gia đệ nhất phụ lại vị kia thân cư chú chức vị quan trọng nữ tử anh Linh cười nói, như ý mẹ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiết như ý từng là lập quốc mới bắt đầu cung Nga xuất thân, chuyên môn vì ngọc truyền bá nước, trong lịch sử vị kia chỉ thiếu chút nữa liền soán vị đăng cơ hoàng hậu nương nương, mở dương nghiệm lấy váy quả lựu, gọi cưng như ý mẹ. Nàng nhẹ giọng hỏi, thi học viện cái bàn đầu cũng bị dự định sao? Vị kia bị tiết như ý gọi cưng vì kỷ tỷ tỷ thành hoàng anh linh, thở dài, không riêng gì cái bàn đầu, đã liền sau đó kỳ thi mùa xuân hội nguyên danh hiệu, cũng muốn thoái vị cho một cái bao cỏ. Trên thực tế, toàn bộ kinh thành kỳ thi mùa xuân, thi hội cùng thi đình, không xuất ra dự kiến, ngoại trừ ngựa triệt là Trạng Nguyên, này ngoại bảng mắt, thám hoa cùng hai giáp chuyển lưu chờ danh ngạch, sớm đã bị phía sau cánh cửa đóng kín dự định rồi. Tiết Như ý cắn cắn bờ môi, vẻ mặt tràn đầy đau khổ, đây là vì sao? Nếu nói là là cái kia có chân tài thực học ngựa triệt, cũng liền mà thôi dựa vào cái gì những cái kia ăn chơi thiếu ra đều có thể đăng khoa. Vị kia âm dương ti chủ quan, do dự một chút, một câu nói toạc ra huyền cơ, võ phán quan tham dự trong đó rồi. Tiết như ý phẫn oát nói, một quốc gia văn vận chi cân nhắc, bọn hắn không dám như thế trò đùa. Ghi nhớ tiểu bình, ngươi cùng lớn phán quan, còn có thành hoàng gia, biết rõ như thế, liền cũng không quản sao. Ghi nhớ tiểu bình nói ra, võ phán quan bên kia, đều có một bộ lý do thoái thác, có thể cho là mình giải thích không phải là, cái gì vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, trong đó liên quan đến tổ ấm sự việc, hơn nữa một ít dương gian việc thiện các loại tiết như ý, người có thể lý giải vì là chui có chút âm minh luật lệ chỗ trống. Hơn nữa, quản hạt ngọc truyền bá nước này tòa Tây Nhạc Thái tử chi núi. Văn phán quan cao mày nói, nói cẩn thận. Ghi nhớ Tiểu Bình đành phải đổi giọng nói ra, trừ phi là một tờ đơn kiện, đốt phủ tìm đến điệp đến này tòa Tây Nhạc Sơn quân phủ duy trì trật tự ti. Chỉ là vượt cấp tố cáo, một mực là quan trường tối kỵ. Ghi nhớ Tiểu Bình nói đến đây, nàng xem mắt bên người văn phán quan, ánh mắt phức tạp. Văn phán quan tự diễu nói, tuy nói còn không đến mức là nê bồ tát qua sông bản thân khó bảo toàn hoàn cảnh, nhưng mà hôm nay ta tại đô, thành hoàng trong miếu, ngoại trừ ghi nhớ Tiểu Bình âm dương ti, đã điều động không được người nào, thực không dám giấu giếm. Đã liền văn vận ti cũng đã chuyển tìm đến vị kia võ phán quan rồi, văn vận ti còn như thế, lại càng không nói còn lại nhiều ti. Ha ha, vua nào triều thần nấy, âm dương trăm sông đổ về một biển, miếu thành hoàng văn vận võ vận hai ti quyền hành lớn nhỏ cũng không định số bởi vì lúc bởi vì mà mà khác tựa như phụ cận cái kia chỗ huyện nhà muối phòng bởi vì dựa theo cùng trương thị tổ tiên cái ước định kia cái sau đời sau con cháu chỉ cần xuất hiện một vị làm dạng dỡ tổ tông một giáp tiến sĩ nàng coi như là hoàn thành khế ước ghi nhớ tiểu bình nói ra là phía sau màn có cao nhân cố ý vi chi muốn đem hồng lão ra rời ngọc truyền bá nước đô thành hoàng miếu nói đến đây nàng tức giận nói một con chuột cứt hư mất hỗn loạn ghi nhớ tiểu bình hít sâu một hơi, cùng tiết như ý tiếp tục giải thích nói. Hồng lão gia có khả năng đi hướng đại ly thủ đô thứ hai phụ cận, làm một châu thành hoàng gia. Từ ngọc truyền bá nước kinh sư đô thành hoàng nhếu văn phán quan, chuyển bất luận cái gì đại ly vương triều một châu thành hoàng gia, tuyệt đối không thể coi như là biếm trích, mà lại là thật số làm quan rồi. Tiết như ý lập tức thi lễ vạn phúc, nhịn xuống trong lòng phẫn uất, nói khẽ hạ, có nô tỳ nơi đây đi trước chúc mừng lớn phán quan lên cao văn phán quan thần sắc buồn bực nói tại quan trường lên cao tự nhiên là cao thăng thế nhưng là cứ như vậy rời khỏi đến cùng không cam lòng a à, thế gian các nơi các cấp thành hoàng quan lại không thể so với dương gian quan trường như vậy chú ý nhân tình không có bất kỳ người nào mạch cùng hương khói tình đáng nói không cách nào xa xa nhúng tay chuyện khắc vụ một khi rời khỏi chỗ nào đó phải không rất nhiều nhúng tay chỗ cũ công vụ đấy đây là một cái kiên cố âm minh luật thép trừ phi là tha hương người đang chỗ nào đó dính đến cùng loại án mạng loại chuyện này hai địa phương miếu thành hoàng mới có thể liên thủ phá án. Tiết như ý cười khổ nói, nhiều năm như vậy đều chịu đựng được, đợi lát nữa vài năm là được. Văn phán quan liếc mắt ngoài cửa sổ đình viện, cười nói, vị này chỉ có riêng phù lục đạo điệp đạo sĩ, ngược lại là cái hoàn toàn xứng đáng con người tao nhã. Ghi nhớ Tiểu Bình gật đầu nói, chỉ cần nhìn chút ít hoa và cây cảnh bảo dưỡng, đã biết rõ người này không tầm thường, càng giống là một vị nhàn vân cô hạc sơn dã giật dân, tuyệt không phải là biểu hiện ra cái loại này toàn thân hơi tiền tham tài hạng người một chỗ trong phòng nhỏ, đạo sĩ tiếng ngáy từng trận. Tiết như ý nghĩ đến đây từ lại tức giận, mặt đen lên nói ra, hắn từ xưng tên thật gọi là xung đột hiền. Ghi nhớ tiểu bình lắc đầu nói, nghe qua coi như xong, đảm đương không nổi thực. Lớn phán quan cười nói, còn là cái này tên hiệu rất tốt chút ít. Kiến hiền tư tề, chọn thiện mà từ. Bắt trước hồ trên, kiến hiền tư tề yên, quân tử cẩn thận tỉ mỉ, thấy không hiền mà bên trong tự xét lại. Ghi nhớ tiểu bình do dự một chút, nói ra, tiết cô nương, cái này tạm thời ở khách, hồng lão gia cùng ta đều nhìn không ra hắn đạo hạnh sâu cạn, có lẽ là cái loại này yêu thích dạo chơi nhân gian thế ngoại cao nhân, cũng có thể có thể liền là một tên lường gạt, cũng khó nói. Dù sao hắn không phải là ngọc truyền bá nền tảng lập quốc thổ dân thị, chúng ta không cách nào tìm đọc hồ sơ, cũng không biết hắn chân thật quê quán, cái kia phần cùng riêng phù lục móc nối qua cửa văn điệp rõ ràng là ngụy tạo, mấu chốt hắn tại kinh thành bên này lại không có vi phạm lệnh cấm trái lệ cử chỉ chúng ta sẽ không biện pháp từ nước khác chọn đọc tài liệu bí mật sách rồi. Nàng không có khả năng vì loại này việc tư khiến cho đô thành Hoàng Miếu cùng đại ly vương triều bên kia giao tiếp. Kinh thành to lớn như thế, đối phương hết lần này tới lần khác lựa chọn sử dụng nhà này tòa nhà làm chỗ đặt chân, không phải do tiết như ý không nghi ngờ đối phương có chỗ ý đồ. Thân là đô thành Hoàng Miếu văn phán quan, trước hai lần dạ du nơi đây, ngoại trừ tới gặp cố nhân, lại chính là vì xác định cái này giả đạo sĩ tu vi cảnh giới, cùng với có hay không dụng tâm kín đáo đối với tòa nhà cùng món đó bí bảo có mưu đồ mưu luyện khí sĩ nhất là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cái chủng loại kia sơn trạch giã tu thủ đoạn gì dùng không đi ra kỳ thật trần bình an vẫn thật là chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua không có bất kỳ để tâm cùng ý đồ một kiện sớm đã danh hoa có chủ pháp bảo mà thôi đáng giá là đáng giá lại không phải cái kia loại vật vô chủ chẳng có lẽ còn mạnh hơn lấy hào đoạt sao ghi nhớ tiểu bình đột nhiên sắc mặt kịch biến nói ra là hắn đã đến mã khổ huyền nàng thậm chí cũng không dám gọi thẳng kỳ danh văn phán quan cũng là đau đầu không thôi gật đầu nói vừa mới vào thành lúc trước tại gãy tai sơn thần tống du bên kia uống bữa rượu liền mất tích chẳng biết tại sao cho tới bây giờ mới vào kinh thành trong phòng nhỏ đạo sĩ chậm rãi mở mắt ra chỉ là rất nhanh liền hơi thở như tiếng sấm lúc sáng sớm trời tờ mờ sáng cái kia gần cuốn gói xéo đi đạo sĩ liền bắt đầu làm bừa rồi chỉ thấy đạo sĩ cầm trong tay một cây đào mộc kiếm đạp cương bước đấu cao giọng vịnh sướng một quyển sách không biết từ đâu sao chép đến đạo quyết. Mời quân nghe ta nói, thái cổ có thái hư, nhật nguyệt hai giò ánh sáng, sông núi thêm trắng quan, luyện thành một viên kim đan không giỏ, không giỏ không giỏ, khởi lục long xà chiến đấu. Đạo sĩ tiết lộ ra một cái quét đường chân, xoáy lên trên mặt đất một chút lá rụng, lại một cái kim kê độc lập, tay phải đưa ra một kiếm, mũi kiếm chỗ vừa đúng lưu lại một mảnh lá cây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.